Chương 13, gia đình đi a i s c o -L, l Viên thư lại đưa tôi đi tìm gia đình là một lão già nhỏ bé, củ củ dù dù, cứng đờ, da rẻ nhăn nheo, mặc áo dài đen đã bợt vào bóng, cổ đeo cà vạt trắng. Ra đến ngoài đường, lão ta xoa rối rít hai bàn tay, bẻ ngón tay và cường tay, cục cục, đá đá chân như muốn hất tung ra xa đôi ủng đã vẹt gót và nghếch mũi lên trời. Lão hít mạnh sương mù luôn mấy nhịp bộ điệu khoái trá của một người đã tù cẳng trong phòng mattia bảo tôi bằng mấy tiếng italy lão ta hít hít có vẻ thích thú lắm nhỉ lão già nhìn chúng tôi không nói một lời lão chỉ xịt xịt như suýt chó như thế nghĩa là chúng tôi phải bám sát gót lão đừng có để bị lạc chẳng mấy chốc chúng tôi đã lọt vào một dãy phố nườm nượp xe cộ lão ta chặn một chiếc xe lại đây là một thứ xe lạ kiểu ở chỗ người đánh xe đáng lẽ ngồi trên ghế ngay sau ngựa thì lại vắt vẻo trên cao sau một thứ mui vải. Lão già bảo chúng tôi lên xe, phía trước thì trống hoác. Lão chó qua một lỗ hồng nói chuyện với người đánh xe. Nhiều lần tiếng, Bertrand Green, được nhắc đến và tôi đã ngờ rằng đó là tên cái khu phố bố mẹ tôi ở. Tôi cũng hiểu rằng, Green, tiếng Anh có nghĩa là, xanh, và nó gợi cho tôi nghĩ rằng ở đó chắc là trồng nhiều cây cối xanh tươi. Điều này xưa nay tôi rất thích thú. Như thế thì khác hẳn những phố xá tồi tàn ở London, Đơ, vừa tối tăm vừa buồn tẻ mà chúng tôi đã đi qua khi mới đến. Hẳn là một ngôi nhà rất xinh trong đô thành lớn, chung quanh trồng cây. Câu chuyện trao đổi khá lâu giữa hai người, khi thì người ngồi bên dưới phải dướn người lên tới lỗ hồng để giải thích cho người ngồi trên. Khi thì bác đánh xe muốn từ trên cao tụt xuống qua lỗ hồng để nói cho rõ rằng mình chẳng biết chút gì về điều mà người khách đang nói. Mattia và tôi ngồi dồn vào một góc, còn Capi ngồi giữa hai chân tôi. Nghe cãi cọ thế ấy, tôi ngạc nhiên cớ sao một người đánh xe chở thuê như vậy lại có thể không biết cái nơi tươi mát như là Bertrand Green ấy. Ở London có nhiều khu phố xanh tươi chăng? Cũng khá lạ đấy, cứ như chúng tôi đã thấy, có lẽ nhiều bổ hóng hơn thì phải. Chúng tôi đi khá nhanh trong những đường phố rộng, rồi vào những phố hẹp, rồi đến những phố rộng nhưng hầu như chẳng thấy rõ gì chung quanh mình sương mù dày đặc che phủ tất cả. Trời đã chuyển lạnh, vậy mà chúng tôi cảm thấy khó thở như bị nghẹt. Đó là Mattia với tôi thôi, còn viên thư lại dẫn đường thì trái lại lão tỏ ra rất khoan khoái. Rõ ràng lão ta hít mạnh khí trời, miệng há to, mũi phồng lên hít lấy hít đi. Dường như lão ta cố sống cố chết tích lấy một khối lượng lớn khí trời vào trong phùi. Thế rồi, thỉnh thoảng lão lại tiếp tục bẻ tay cục cục và duỗi chân duỗi cẳng cứ như lão ta phải ngồi yên hàng bao nhiêu năm trời không được cử động và không được thờ cứ nghĩ rằng chỉ trong chốc lát vài giây đồng hồ chưa chừng tôi sẽ được ôm hôn bố mẹ tôi anh chị tôi mối xúc cảm lại khiến tôi phát điên lên được thế nhưng tôi vẫn rất muốn được nhìn cái thành phố chúng tôi đi qua chẳng phải là thành phố của tôi quê cha đất tổ của tôi ư nhưng dù đã hỏi công mở to đôi mắt tôi vẫn chẳng thấy gì hoặc hầu như chẳng thấy được chút gì ngoài mấy đốm lửa đỏ của ngọn đèn khí lập lòe trong sương mù tựa như trong một đám khói dày đặc. Ngay những chiếc đèn ló ở xe cổ qua lại cũng thấy rất lờ mờ. Thỉnh thoảng xe chúng tôi dừng đứng ngay lại để khỏi vướng phải, hoặc cán phải những người qua lại rất đông trên đường phố. Xe vẫn chạy, chúng tôi rời nhà Greg và Gali đã rất lâu rồi. Như thế, theo suy nghĩ của tôi, lại càng rõ là bố mẹ tôi ở tại miền thôn quê nhất định chỉ trong khoảnh khắc, chúng tôi sẽ đi ra khỏi đường phố chật trội để đi vào miền đồng nội. Matia và tôi vẫn nắm tay nhau, niềm tin sắp được gặp gia đình khiến tôi nắm tay nó thật chặt. Hình như chính trong lúc này, hơn tất cả lúc nào hết, tôi cần tỏ rõ cho nó biết rằng tôi là bạn trí thân, bạn suốt đời của nó. Nhưng đáng lẽ phải tới miền đồng quê, chúng tôi lại lọt vào những đường phố chật hẹp hơn, và nghe có cả tiếng còi xe lửa. Thế là tôi nhờ Mattia hỏi hộ người đưa đường xem chúng tôi đã sắp đến chỗ bố mẹ tôi chưa? Câu trả lời của Mattia thật là ngán ngầm. Nó nghĩ rằng viên thơ lại nhà Grace và Gali đáp là lão chưa hề đặt chân đến khu tụ tập của quân trộm cắp. Chắc là Mattia nghe nhầm, nó không hiểu rõ câu trả lời của lão ấy. Nhưng nó vẫn khăng khăng cái từ thiếp, từ anh mà viên thơ lại dùng để trả lời nó. Rõ ràng có nghĩa là quân trộm cắp, chắc chắn thế. Tôi bàng hoàng một chút, nhưng rồi lại nghĩ thầm rằng viên thư lại kia sợ quân trộm cắp, chính vì chúng tôi đi vào miền đồng quê vắng vẻ và cái từ green đặt sau từ bedno, có nghĩa rõ ràng là cây cối hoặc nội cỏ. Tôi nói ý nghĩ ấy với Mattia và thế là cái điều lo sợ của lão cứ khiến chúng tôi cười mãi. Những kẻ không bao giờ ra khỏi thành phố đúng là ngốc nghếch, nhưng vẫn chưa có vẻ nông thôn tí nào. Phải chăng cái nước Anh chỉ là một thành phố đầy những đá và bùn tên gọi London? cái thứ bùn này nó tràn ngập cả vào trong xe nó bắn lên tận chúng tôi từng mảng đen ngòm một mùi nhạt thích bao quanh chúng tôi đã khá lâu rồi tất cả những cái đó chứng tỏ rằng chúng tôi hiện đương ở trong khu phố tồi tàn có lẽ là khu phố cuối cùng trước khi tới những nội cỏ của and green tôi cảm thấy như chúng tôi đương xoay quanh và thỉnh thoảng người lái xe lại cho xe đi chậm lại hình như anh ta cũng ngập ngừng không hiểu là đương ở nơi nào thình lình anh ta dừng ngay xe lại và cái lỗ cửa phía trên chúng tôi mở ra. Thế là một cuộc trao đổi, đúng hơn là một cuộc đôi co, nổ ra. Mattia bảo tôi rằng theo như nó nghe được thì hình như người đánh xe không muốn đi xa hơn nữa vì anh ta không biết đường nữa rồi. Anh ta đòi phải chỉ dẫn kỹ hơn, còn viên thư lại của Brett và Gali vẫn trả lời một mực rằng chưa bao giờ lão ta đặt chân tới khu phố của bọn trộm cắp. Tôi nghe rõ cái từ thiếp, nhất định nơi đó không phải là Burton Green được vậy thì điều gì đã xảy ra cuộc đấu khẩu lại tiếp tục qua lỗ cửa nhỏ và hai bên đều phát cáo ngang nhau trong lời qua tiếng lại qua cây lỗ cửa ấy cuối cùng viên thư lại trả tiền cho người đánh xe đương lẩm bà lẩm bầm rồi bây giờ xuống xe và lại xịt 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 với chúng tôi rõ ràng chúng tôi phải xuống xe theo lão bây giờ thì chúng tôi đi trong một đường phố lầy lội một cửa hàng thắp đèn sáng choang từ những tấm gương lớn những mảng thiếp vàng và những cái chai vuông mặt ánh sáng đèn khi phản chiếu sáng lỏa ra ngoài đường phố, rồi xuyên qua đám sương dày ra tận con ngòi. Đó là một tiệm rượu mạnh, một ngôi nhà lầu trong đó bán rượu mạnh đủ loại, chế biến bằng chất rượu cất từ các thứ hạt hoặc từ củ cải đỏ. Người đưa đường lại, xịt xịt, chúng tôi theo lão ta vào hiểu, đúng là chúng tôi đã nhầm mà ngỡ rằng mình đương ở trong một khu phố tồi tàn. Tôi chưa bao giờ được thấy một chốn nào lịch sự hơn, đâu đâu cũng là những tấm gương và những mảng thiếp vàng quầy hàng thì rát bạc. Ấy vậy mà những người đứng trước quầy hàng, hoặc tựa vai vào tường hay là vào những thùng rượu, thì lại ăn mặc rách dưới. Có thể không đi giày, và cặp chân trần của họ, vì lội trong những bãi phân nhão nguyệt, cũng đen xỉn như thể bôi xi si đánh giày chưa kịp để cho khô. Trên cái quầy rát bạc ấy, người đưa đường chúng tôi mua một cốc nước trăng trắng thơm thơm, khoái trá uống cạn một hơi cũng như trước đó một chút, lão ta đã hít lấy hít để sương mù sau đó lão nói chuyện với người bán hàng mặc áo sắn tay đến khuỷu nhất định lão ta hỏi đường và tôi cũng không cần phải hỏi đến mattia nữa chúng tôi lại ra đi bám gót lão ta đến đây đường phố hẹp lắm cho nên dù có sương mù chúng tôi vẫn trông thấy nhà cửa hai bên nhiều dây thừng trăng từ nhà nọ qua nhà kia trên đó áo quần và tã rách vắt lòng thòng chắc là không phải để phơi mình đi đâu đây tôi bắt đầu băn khoăn Chốc chốc Mattia liếc nhìn tôi, nhưng nó không hỏi chuyện. Từ đường phố, chúng tôi đi vào một ngõ hẹp, qua một cái sân lại đến một ngõ phố nữa. Nhà cửa quãng này tồi tàn quá, tồi hơn cả những làng tồi tàn nhất bên nước Pháp. Một số lớn làm bằng ván gỗ như nhà xe hay chuồng bò vậy, nhưng chính lại là nhà ở, ở các thềm nhà lố nhố những người đàn bà để đầu trần và trẻ con khi có chút ít ánh sáng để non rõ quanh mình thì tôi nhận thấy những người đàn bà này nước da tái, tóc vàng nhạt buông xóa xuống vai, trẻ con hầu như trần chuồng, có chút ít quần áo gì trên người thì đều rách bươm. Ở ngõ phố nọ, luận ủi trong một rãnh nước đọng lại hôi thối. Người đưa đường cho chúng tôi dừng lại, chắc là ông ta mất phương hướng rồi. May lúc ấy có một người đi tới chỗ chúng tôi, ông ta mặc áo khoác xanh, đội mũ da bóng, tay ông ta đeo lon nửa đen nửa trắng, bao súng nịt ở thắt lưng. Đó là một viên cảnh sát của thành phố Long hai người nói chuyện với nhau, sau đó, chúng tôi lại đi qua nhiều ngóc ngách, sân nhà, đường phố khúc khuỷu. Hình như đây đó, có những nhà đổ nát, cuối cùng, chúng tôi đến một cái sân, giữa có ao nước nhỏ. Người cảnh sát nói, sân sư tử đỏ, sao lại dừng lại ở đây? Ồ đây không thể là Bertrand Green, bố mẹ ta đâu lại ở cái sân này cơ chứ? thế thì tại sao tôi không có thì giờ suy nghĩ về những nỗi băn khoăn ấy viên cảnh sát gõ cửa một thứ nhà xe bằng gỗ ván và người đưa đường cho chúng tôi cảm ơn ông ta chúng tôi đến nơi rồi sao mattia siết tay tôi nó vẫn giữ tay tôi từ đầu và tôi siết tay nó chúng tôi cảm thông với nhau nỗi khắc khoải trong lòng tôi cũng bóp thắt trái tim nó quá xúc động tôi không biết người ta mở cửa đón chúng tôi như thế nào sau khi viên cảnh sát gõ cửa chỉ từ khi vào cái buồng lớn có ánh đèn, có lửa sưởi đốt bằng than đá sau tấm lưới sắt, chỉ từ khi ấy, sự việc mới được tôi ghi nhớ. Trước bếp lửa, trong một chiếc ghế bành rơm, trông như cái bệ thờ thánh khoét lõm vào tường, có một ông cụ già ngồi im lìm như một pho tượng, dâu bạc trắng, đầu đội mũ trục đen. Một người đàn ông và một người đàn bà ngồi đối diện nhau, ở hai bên một chiếc bàn. Người đàn ông chạc 40, mặc quần áo bằng nhung màu sáng, vẻ mặt thông minh nhưng khắc nghiệt, người đàn bà trẻ hơn chừng 5-6 tuổi, tóc vàng rủ xuống chiếc khăn kẻ ô đen trắng choàng qua trước ngực. Mắt bà mơ màng vô định, và trên gương mặt, ngày xưa chắc là đẹp, cũng như trên cử chỉ huệ hoài người ta thấy dáng của một người hờ hững, vô tình. Trong phòng còn có bốn đứa trẻ, hai trai, hai gái, đều tóc vàng, một màu vàng nhạt như mẹ. Đứa lớn nhất khoảng 11, 12, hai đứa sau là trai, đứa bé nhất chưa đầy ba tuổi nó lê la dưới đất thoáng một cái tôi đã thấy hết tất cả cảnh đó trước khi viên thư lại của greg và gali nói chuyện với tôi lão ta nói cái gì tôi chỉ nghe loáng thoáng và chẳng hiểu gì hết trừ cái tên briscoe cái tên của tôi mà người chức việc đã bảo cho biết là tôi nghe được mà thôi tất cả các con mắt đều quay nhìn về phía mattia và tôi kể cả mắt của cụ già ngồi im chỉ có đứa bé gái là chú ý đến capi người đàn ông mặc đồ nhung xám hỏi bằng tiếng Pháp, trong hai chú, chú nào là Remy? Tôi bước lên một bước nói, tôi, thế thì lại hôn cha đi, con, trước đây, khi nghĩ tới phút đoàn viên này, tôi cứ hình dung rằng tôi sẽ cảm thấy có một sức bật bên trong nó đẩy tôi vào lòng bố tôi. Nhưng bây giờ tôi không cảm thấy sự phấn chân đó, tuy vậy tôi vẫn bước đến ôm hôn bố tôi, bố tôi nói, và đây là ông con và kia là mẹ con và các em con. Trước hết tôi đến bên mẹ tôi và ôm mẹ. Mẹ tôi để cho tôi ôm hôn nhưng không hôn trả. Mẹ chỉ nói vài câu mà tôi không hiểu. Bố bảo tôi bắt tay ông đi con và nhẹ nhẹ đó. Ông bị bại liệt, tôi lại bắt tay hai em trai và em gái lớn. Tôi định bế em bé, nhưng vì mải vuốt ve con capi, em xô tôi ra. Tôi vừa đi từ người này qua người khác như thế, vừa lấy làm bất mãn với mình. Sao thế chứ, sao mà được trở về giữa cha mẹ anh em như thế này tôi không cảm thấy vui sướng hơn trước tôi có cha có mẹ có em trai em gái lại có ông tôi được đoàn tụ với người thân thế này mà sao tôi lạnh nhạt tôi đã chờ mong cái phút này thiếu điều phát sốt lên tôi sung sướng như điên như dại khi nghĩ rằng tôi cũng sắp có một gia đình như ai cũng có cha mẹ để yêu thương và được yêu thương thế mà giờ đây tôi lúng ta lúng túng ngắm nhìn cha mẹ tôi một cách tò mò không tìm thấy trong lòng mình một chút gì một lời chiều mến chẳng hạn để bày tỏ với người thân tôi là một con yêu con quái chăng tôi không xứng đáng có gia đình chăng ví thử tôi tìm thấy cha mẹ tôi ở trong một tòa lâu đài chứ không phải ở một nhà chứa xe như thế này thì những niềm chiều mến yêu thương đã dậy lên trong lòng tôi chăng ý nghĩ ấy làm cho tôi nghẹn ngào vì xấu hổ tôi lại đến trước mẹ tôi ôm hôn mẹ lần nữa hôn bằng cả hai môi không dè dặt Chắc là mẹ tôi không hiểu nguyên do gì khiến tôi trở nên cuồng nhiệt như thế. Cho nên đáng lẽ ra hôn lại tôi thì bà nhìn tôi cũng với cái vẻ hững hờ uể oải lúc trước. Rồi bà nhún vai nhẹ nhẹ, nói với bố tôi mấy câu làm cho bố tôi cười mà tôi không hiểu. Thái độ ghẻ lạnh của mẹ và tiếng cười của cha làm tôi nát lòng. Tôi cho rằng đối xử như thế đáp lại sự bộc lộ tình cảm của tôi là không thỏa đáng. Nhưng tôi không có thì giờ suy tưởng miên man vì bố tôi đã trỏ tay vào Mattia mà hỏi, còn chú này là ai? Tôi bày tỏ những mối liên hệ đã buộc tôi với Mattia. Tôi cố đưa tình bạn của tôi vào lời lẽ và cố nói lên cái ơn của nó đối với tôi. Ừ, nó muốn đi cho biết đó biết đây. Tôi toàn trả lời thì Mattia nói hớt, thưa ông, đúng đấy, thế còn lão Barberin, bố tôi hỏi, sao lão không đến? tôi nói barberin đã chết rồi và đó là điều thất vọng lớn nhất của tôi lúc đến paris khi được nghe má barberin bảo cho biết bố mẹ tìm tôi bố tôi dịch lại cho mẹ nghe tôi thấy chừng như mẹ tôi đáp là hay lắm hoặc tốt lắm gì đó điều chắc chắn là mẹ tôi nói đi nói lại nhiều lần những tiếng well và good mà tôi biết tại sao barberin chết đi lại là hay là tốt nhỉ đó là điều tôi tự hỏi mà không trả lời được Bố tôi lại hỏi, con không biết tiếng Anh? Không, con chỉ biết tiếng Pháp và cũng biết tiếng Italy nữa vì có học với ông chủ đã mướn con nơi ông Barberin. Ông Vitalis, bố đã biết, Barberin nói cho bố biết tên ông ta. Cách đây ít lâu bố sang Pháp để tìm con. Chắc con cũng tò mò muốn biết vì sao đã 13 năm, bố mẹ không lùng kiếm con mà đùng một cái lại nảy ra cái ý đi tìm Barberin. Chào ôi, vâng, tò mò lắm, thật tình là con muốn được biết lắm. Ừ thì lại bên bếp lửa đây, bố sẽ thuật lại cho con nghe. Khi vào nhà thì tôi đã cởi đàn dựng tựa vách, bây giờ thì cởi sắc ra và ngồi vào chỗ bố tôi chỉ. Nhưng khi tôi duỗi chân lấm ướt ra trước bếp lửa thì ông tôi không nói năng gì cả, phun hạc về phía tôi như một con mèo già nổi nóng. Tôi biết là tôi quấy ông cụ nên co chân lại. Bố tôi nói, con chẳng cần bận lòng, ông cụ không thích người ta đến sưởi lửa của ông cụ, nhưng nếu con thấy rét thì cứ việc sưởi không cần phải nể nang gì ông cả. Tôi lấy kinh ngạc khi nghe nói như thế về ông già dâu trắng phao phao kia. Tôi tưởng rằng nếu có một người cần được nể nang thì chính là ông cụ. Vì thế, tôi cứ để chân dưới ghế. Bố tôi nói, con là con lớn của bố mẹ. Lúc bố cưới mẹ thì có một người con gái trước đó cứ tưởng rằng bố sẽ lấy cô ta. Bởi vậy cô ta coi mẹ là người tình địch và căm thù mẹ dữ rồi. Để báo thù, đúng cái ngày con được 6 tháng, cô ấy đánh cắp con mang con sang pháp đến paris vứt con ở đường phố bố mẹ đã hết sức tìm kiếm nhưng không đến tận paris vì không ngờ rằng người ta mang con đi xa như thế bố mẹ không tìm thấy con đã tưởng con chết rồi và mất hẳn thì cách đây ba tháng người đàn bà ấy lâm bệnh ngặt nghèo đã thổ lộ hết sự thật trước khi nhắm mắt lúc bấy giờ bố tức tốc sang pháp tìm đến ông cầm ở khu phố mà người ta vứt con ở đấy người ta cho biết rằng một người thợ nề tỉnh Crewe đã nhận con về nuôi và đó chính là người đã nhặt được con tức thời bố đi chavanen hỏi barberin lão nói lão đã cho vitalis thuê con vitalis là một nhạc sĩ rong cho nên con đang dạo nước pháp với ông già ấy vì bố không thể ở lại bên pháp để đuổi theo vitalis nên bố cậy barberin và đưa tiền cho lão ta để khi tìm được con thì cho những người thừa biện lo việc cho bố biết Bố không để địa chỉ ở đây cho lão là vì chúng ta chỉ ở lông đơ trong mùa đông thôi. Mùa nóng ấm thì chúng ta đi khắp nơi trên đất Anh và đất Ecos để bán hàng rong mang theo xe cộ và cả gia đình. Thế đấy, con ạ, à, ta đã tìm lại được con và sau 13 năm cách biệt, con đã trở về vị trí của con trong gia đình như thế đây. Bố biết rằng tất thế nào con cũng còn sợ sệt khó gần, vì con chưa hề biết những người thân trong nhà ta và hai bên lại chưa hiểu được tiếng nhau. Nhưng bố hy vọng rằng con sẽ chóng sống quen trong nhà này. Đúng, tôi sẽ chóng quen thôi. Cái đó dĩ nhiên quá bởi vì tôi trở về giữa gia đình tôi. Và những người chung sống với tôi là cha tôi, mẹ tôi, các em trai, em gái tôi. Nhưng chiếc tã đẹp mách bảo sai rồi. Đối với má Barberin, em Lai và bác Erwin, đối với những ai trở che đùm bọc, tôi thì đây là điều không may. Tôi không thể giúp đỡ họ như tôi mơ ước. Bán hàng rong, mà lại ở trong cái nhà chứa xe như thế này thì có đâu phải là người lắm tiền nhiều của nhưng đối với tôi thì nghĩ cho kỹ chẳng có hề gì tôi có gia đình thế là đủ còn cái việc tưởng tượng rằng mình là con nhà giàu thì chẳng qua là một giấc mơ con trẻ có xá gì tình ở bên trên tiền tôi không cần tiền bạc tôi chỉ cần chiều mến yêu thương trong khi tôi chăm chăm chú chú nghe chuyện bố tôi thì bữa cơm tối đã dọn lên những chiếc đĩa nhỏ hoa xanh bày quanh một đĩa sắt lớn đựng một tảng thịt bò bỏ lò, chung quanh xếp đầy khoai tây. Bố tôi hướng về Mattia và tôi mà hỏi, hai đứa nhỏ có đói không? Mattia không đáp, nhe hàm răng trắng nõn ra, thế thì chúng ta dùng bữa đi thôi, bố tôi nói. Trước khi ngồi vào bàn ăn, bố tôi đẩy chiếc ghế bành của ông tôi đến bên bàn. Rồi bố ngồi xuống, quay lưng lại bếp và bắt đầu cắt miếng thịt than bò quay ông xé cho chúng tôi mỗi người một lát lớn kèm với khoai tây tôi không được nuôi dạy theo phép lịch sự xã giao nói cho đúng thì tôi không được giáo dục gì cả nhưng tôi cũng nhận thấy rằng các em tôi thường thường lấy tay bốc thức ăn nhúng cả ngón tay vào nước sốt rồi đưa lên miệng liếm mà hình như bố mẹ tôi không để ý còn ông tôi thì chỉ chăm chú vào cây đĩa của mình bàn tay duy nhất dùng được của ông cụ cứ luôn luôn đưa từ đĩa lên mồm khi những ngón tay run rẩy làm xảy ra một miếng thì mấy em trai tôi chế nhạo ông cụ. Bữa tối xong, tôi ngỡ gia đình sẽ quê quần chung quanh ngọn lửa. Nhưng bố tôi bảo sắp phải tiếp mấy người bạn cho nên chúng tôi phải đi ngủ. Rồi ông cầm một cây nến đưa chúng tôi đến một buồng xếp tiếp với buồng ăn. Ở đấy có hai cỗ xe lớn thuộc loại những người buôn bán rong thường dùng. Bố tôi mở cửa một chiếc xe, trên ấy có hai cây giường đặt chồng lên nhau. Ông nói, giường của các anh đây ngủ ngon giấc nhé, tôi được gia đình tôi, gia đình Briscoe, đón tiếp như thế đấy. mười 14, thờ cha kính mẹ, khi lui ra, bố tôi không mang nến đi, nhưng ông đã đóng cửa kéo chốt ngoài, như thế thì chỉ còn có việc đi ngủ thôi. Chúng tôi lên giường ngay, không chuyện vãn với nhau như bình thường chúng tôi có thói quen trước khi đi ngủ, cũng không kể lể với nhau những cảm tưởng trong cái ngày lắm việc này. Remy ngủ ngon nhé, Mattia nói chúc mattia ngủ ngon mattia không thích trò chuyện cũng như tôi không thích sự im lặng của mattia làm tôi nhẹ người nhưng không thích nói chuyện không có nghĩa là thích ngủ nến tắt rồi mà tôi vẫn không chợp mắt cứ chăn trở trên chiếc giường nhỏ hẹp mà nghĩ ngợi về những việc đã xảy ra nghĩ ngợi phần mình đã đành tôi lại nghe thấy mattia nằm ở giường trên cũng động đẩy cũng chăn trở nghĩa là nó cũng thao thức như tôi tôi hỏi khe khẽ cậu không ngủ sao không chưa ngủ được, chỗ nằm không tốt à? Cảm ơn. Không đông, trái lại chỗ tớ tốt lắm. Có điều là quanh tớ, cái gì cũng quay quay, y như là còn ở giữa biển và cái xe này thì cứ nhô lên hụp xuống và tròng chành bốn phía hai bên. Có phải chỉ vì say sóng mà Mattia chằn trọc không ngủ? Hay nó cũng mải nghĩ ngợi về những điều như tôi? Nó yêu mến tôi, tâm hồn trí óc chúng tôi hòa hợp với nhau đến mức tôi cảm thấy thế nào thì nó cảm thấy thế ấy giấc ngủ vẫn không đến và đêm càng về khuya càng làm tôi sợ sệt thêm sợ sệt vô cớ sợ gì tôi không biết nhưng rõ ràng là tôi sợ không phải sợ vì nằm trong chiếc xe này ở giữa cái khu phố and green nghèo khổ này đã bao nhiêu lần trong quãng đời lưu lạc tôi phải ngủ đêm với màn trời chiếu đất chứ đâu được yên ổn như chỗ này tôi biết rằng ở đây không có gì nguy hiểm hết mà sao tôi vẫn hãi hùng càng cố làm gan chấn tĩnh tôi lại càng hoang mang tợn thời khắc trôi qua nhưng tôi không biết đêm đã khuya chừng nào vì chung quanh không có đồng hồ điểm canh. Thỉnh lình tôi nghe có tiếng động khá mạnh ở cửa buồng xếp, cái cửa này trông ra một đường phố khác chứ không ở phía sân sư tử đỏ. Rồi sau nhiều tiếng gõ gọi cách quãng đều đều thì có ánh đèn lọt vào trong xe. Tôi lấy làm lạ, vội nhìn quanh mình, còn con capi ngủ bên cạnh thì choàng dậy định xuồng. Tôi thấy ánh đèn lọt vào chỗ tôi qua một cửa sổ nhỏ trên thành xe giường của chúng tôi kê sát thành xe ấy, nhưng lúc đi nằm chúng tôi không để ý đến cái cửa sổ vì có màn che cửa lại. Nửa trên cửa sổ nằm đứng ngang giường Mattia, nửa dưới trông vào giường tôi. Tôi để tay lên mõm con Capi để cho nó khỏi sủa vang làm thức giấc mọi người trong nhà và tôi nhìn ra ngoài. Bố tôi đã vào trong buồng xếp, nhanh chóng và lặng lẽ, ông mở cái cửa trông ra đường. Hai người đàn ông vác những bọc nặng bước vào và bố tôi lại nhanh chóng và lặng lẽ đóng cửa lại rồi ông đặt một ngón tay lên môi và đưa tay kia đang sách đèn lên chỉ cái xe có chúng tôi nằm. Cái đèn của ông là một thứ đèn lồng có nắp, có thể che ánh sáng tùy ý. Và cái cử chỉ của ông tỏ ý bảo người ta không nên gây tiếng động làm chúng tôi thức giấc. Sự quan tâm của bố tôi khiến tôi cảm động. Tôi toàn kêu lên bảo bố cứ mặc tôi vì tôi vẫn thức giấc. Nhưng rồi tôi lặng thinh vì sợ gọi toáng lên thì làm mất giấc ngủ của Mattia. Bố tôi đỡ cho hai người đàn ông đặt các bọc đồ xuống rồi ông đi một lát và trở lại cùng với mẹ tôi. Trong lúc vắng bố tôi, hai người đàn ông đã mở các bọc hàng. Một bao đựng đầy những xúc vải, bít tất, găng tay. Lúc đó tôi mới hiểu cái việc thoạt đầu làm cho tôi ngạc nhiên, những người này đến bán hàng cho bố mẹ tôi. Bố tôi cầm từng món đồ hàng lên, đưa ra ánh đèn xem xét rồi trao cho mẹ tôi. Mẹ tôi cầm chiếc kéo con cắt nhãn hiệu bỏ vào túi. Cái việc này kỳ quặc, cũng như việc mua bán giữa đêm khuya thế này xem ra cũng thật lạ lùng. Bố tôi vừa xem hàng vừa nói khe khẽ mấy câu với hai người đưa hàng tối. Nếu tôi biết tiếng Anh thì hẳn tôi đã nghe đủ, nhưng không hiểu tiếng thì nghe rõ làm sao được. Chỉ có hai tiếng bốp và policeman, 39, thì lặp lại nhiều lần là tôi nghe rõ. Khi đã xem xét cẩn thận tất cả những món hàng chứa trong mấy cái bao, bố mẹ tôi và hai người khách ra khỏi buồng xếp đê vào nhà. Buồng lại tối rõ ràng là họ đi tính toán tiền nong. Tôi muốn tự bảo rằng những việc mắt thấy vừa rồi là bình thường thôi, không có gì lạ. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, tôi cũng không tự mình tin được. Những người đó đến nhà bố mẹ tôi sao không đi qua sân sư tử đỏ? Tại sao khi nói về cảnh sát, họ lại thì thầm với nhau như tuồng sợ người ngoài nghe thấy? Tại sao mẹ tôi cắt các nhãn hiệu đính vào các thứ hàng bà mua? Mãi loay hoay với những câu hỏi đó tôi không ngủ được và tôi cố xua đuổi chúng nó vì không tìm ra lời giải đáp nhưng không tài nào xua đuổi được lát sau lại có ánh sáng dọi vào xe tôi và tôi lại nhìn qua khe màn lần này tôi không muốn nhìn mà cứ phải nhìn khác với lần trước tôi nhìn một cách tự nhiên để thấy để biết bây giờ thì tôi tự nhủ không nên nhìn ra vậy mà tôi vẫn cứ nhìn ra tôi cũng tự nhủ rằng có lẽ tốt hơn hết là không nên biết vậy mà tôi vẫn cứ muốn biết Bây giờ chỉ có bố mẹ tôi thôi. Trong khi mẹ tôi nhanh chóng gói các món hàng thành hai kiện, thì bố tôi quét một góc buồng. Dưới lớp cát khô mà ông quét bạt đi, hiện ra một nắp hầm. Ông ngức nắp và đưa xuống hầm hai kiện hàng mẹ tôi vừa gói xong. Mẹ tôi cầm đèn soi cho bố tôi. Cái hầm sâu bao nhiêu, tôi không nhìn thấy. Làm xong, bố tôi leo lên, đậy nắp hầm lại và lấy chổi quét cát phủ lên. Trên mặt cát bố mẹ tôi rắc mấy cọng rơm cho giống các nơi khác trên nền buồng công việc xong xuôi bây giờ không tài nào trông thấy chỗ nắp hầm được rồi bố mẹ tôi đi ra khi bố mẹ tôi nhẹ tay đóng cửa lại thì tôi nghe thấy mattia động đậy trên giường Tưởng như nó kê đầu lên gối thì phải nó đã nhìn thấy sự việc xảy ra chăng tôi không dám hỏi bây giờ có một cái gì còn nghiêm trọng hơn là một sự lo sợ mơ hồ đang đè nặng ngực tôi tôi biết vì sao tôi sợ rồi từ đầu đến chân, cơ thể tôi đẫm mồ hôi lạnh toát. Suốt đêm tôi cứ như thế, một con gà ở nhà bên gáy lên, báo hiệu trời sắp sáng. Bấy giờ tôi mới thiếp đi, thiếp đi trong một giấc ngủ nặng nhọc, chập chờn, đầy những mộng mị hãi hùng làm tôi nghẹt thở. Tiếng ổ khóa cót két làm tôi tỉnh giấc và cửa buồng mở ra. Tưởng bố tôi gọi chúng tôi dậy, tôi nhắm mắt lại để đừng nhìn thấy ông. Mattia nói, em cậu đến mở cửa cho chúng ta đó nó đi rồi chúng tôi đứng lên mattia không hỏi tôi có ngủ ngon không và tôi cũng không nói gì với nó hết có một lúc nào đó nó nhìn tôi thì tôi quay nhìn chỗ khác chúng tôi đi vào nhà bếp ở đấy không có bố tôi cũng không có mẹ tôi ông tôi thì vẫn ngồi trong ghế trước lò sưởi y như là từ tối hôm qua ông không hề rời khỏi chỗ em gái lớn của tôi là annie đang lau bàn còn em trai lớn là alan thì quét rác tôi đến bắt tay chúng nhưng chúng không đáp tôi bèn đến ông tôi ông tôi không để cho tôi lại gần và cũng như tối hôm qua ông khạc nhổ về phía tôi cử chỉ đó làm tôi cụt hứng tôi bảo mattia cậu hỏi giúp tớ xem trong buổi sớm nay lúc nào thì tớ gặp được bố mẹ tớ mattia hỏi nghe nói tiếng anh mặt ông cụ có co giãn ra một chút bớt cái vẻ bất động đáng khiếp đi ông chịu khó trả lời tôi hỏi ông cụ nói gì nói bố cậu đi vắng suốt cả ngày hôm nay mẹ cậu ngủ anh em chúng mình có thể đi dạo chơi được ông cụ chỉ nói thế thôi à tôi hỏi như vậy vì thấy lời dịch của mattia ngắn quá mattia có vẻ lúng túng nó nói tớ không biết đoạn sau tớ hiểu có đúng hay không thì cứ thử nói cậu hiểu như thế nào để xem hình như ông cụ nói nếu chúng ta đi ra phố mà gặp cơ hội tốt thì không nên bỏ lỡ rồi ông cụ nói thêm và câu này thì tớ tin chắc là tớ hiểu rõ hãy nhớ lấy lời tao phải biết sống trên lưng những đứa dại chắc là ông cụ đoán Mattia đang giải nghĩa những lời ông cụ nói cho tôi hiểu, vì nghe đến câu sau cùng này, thì ông dùng cái bàn tay không bị bại của ông làm cái cử chỉ bỏ một vật gì vào túi. Cùng lúc ấy, ông nheo mắt lại, chúng ta đi chơi đi, tôi bảo Mattia, trong hai hay ba tiếng đồng hồ, hai đứa tôi đi dạo quanh quẩn gần sân sư tử đỏ. Chúng tôi không dám đi xa ra vì sợ lạc đường, ban ngày khu Bethnal Green này hiện ra còn xấu xí tồi tệ hơn ban đêm nữa cảnh bần cùng bày ra khắp nơi, từ nhà cửa đến người ngợm, ở đâu cũng thấy sự nghèo khổ não lòng nhất. Mattia và tôi chỉ trông thấy, chứ không nói năng gì cả. Quay trở lại thì vừa đến đầu sân, chúng tôi đi vào nhà. Mẹ tôi đã ra khỏi buồng ngủ, từ cửa, tôi đã nhìn thấy mẹ áp đầu trên mặt bàn. Ngỡ mẹ ốm, tôi chạy đến để hôn mẹ, vì tôi không nói chuyện với mẹ được. Tôi đưa tay ôm mẹ, mẹ tôi ngẩng đầu lên, cái đầu cứ lắc lư. Rồi mẹ nhìn tôi nhưng chắc là không trông thấy. Lúc ấy từ hơi thở nóng hổi của mẹ tôi toát ra mùi rượu mạnh. Tôi lùi lại, mẹ tôi lại gục đầu bên hai cánh tay duỗi thẳng trên mặt bàn. Ông tôi nói, "Jin, 40," rồi nhìn tôi mà cười gằn và nói mấy tiếng gì nữa tôi không hiểu. Lúc đầu, tôi đứng sững như mất hồn. Giây phút sau, tôi nhìn Matia, Matia cũng nhìn tôi, ứa nước mắt. Tôi ra hiệu cho nó, rồi hai đứa tôi trở ra vài kể vai tay nắm tay chúng tôi đi mãi không nói với nhau một lời cứ nhìn thẳng trước mặt mà đi tới không biết là đi đâu mattia có hơi lo ngại hỏi chúng mình đi đâu thế này không biết đi chỗ nào nói chuyện với nhau được thì đi mình cần nói với cậu điều này nhưng ở đây giữa đám đông này mình không nói được chính như thế đấy trong cuộc đời nay đây mai đó qua nội qua rừng theo kiểu cụ vitalis Tôi đã có thói quen không bao giờ nói chuyện quan trọng giữa đường phố, hoặc trong làng, và khi nói có người qua lại là tôi quên ngay những ý định nói. Vậy mà lúc này tôi lại muốn nói chuyện quan trọng với Mattia và tôi hiểu rõ là tôi sẽ nói gì với nó. Lúc ấy, chúng tôi đã vượt qua những ngõ hẹp đến một đường phố rộng hơn, ở cuối đường hình như có cây cối. Có lẽ ở đầu ấy là thôn quê rồi, chúng tôi đi theo hướng ấy. Nhưng không phải là thôn quê mà là một công viên bao la có những bồn cỏ rộng xanh mướt và những lùm cây tơ đây đó chỗ này quả là chỗ lý tưởng để tâm sự tôi đã có chủ định tôi biết rõ tôi muốn gì khi đã ngồi yên ở một xó cách bức và kín đáo tôi nói với bạn tôi mattia thân mến cậu biết là mình yêu thương cậu và chắc cậu cũng biết là chỉ vì tình bạn mà mình bảo cậu đi theo mình về nhà bố mẹ mình chứ bây giờ mình yêu cầu cậu làm gì thì cậu cũng chả nghi ngờ gì cái tình bạn của mình phải không cậu ngu lạ Mattia đáp và gượng cười. Cậu cười để cho mình khỏi mùi lòng. Nhưng mùi lòng cũng chả việc gì. Mình còn khóc được với ai nếu không là với cậu. Nói đến đây, tôi ngã vào lòng Mattia khóc quả lên. Những lúc một thân một bóng, thất thểu trên mặt đường mênh mông, tôi cũng chưa bao giờ thấy khổ sở như hôm nay. Tôi nấc lên một hồi rồi cô chân tĩnh, tôi đưa Mattia đến vườn này có phải để cho nó than thở vì tôi đâu? Không phải vì tôi, chỉ vì nó tôi nói mattia ơi cậu phải đi thôi cậu trở về pháp đi kìa cậu à không đời nào mình biết trước thế nào cậu cũng trả lời mình như vậy và cậu hãy tin rằng mình lấy làm sung sướng rất sung sướng được nghe cậu nói không đời nào cậu rời mình tuy vậy cậu phải rời bỏ mình đi cậu trở về pháp hay đi italy tùy cậu về đâu không quan trọng miễn là cậu không ở trên đất nước anh nữa thế còn cậu cậu định đi đâu cậu tính cho chúng ta đi đâu đây? Mình ấy à, mình thì phải ở lại đây, ở lông đơ đây với gia đình mình chứ. bổn phận của mình không phải ở bên cạnh bố mẹ mình thì là gì? Còn lại bao nhiêu tiền, cậu lấy mà đi đi, đừng nói thế, Remy. Nếu có một người cần đi thì người ấy là cậu mới đúng. Tại sao? Tại vì, Mattia không nói hết, tôi đưa mắt hỏi, nó nhìn tránh đi, Mattia này, cậu hãy trả lời tớ thẳng thắn, thành thực, không nể nang không e sợ, tối hôm qua, cậu thức. Và cậu có trông thấy, phải không? Matia không ngước mắt lên, đáp khe khẽ. Mình thức, cậu thấy gì? Tất cả, và cậu hiểu, là những món hàng bọn kia đem tới bán không phải là hàng buôn. Bố cậu dày chúng sao không gõ cửa trước mà lại gõ cửa buồng xếp. Chúng bảo chúng bị cảnh sát rình mò, theo dõi. Đã thế thì cậu phải thấy cậu đi là đúng. Nếu tớ cần phải đi thì cậu cũng phải đi. Chả ai cần hơn ai khi mình yêu cầu cậu đi với mình thì mình ngỡ là gia đình mình sẽ cho cả hai đứa đi học và chúng ta sẽ ở gần nhau sở dĩ mình tin thế vì nghe má barberin nói và cũng vì mình mơ tưởng thế nhưng sự việc đã không như thế và chiêm bao vẫn hoàn là chiêm bao cho nên chúng ta phải chia tay nhau không khi nào hãy nghe mình cho kỹ hãy thông cảm với mình đi mattia đừng làm mình buồn bực thêm mà ví như chúng mình gặp lão garofoli ở paris và lão bắt cậu về thì có phải là cậu không muốn cho mình ở lại với cậu phải không nào ấy đấy cái điều mình nói với cậu bây giờ đây tất cậu cũng nói với mình nếu gặp trường hợp ấy có đúng thế không cậu hãy nói cho mình biết có đúng thế không mattia suy nghĩ một lát rồi nói bây giờ đến lượt cậu phải nghe tớ nói cậu nghe cho rõ đây khi ở chavanen nghe cậu bảo gia đình cậu đi tìm cậu thì mình buồn lắm đáng lẽ phải vui thì mình lại bực mình mình đã không nghĩ tới hạnh phúc của cậu mình chỉ nghĩ tới mình mình tự nhủ là cậu sẽ có anh chị em trai gái mà cậu sẽ yêu thương như yêu thương mình có lẽ còn hơn mình nữa những người ấy là những người giàu sang thông thái lịch sử những cậu ấm cô chiêu sinh trai đẹp gái mình nghĩ thế rồi hóa ra ghen tị đó là điều cậu cần biết đó là sự thật mà mình cần thu nhận với cậu để cậu tha thứ cho mình nếu cậu có thể tha thứ cái loại tình cảm xấu xa như vậy. Chào ôi, Matia, nói đi, nói là cậu tha thứ cho mình đi, sẵn lòng, mình có thấy nỗi buồn phiền của cậu, mình có bao giờ tu hẳn cậu đâu, bởi vì cậu là con bò, và là con bò lành quá, còn mình thì ác, cậu tha thứ cho mình vì cậu tốt bụng, chứ mình thì mình không tự tha thứ đâu, vì mình không lành như cậu. Cậu chưa biết hết đâu, mình tự bảo, ta đi với hắn sang anh để xem sao. Rồi khi hắn đã sung sướng, thật sung sướng rồi, khi hắn không có thì giờ nghĩ đến ta nữa thì ta cút, và cút thẳng, ta sẽ đi một mạch về Luca hôn em Christina của ta. Nhưng đáng lẽ giàu sang và sung sướng như chúng mình tưởng thì cậu không giàu và cậu, nghĩa là cậu không như chúng mình tưởng trước đông. Bởi vậy, mình không nên xéo, và cái người cần ôm vào lòng không phải là Christina. Em gái mình, cái người cần ôm vào lòng là người bạn nghề nghiệp người bạn thiết cốt, người anh em của mình, cái người đó là Remy. Mattia nói thế và cầm lấy tay tôi mà hôn. Bấy giờ nước mắt tôi tuôn trào, nhưng nước mắt này không đắng cay, không nóng bỏng như trước nữa. Tuy hết sức cảm động, tôi vẫn không từ bỏ ý định cậu phải đi đi, cậu phải trở về Pháp, phải gặp Lai, bác Erwin, má Barberin, gặp tất cả những người thân của tớ và nói cho họ biết vì sao tớ không giúp được họ như tớ mong muốn tớ mơ tưởng và hứa hẹn. Cậu sẽ phân trần là bố mẹ tớ không giàu coi như chúng mình tưởng, thế cũng đủ để họ tha thứ cho mình. Cậu hiểu chứ, gia đình tớ nghèo, cái đó giải thích tắt, nghèo khó không phải là điều đáng xấu hổ, không phải vì nghèo mà cậu muốn cho mình xéo. Bởi vậy mình không đi, Mattia ơi, mình van cậu, cậu đừng làm cho mình khổ thêm, cậu thấy mình đã khổ quá rồi mà, ồ, tớ không muốn ép cậu nói cái điều mà cậu sợ xấu hổ không nói trắng ra tớ không linh lợi, không tinh ý, không hiểu hết những cái dội vào đầu nó đập đập trên đầu nhưng tớ cảm thấy hết những cây sói vào chỗ này nó đặt tay lên ngực không phải vì cha mẹ cậu nghèo mà cậu muốn cho tớ bước không phải vì họ không nuôi nổi tớ vì tớ có ăn báo cô người ta đâu tớ sẽ làm lụng cho người ta chứ cậu muốn mình đi nơi khác bởi cậu đã thấy những việc đêm qua và cậu sợ cho mình đừng nói thế matia cậu sợ rồi đến lúc mình phải cắt nhãn hiệu những món hàng không mua mà có ôi chao ôi mattia mattia thân mến ơi cậu im đi mà lấy cái gì dám chắc rằng không thể có hai đứa bé bị vứt bỏ ở đại lộ bretail cùng một hôm và tại sao viên cầm lại không có thể nhầm lẫn khi chỉ cho ông briscoe về chavanon có thể lắm chứ cái đó thì phi lý quá cũng có lẽ điều tớ nói tớ giải thích nghe ra phi lý chẳng qua là tớ nói kém tớ giải thích không ra trò, bởi cái đầu óc khốn nạn của tớ. Người khác sẽ giải thích hay hơn, và nó sẽ trở nên có lý. Chỉ có tớ mới là phi lý, thế thôi, chào ôi, không, chưa phải thế là thôi đâu. Cuối cùng, cậu phải chú ý rằng cậu không giống bố cậu, cũng không giống mẹ cậu, và cậu không có mái tóc vàng như các em cậu. Tóc tất cả lũ chúng tất cả, cậu nghe rõ chưa, đều một màu vàng như nhau nếu là anh em thì sao tóc cậu lại không thế mặt khác có điều này cũng lạ rất lạ tại sao người ta nghèo như thế mà bỏ ra được nhiều tiền như thế để tìm lại một đứa con vì các lẽ ấy theo tớ thì cậu không phải là một người họ driscoll tớ biết rằng tớ chỉ là một con bò thôi người ta luôn luôn mắng tớ như vậy lỗi ở cái đầu óc kém thông minh này nhưng tớ cũng cứ tin chắc rằng cậu không phải là một chú bé driscoll và cậu không nên ở gia đình driscoll nếu bất chấp tất cả, cậu muốn ở lại thì mình cũng ở lại với cậu. Nhưng cậu cũng phải cố gắng viết cho má Barberin một lá thư để hỏi thật rõ xem những tả lót và áo sống của cậu lúc bấy giờ như thế nào. Khi được thư trả lời, cậu sẽ hỏi thư người mà cậu gọi là bố, và lúc ấy có lẽ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn ít nhiều. Từ nay đến đó, mình sẽ không đi đâu hết, mình ở đây với cậu, ra sao thì ra. Cần làm việc thì chúng mình cùng làm với nhau. Nhưng nếu rủi một ngày kia, người ta choảng lên đầu chú Mattia. Nó mỉm cười buồn bã, cái đó không phải là cái khổ nhất, vì bạn mà nhận đòn thì đòn có đau đâu. Chương 15. CAPI hư nét, -E. đến đêm chúng tôi mới về đến sân sư tử đỏ. Suốt ngày, chúng tôi chỉ đi dạo trong công viên xinh đẹp vừa đi vừa trò chuyện, sau khi mua một miếng bánh mì ăn lót ra. Lúc bấy giờ bố tôi đã về và mẹ tôi cũng tỉnh rượu rồi, cả bố lẫn mẹ không trách mắng chúng tôi về việc đi chơi quá lâu sau bữa tôi bố tôi bảo cần nói chuyện với hai đứa tôi bố đưa chúng tôi đến trước lò sưởi khiến ông tôi buông một tiếng gầm gừ quả là ông tôi bảo vệ chỗ sưởi của mình một cách dữ tợn thật bố tôi hỏi ở bên pháp các anh sinh nhai như thế nào nói cho tôi nghe thử xem tôi kể lại công việc làm ăn của chúng tôi như ông đã bảo như thế thì các anh không bao giờ lo chết đói có phải không không bao giờ Mattia đầy tự tin, chẳng những chúng tôi sinh sống được, mà chúng tôi còn kiếm ra tiền để tậu một con bò sữa nữa. Và đến lượt Mattia thuật lại chuyện mua bò, thế thì các anh cũng lắm tài đấy. Hãy cho tôi xem các anh làm được những gì nào. Tôi lấy thụ cầm làm một bản, nhưng không phải là bài dân ca xứ Naples của tôi. Khá đấy, khá đấy, bố tôi nói, còn Mattia thì làm được gì? Mattia chơi một bài vĩ cầm và một bài kèn đầy bản sau này làm cho lũ nhỏ vỗ tay rầm rộ chúng đứng thành vòng tròn chung quanh chúng tôi để nghe còn con capi nó biết làm cho gì thiết tưởng các anh mang con chó theo không phải để cho vui mà thôi chắc ít nhất nó cũng kiếm đủ ăn phần nó chứ tôi tự hào về tài nghệ của con capi thật ra không phải vì nó mà thôi mà còn vì cụ vitalis nữa tôi muốn nó diễn một đôi tiết mục trong pho trò của nó capi được lũ nhỏ hoan nghênh nhiệt liệt như thường lệ bố tôi nói ồ con chó này là cả một gia tài đây tôi đáp lời khen đó bằng những lời ca tụng con capi tôi cam đoan rằng nó có thể học tập nhanh chóng tất cả những gì người ta vui lòng dạy nó kể cả những ngón mà thường thường chó không làm được bố tôi dịch những lời tôi nói ra tiếng anh hình như ông có thêm thắt đôi câu mà tôi không hiểu nhưng làm mọi người cười âm. ông tôi cũng cười và nheo mắt nhiều lần kêu phai đóc nghĩa là chó đẹp con capi không lấy thế làm vinh hạnh bố tôi lại nói, đã thế thì ta đề nghị với hai anh thế này. Nhưng trước hết Mattia phải cho biết chú ở trên đất anh có tiện không và chú có muốn ở đây với chúng tôi không? Tôi muốn ở lại với Remy, Mattia đáp, Remy đi đâu thì tôi đi đó. Mattia tự cho là ngu, nhưng thật ra là nó láu, nó tinh ý hơn nó nói ra nhiều, hơn cả là nó tưởng. Bố tôi lấy làm vừa lòng về câu trả lời của nó vì không hiểu ẩn ý trong đó. Ông nói, đã thế thì tôi trở lại với đề nghị của tôi, nhà ta nghèo cho nên ai cũng phải làm việc cả mới có cái sống. Mùa hè, ta đi rong trên đất Anh và các con ta đưa hàng tới bán tận nhà những người không chịu bỏ công đi mua. Mùa đông, ta không có việc gì làm cho lắm, chừng nào chúng ta còn ở London thì Remy và Mattia có thể đi đánh đàn ở các phố. Chắc chắn là hai chú sẽ đạt những khoản thu hàng ngày khá lắm, nhất là vào khoảng gần đến ngày lễ Noel nhưng ở đời không nên phung phí, cho nên con Capi thì phải để cho nó đi diễn trò với thằng Alan và thằng Ned. Tôi vội vã nói, chỉ có đi vứt con thì con Capi mới diễn trò tốt. Bắt con rời nó thì không tiện cho con, nó sẽ tập làm việc với Alan và Ned. Con cứ yên lòng, chia toán của con ra như vậy sẽ thu được nhiều tiền hơn. Nhưng mà nó đi riêng thì chẳng làm nên cơm cháo gì, con cam đoan là thế. Và lại số thu của Mattia và con sẽ sụt đi biểu diễn với con capi chúng con sẽ thu nhiều hơn chuyện thế là đủ rồi bố tôi nói khi ta đã quyết định một điều thì ta muốn điều đó phải được thực hiện và thực hiện tức khắc đó là gia pháp ở nhà này ta muốn anh phục tùng gia pháp đó như mọi người biết không thể rằng một rằng hai gì được tôi không nói nữa nhưng tôi nghĩ thầm rằng những điều tôi mơ ước cho con capi cũng diễn ra một cách đen tối như những mơ ước của bản thân tôi thế là chúng tôi sắp xa nhau nó sẽ buồn và tôi cũng buồn biết bao nhiêu chúng tôi trở về chiếc xe hôm qua đi ngủ hôm nay bố tôi không đẩy chốt cửa nhốt chúng tôi tôi vừa nằm xuống thì mattia chưa cởi áo xong đã lại ghé tai tôi nói thầm mày thấy không cái người mà mày gọi là bố đó không những bắt con làm việc cho ông ta lại bắt cả chó cũng phải làm cái việc này đã làm sáng mắt mày ra rồi chứ đến mai chúng mình viết thư cho má barberin nhé nhưng sáng hôm sau thì phải dặn bảo con capi đã tôi ôm nó trên tay vừa hôn lên mũi nó nhiều lần tôi vừa nhẹ nhàng êm ái giải thích cho nó hiểu tôi muốn nó làm gì tội nghiệp con chó nó nhìn tôi quyến luyến nó nghe tôi chăm chú làm sao khi tôi trao chiếc dây rắt cho alan tôi giải thích với nó lần nữa con chó mới thông minh dễ bảo làm sao nó đi theo hai em tôi dáng buồn rầu nhưng không phản kháng về phần Mattia và tôi thì bố tôi đã hạ cố đưa chúng tôi đến một khu phố. Ở đấy có cơ kiếm được nhiều tiền. Chúng tôi đi xuyên qua thành phố London để đến những ngôi nhà tráng lệ với những cổng nguy nga trong những đường phố đồ sộ hai bên có vườn tược. Ở mấy con đường đẹp đẽ rộng lệ ấy, không có những người nghèo khổ rách dưới và đói so. Chỉ có những bà phu nhân xinh đẹp, áo xiêm sặc sỡ, những cỗ xe ván cửa bóng loáng như gương, những người xả ích to béo, tóc rác phấn thơm dòng những con ngựa quý giá. Đường đi khá dài, chúng tôi trở về sân sư tử đỏ hơi chậm. Tôi rất sung sướng lại được thấy con capi, lấm lem nhưng hí hưng. Tôi sung sướng được gặp lại nó đến nỗi sau khi lấy rơm khô kỳ cọ thật sạch cho nó, tôi bọc nó trong tấm da cừu và ủ nó trên giường tôi. Trong hai đứa, nó và tôi, đứa nào sung sướng hơn, kể cũng khó nói. Mọi việc cứ qua đi như thế trong nhiều hôm liền, chúng tôi đi từ sáng, diễn hết pho trò ở khu phố này thì đi đến khu phố khác mãi đến tôi mới về nhà trong lúc đó thì alan và ned dẫn con capi đi biểu diễn nhưng một hôm bố tôi bảo hôm sau tôi có thể mang con capi theo bởi vì ông giữ alan và ned ở nhà chúng tôi thích quá chúng tôi quyết nỗ lực thu một món tiền lớn với capi sao cho từ nay về sau người giao hẳn nó cho chúng tôi vấn đề là phải thu hồi con capi cho nên cả mattia lẫn tôi đều không tiếc công sức Thế là sáng hôm đó, chúng tôi chăm chút tắm rửa, trải chuốt cho nó thật kỹ. Rồi chúng tôi lên đường, tìm đến khu phố mà kinh nghiệm cho chúng tôi biết là, chư vị khán giả, ở đây móc túi chi tiền một cách dễ dàng. Muốn vậy, chúng tôi phải đi suốt lông đơ từ đông sang tây. Không may cho kế hoạch chúng tôi dự định là từ hai hôm rồi sương mù không tan. Trời lúc này là một tầng mây màu da cam và trong các đường phố lửng lơ một màn khói xám xám cách ít bước đã không còn trông rõ hình người thế này thì người ta ít đi ra đường đây và từ sau các cửa sổ người ta nghe chúng tôi đàn hát chứ không nhìn thấy con capi đó là một điều không lợi cho khoản thu nhập bởi thế mattia cứ nguyền rủa cái màn xương chết tiệt không ngờ rằng lát sau nó giúp ích cho cả ba chúng tôi chúng tôi rào bước đi nhanh để giữ con capi bên gót chốc chốc tôi bảo nó một câu đối với nó câu nói đó có tác dụng hơn một cái xích chắc nhất chúng tôi đi qua một phố đông đúc nhất và buôn bán thịnh vượng nhất của thành phố Long Đơ. Thỉnh lình tôi thấy vắng con Capi, nó ra sao rồi, lạ thật, tôi rẽ vào đầu một ngõ phố, đứng lại chờ nó. Tôi huyết sáo khe khẽ vì tôi không trông được xa, tôi bắt đầu lo có kẻ bắt trộm nó, thì thấy nó phi đến, mồm ngoạm một đôi tất len, đôi ve vẩy mừng rỡ. Nó trồm lên, đặt hai chân trước lên người tôi và đưa đôi tất để tôi cầm lấy trông dáng nó đắc ý lắm như những khi vừa hoàn thành một tiết mục khó khăn nhất, nó đến đòi tôi ban khen. Sự việc xảy ra trong nháy mắt, tôi còn đương kinh ngạc thì đột nhiên Mattia một tay chụp đôi tất, một tay lôi tôi đi sâu vào trong ngõ. Nó nói, đi nhanh lên, nhưng mà đừng chạy, mấy phút sau, nó mới giải thích cho tôi rõ vì sao phải chạy trốn, tớ cũng như cậu. Đang ngẩn ngơ tự hỏi đôi tất này từ đâu ra thì tớ nghe thấy một người nói, thằng kẻ cắp đâu rồi thằng kẻ cắp là con capi đó, chắc cậu hiểu. Nếu không có sương mù thì người ta đã tóm cổ chúng mình vì tội ăn cắp rồi. Tôi hiểu quá chứ, tôi uất ức đến nghẹn thở. Chúng nó đã biến con capi hiền lành, lương thiện thành một tên kẻ cắp. Tôi bảo Mattia đi về thôi, cậu cầm dây dắt lấy con capi. Mattia không nói gì cả. Chúng tôi đi nhanh về tới sân sư tử đỏ. Bố mẹ và mấy em tôi đang gấp vải quanh bàn. Tôi ném đôi tắt lên bàn, làm thằng alan và thằng ned bật cười tôi nói đây là một đôi tất con capi vừa đánh cắp vì người ta đã biến con capi thành một tên kẻ cắp tôi muốn tin rằng đây chỉ là một trò đùa thôi tôi vừa nói vừa run nhưng chưa bao giờ thấy mình cương quyết như thế bố tôi hỏi nếu không phải là trò đùa thì mày làm cái gì thử nói xem tôi sẽ buộc dây vào cổ con capi rồi đem dìm xuống sông tam mai mặc dù tôi yêu quý nó tôi không muốn con capi trở thành một tên trộm cắp cũng như không muốn mình trở thành một tên trộm cắp nếu tôi nghĩ rằng một ngày kia tôi sẽ phải thế thì ngay tức khắc tôi đâm đầu xuống sông tự tử cùng nó bố tôi nhìn thẳng vào mặt tôi vông tay giận dữ như muốn quật chết tôi đôi mắt ông thiêu đốt tôi nhưng tôi không nhìn xuống dần dần mặt ông giãn ra ông nói mày cho đó là một trò đùa thì đúng đấy là một trò đùa để cho cái trò đùa ấy đừng diễn lại từ nay con Capi chỉ đi với mày thôi. Chương 16, đã đẹp nói dối, tôi cố gắng làm thân nhưng hai thằng em tôi, Alan và Ned, chỉ một mực tỏ ác cảm ra mặt. Tất cả những gì tôi muốn làm cho chúng nó đều bị chúng nó hắt hồi. Rõ ràng, đối với chúng, tôi không phải là một người anh. Chuyện con Capi đã dựng nên một sự ngăn cách rõ rệt giữa chúng tôi. Tôi bảo chúng nó rõ không phải bằng lời nói vì tôi nói tiếng Anh còn khó khăn mà bằng điệu bộ rất sinh động và đầy ý nghĩa, trong đó hai nắm đấm đóng vai trò chính. Tôi dùng hai nắm đấm nói rằng nếu chúng nó còn muốn dở trò gì với con Capi thì sẽ đụng ngay với tôi. Tôi sẵn sàng bảo vệ con Capi hoặc trả thù cho nó. Không có em trai nữa, tôi tìm đến em gái. Nhưng Annie, con chị đối xử với tôi cũng chẳng hơn gì mấy đứa em trai nó. Cũng như hai thằng kia, nó ác cảm ra mặt đối với những cố gắng làm thân của tôi không ngày nào nó không bày trò cho tôi một vài vố theo kiểu của nó, và con bé quả là giàu sáng kiến về mặt này. Bị Alan và Ned xa lánh, bị Annie hắt hủi, tôi chỉ còn con bé kết, mới lên ba, còn quá ngây thơ để nhập bọn với các anh chị. Con bé cũng thích để tôi vốt ve, trước hết bởi vì tôi thường bảo Capi diễn trò cho nó xem. Về sau, khi Capi trở về với chúng tôi thì tôi lại đưa về cho con bé nào kẹo, nào bánh, nào cam, trong khi chúng tôi diễn trò ngoài đường phố bọn trẻ nhỏ đã mang quà lại và long trọng bảo phần con chó đem cam làm quà cho chó có lẽ chẳng thích hợp lắm nhưng tôi cũng nhận và cảm ơn những quả cam ấy sẽ giúp tôi giành được thiện cảm của tiểu thư kết ấy đó trong cả cái gia đình mà tôi dành cho biết bao nhiêu chiều mến trong tim tôi khi mới đặt chân lên đất anh chỉ còn mỗi con bé kết là còn cho phép tôi được quý mến nó Ông tôi vẫn cứ khạc nhổ một cách giận dữ về phía tôi mỗi khi tôi đến gần. Bố tôi chỉ chú ý đến tôi mỗi buổi chiều khi hỏi đến số tiền thu được. Mẹ tôi thường vắng mặt, Alan, Ned và Annie thì ghét bỏ tôi. Chỉ còn kết là còn để cho tôi vuốt ve, nhưng phải chăng chỉ khi nào túi tôi còn đầy quá. Đến là thất vọng, bởi thế, lúc đầu tuy tôi bác bỏ những điều ức đoán của Mattia, nhưng trong tâm trạng buồn bực, cũng đã có lúc tôi phải tự hỏi mình rằng nếu tôi đúng là con của nhà này, thì mọi người tất đã bộc lộ những tình cảm khác với cách đối xử khá thô bạo với tôi như hiện nay. Mà tôi đâu đã làm gì đáng phải chịu sự ghè lạnh hoặc sự phũ phàng ấy cho cam. Thấy tôi ủ rũ và suy nghĩ buồn phiền, Mattia hiểu ngay vì sao. Nó bảo tôi, mà cũng như tự nhủ với mình, tớ nóng lòng muốn biết má Barberin sẽ trả lời cậu ra sao. Muốn nhận được bức thư mà chúng tôi đã dặn gửi theo cách Lưu Trạm, 41, chúng tôi thay đường đi mọi ngày. Chúng tôi xuống tận nhà biêu điện, trong nhiều ngày, chẳng có gì, nhưng cuối cùng thì lá thư hàng nóng lòng mong đợi ấy cũng đã được trao tận tay người nhận. Nhà biêu điện không phải là nơi thuận tiện để đọc thư, chúng tôi lại đến con đường nhỏ ở một phố gần đây, cũng là để có thời gian cho cảm xúc lắng xuống chút ít. Ở đó, Tôi đã mở bức thư của má Barberin nghĩa là thư mà người cha xứ Chavanon viết hộ bé Remy im mến những điều con cho má biết trong thư khiến má ngạc nhiên và bực bội. Má cứ tưởng bố mẹ con ra tư dư giật, hơn thế, vào hạng giàu sang quyền quý nữa kia. Con bảo má nói tường tận cho con rõ những chiếc tã bọc con như thế nào. Dễ lắm, vì má đã giữ lại tất cả những vật ấy, để dùng làm tang chứng trong việc nhìn nhận con, cái ngày người ta đến hỏi con. Trước nay má vẫn đinh ninh rằng thế nào rồi cũng có cái này ấy. Nhưng trước hết phải nói rằng con không có tả. Đôi lúc má nói đến tả là vì thói quen và cũng vì trẻ em ở xứ má bọc tả. Con thì không bọc tả. Trái lại con mặc quần áo đàng hoàng. Đây là những vật mặc trên người con lúc bấy giờ. Một cái mũ chụp bằng gen. Chỉ khác thường ở chỗ đẹp và sang quá. Một chiếc yếm vải phin viền gen cỡ nhỏ ở cổ và cánh tay. Một đôi hài diệt tay màu trắng đính những cái găng tơ một cái áo dài bằng dạ và cuối cùng là một chiếc áo khoác ngoài trùm cả đầu bằng hàng cashmere trắng, lót lụa, thêu thùa rất đẹp. Sau hết phải nói rằng tất cả những áo sông ấy đều không mang dấu hiệu. Nhưng cái khăn bọc và cái yếm chắc là có đánh dấu, bởi vì cái góc thường thường mang dấu hiệu thì đã bị cắt đi. Việc này chứng tỏ người ta đã tìm đủ mọi cách để đề phòng kẻ đi tìm không theo dấu vết được. Đó là tất cả những cái má có thể nói rồi đó, bé Remy yêu quý ạ. À. Nếu con thấy cần những vật ấy, con chỉ việc viết thư cho má, má sẽ gửi đến cho con. Con đừng phiền lòng, con yêu quý, đừng phiền lòng là không biếu má được những tặng vật tốt đẹp mà con hứa với má. Con bỏ sữa do con nhịn bữa mà mua, đối với má quý hơn tất cả những vật biếu tặng trên đời. Má vui mừng tin cho con biết rằng con bảo khỏe, sữa không giảm và nhờ nó ngày nay má sống thư thả. Mỗi khi thấy nó má không thể không nghĩ tới con và chú bạn nhỏ mattia của con má sẽ rất vui lòng nhận thư con viết cho má biết tin tức của con má mong những tin ấy luôn luôn tốt lành con âu yếm dầu tình cảm là thế lẽ nào chẳng sung sướng giữa gia đình con có cha có mẹ anh chị em trai gái bên cạnh thế nào người ta cũng sẽ yêu con xứng đáng với tấm lòng con chào con con yêu quý má hôn con âu yếm mẹ nuôi của con Quả phụ b a, -A b -E -A -I -N. Đoạn cuối bức thư khiến tim tôi xe lại. Tội nghiệp má, má tốt với tôi làm sao? Vì má yêu tôi nên má ngỡ ai cũng yêu tôi như má. Bà ấy tốt quá, Mattia nói, bà có nghĩ đến tớ đấy. Mà dù bà không nghĩ đến đi nữa tớ cũng cảm ơn bà. Bà đã tả tỉ mỉ, trọn vẹn như vậy thì ông Brisco không thể nhầm lẫn nổi đối với cậu khi kể những áo quần cậu mặc lúc người ta bắt trộm cậu. Ông ấy có thể quên đừng nói thế ai lại đi quên những bộ quần áo con mình mặc ngày mình mất nó vì chính những bộ quần áo ấy sẽ giúp mình tìm lại nó tớ xin cậu đừng có đoán giả đoán non chờ đến khi bố tớ trả lời hẵng hay tớ có đoán gì đâu chỉ có cậu nói là ông ấy có thể quên thôi được để rồi xem hỏi bố xem tôi ăn mặc như thế nào cái ngày bị bắt trộm là việc không dễ giá tôi hỏi một cách thực thà không dụng ý thì hết sức đơn giản đằng này không phải như thế và chính sự dụng ý khiến tôi rụt rè do dự. Thế rồi một hôm, vì mưa rét quá, phải về sớm, tôi đánh bảo nói về cái vấn đề lâu nay dày vỏ tôi. Tôi mới bắt đầu hỏi thì bố tôi đã nhìn chừng chừng vào mặt tôi. Ông có thói quen làm thế mỗi khi tôi nói cái gì Phật ý ông. Nhưng tôi đương đầu với cái nhìn ấy gan dạ hơn là tôi tưởng trước đây khi nghĩ tới giây phút này. Tôi ngỡ rằng ông sắp nổi giận, tôi lo lắng liếc mắt về phía Mattia, nó lắng tai nghe mà vờ không để ý, tôi muốn phân bua với nó là tại nó nên tôi mới mắc vào cái việc vụng dại này. Nhưng bố tôi không nổi nóng, qua cơn giận lúc đầu, ông mỉm cười. Thực ra thì trong nụ cười ấy có cái gì tàn ác, nhẫn tâm, nhưng dù sao đó vẫn là một nụ cười. Ông nói, cái điều giúp bố tìm con đắc lực nhất là sự mô tả những quần áo con mặc ngày con bị bắt trộm, một mũ chụp bằng gen, một chiếc yếm viền gen, một khăn bọc và một cái áo dài bằng giả, một đôi tất len, một đôi hài dệt tay, một áo khoác ngoài trùm cả đầu bằng casemia trắng có thêu. Bố rất trông cậy ở hai chữ F, để đánh dấu trên khăn yếm, nó là tên con, Francis Driscoll. Nhưng dấu hiệu ấy đã bị người phụ nữ bắt trộm con cắt đi, chị ta hy vọng rằng làm thế thì không bao giờ ta tìm lại được con. Bố cũng đã xuất trình tờ khai lễ rửa tội sao lục ở nhà thờ xứ người ta đã trả lại bố và hình như bố còn cất đâu đây. Ông nói thế và sốt sắng đi tìm trong ngăn kéo. Bình thường ông không sốt sắng như thế bao giờ. Lát sau ông mang lại một tờ giấy có đóng nhiều con dấu trao cho tôi. Tôi đánh bạo một lần cuối nếu bố cho phép. Tôi nói, con nhờ Mattia dịch ra cho con nghe. Được chứ, chữ được chữ mất. Mattia dịch ra cho tôi biết là tôi sinh ngày thứ năm mùng 2 tháng 8. Tôi là con ông Patrick Briscoe và bà Margaret Green vợ ông ta. Còn đòi hỏi gì nữa kia chứ? Tuy nhiên Mattia cũng không lấy làm thỏa mãn. Đêm đến, khi chúng tôi đã chui vào chiếc xe của chúng tôi rồi thì nó lại ghé vào tai tôi như khi cần nói một điều bí mật. Tất cả các cái ấy không thể chê được. Nhưng rốt cục vẫn không làm sáng tỏ vì sao ông Driscoll bán hàng rong và bà Green, vợ ông, lại giàu có đến mức sắm cho con những mũ gen, những yếm viền gen, những áo khoác theo thùa. Những người buôn bán hàng rong đâu có lắm tiền thế. Chính vì người buôn bán cho nên người ta có thể mua sắm những thứ ấy không mất nhiều tiền. Mattia huyết sáo, lắc đầu. Xong, nó lại gì tai tôi, cậu muốn tớ nói cái điều cứ lờn vờn mãi trong óc tớ không? Là cậu không phải là con của Driscoll tiên sinh mà chính Driscoll tiên sinh đã bắt trộm cậu. Tôi muốn cãi lại, nhưng Mattia đã lên giường nó. Chương 17, chú Arthur, ông James Milligan, nếu tôi là Mattia thì có lẽ tôi cũng giàu tưởng tượng như nó nhưng ở vị trí tôi không thể nghĩ ngợi lung tung bừa bãi được đối với mattia thì đó là chuyện của driscoll tiên sinh như nó nói nhưng đối với tôi thì lại là chuyện của bố tôi khi trí óc tôi muốn nhảy bừa theo mattia thì tôi đưa tay nắm giữ nó lại và tôi cố làm cho tay tôi rắn chắc về driscoll tiên sinh mattia có thể suy nghĩ đủ điều đối với nó driscoll tiên sinh hoàn toàn là người dưng nước lã chẳng có gì gắn bó nhưng trái lại đối với bố tôi thì tôi có bổn phận phải tôn kính rõ ràng là có điều bất thường trong hoàn cảnh của tôi nhưng tôi đâu có quyền tự do nhìn cái đó với con mắt của mattia mattia có quyền nghi ngờ đối với tôi đó là một điều cấm kỵ khi mattia thổ lộ những điều nghi ngờ thì bổn phận của tôi là phải buộc nó im đi tôi đã cố gắng làm thế nhưng mattia có ý riêng của nó không phải lúc nào tôi cũng khuất phục được nó nhiều khi đâm tức nó nói mày muốn choàng thì choàng nhưng phải nghe đã và thế là tôi cứ phải nghe những câu nó hỏi tại sao alan ned annie và kết tóc vàng còn cậu thì không tại sao tất cả mọi người trong nhà đều ác cảm với cậu như đối với một con chó ghẻ chỉ trừ kết nó đã biết gì đâu làm thế nào mà những người nghèo như thế lại sắm nổi hàng gen cho con mặc đối với tất cả những cái tại sao những cái thế nào ấy tôi chỉ có một câu trả lời thích đáng tự nó cũng là một câu hỏi gia đình briscoe tìm tôi làm gì nếu tôi không phải là con họ và nếu không phải là con thì họ đưa tiền cho barberin cho greg và gali làm gì nghe thế mattia bắt buộc phải trả lời rằng nó không giải đáp được tuy nhiên nó vẫn không chịu thua nó nói tớ không thể trả lời được câu hỏi của cậu chưa hẳn là tớ đã sai khi đặt ra với cậu những điều mà chính cậu cũng không giải đáp được một người khác ở địa vị tớ sẽ tìm ra ngay cớ sao Driscoll tiên sinh đã cất công kiếm cậu và nhằm mục đích gì ông ta đã tiêu tiền như thế. Về phần tớ thì tớ chẳng hiểu được vì sao, bởi vì tớ không tinh danh và cũng chẳng biết cái gì ra cái gì cả. Cậu đừng nói thế, cậu vốn tinh mà lị, à, nếu quả tớ tinh thật, tớ sẽ giải thích ngay lập tức cho cậu cái điều mà tớ không thể giải thích nhưng cảm thấy được. Không đâu, cậu không phải là con trong gia đình Driscoll đâu cậu không phải và không thể là như thế được điều này nhất định một ngày kia sẽ rõ như ban ngày tuy nhiên bởi vì cậu cứ ương ngạnh không chịu mở mắt ra tự cậu làm cho cái ngày đó càng đến chậm tớ hiểu rằng cái điều mà cậu gọi là lòng tôn kính đối với gia đình đã níu cậu lại nhưng mà nhất định nó không thể khiến cậu hoàn toàn tê liệt được vậy thì cậu muốn tớ làm thế nào tớ muốn rằng chúng ta trở về đất pháp không thể được rõ ràng là vì bổn phận gia đình mà cậu nán lại đây nhưng nếu gia đình ấy không phải là gia đình cậu thì còn cái gì giữ cậu lại nữa những cuộc tranh luận kiểu ấy chỉ đưa đến kết quả là làm cho tôi đã buồn khổ lại càng buồn khổ hơn có gì ghê gớm bằng sự hoài nghi ấy thế mà mặc dù không muốn tôi vẫn phải nghi ngờ người cha ấy có đích thực là cha tôi không người mẹ ấy cứ đích thực là mẹ tôi không gia đình ấy có phải là gia đình của tôi không cái điều này nói ra thì thật kinh tởm khi tôi sống một thân một mình tôi lại thấy ít giàn vặt, ít khổ sở hơn ngày nay. Lúc ấy, lúc tôi buồn tôi khóc vì không có gia đình, ai có thể nói chắc rằng khi tôi có gia đình thì tôi sẽ khóc vì thất vọng. Ánh sáng sẽ từ phương nào đến, do ai đem lại, tôi sẽ có ngày tìm thấy chân lý hay không, tôi đờ đẫn vì cảm thấy bất lực trước những câu hỏi ấy. Tôi tự nghĩ rằng tôi như người giữa đêm tối húc đầu vào một bức tường không có cửa thoát. Ấy thế mà phải ca hát, phải đánh những bản nhạc vũ, phải cười cợt, nhăn nhở trong khi lòng mình thấm thía nỗi buồn riêng. Những ngày chủ nhật đối với tôi là ngày dễ chịu nhất, vì ở London người ta không chơi nhạc ngoài đường vào ngày chủ nhật. Những hôm ấy tôi đi chơi với Mattia và con Capi, có thể buồn bực tha hồ, không gò bó. Ôi, sao mà tôi lại ít giống cái thằng Remy mấy tháng trước đây thế? Một chủ nhật nọ, tôi sắp sửa đi chơi với Mattia thì bố tôi giữ tôi lại. Ông nói ông có việc cần đến tôi ngày hôm đó. Và Mattia cứ đi chơi một mình, ông tôi không ra nhà ngoài, mẹ tôi đã đi vắng cùng với Annie và Kết, hai em trai tôi đã đi dạo phố. Thế là ở nhà chỉ có bố con tôi, chúng tôi ngồi với nhau khoảng một tiếng đồng hồ thì có tiếng gõ cửa. Bố tôi đứng lên đi mở cửa rồi trở vào với một người đàn ông khác với các bạn hữu bố tiếp thường ngày. Người này đúng là một người mà ở anh người ta gọi là bậc thượng lưu, nghĩa là một người đàng hoàng, áo quần bảnh bao vẻ hợm hĩnh nhưng vẫn có nét chán trường. Ông ta vào khoảng 50, cái điều làm tôi chú ý nhất ở ông ấy là cái nụ cười. Khi ông ta cười, hai môi trành ra để lộ cả hai hàm răng trắng nhờn và nhọn hoắt như răng một con chó tơ. Cái nét này thật đặc biệt, nhìn ông ấy, người ta phải tự hỏi cái trành môi kia có đúng là một nụ cười không, hay chỉ là một kiểu nhe răng trực cắn. Vừa nói chuyện với bố tôi bằng tiếng Anh, ông vừa luôn luôn liếc mắt về phía tôi nhưng gặp luồng mắt tôi thì ông tránh ngay không quan sát tôi nữa nói chuyện được mấy phút thì ông bỏ tiếng anh dùng tiếng pháp ông nói tiếng pháp trôi chảy hầu như không lẫn cái giọng lơ lứa của người nước ngoài ông lấy ngón tay trỏ tôi mà nói với bố tôi đây phải chăng là thằng bé mà anh đã nói chuyên với tôi nom nó khỏe đấy chứ còn hãy thưa ông đi con bố tôi bảo sức khỏe anh tốt chứ người khách hỏi tôi thưa ông tốt anh không bao giờ ốm đau à tôi đã có lần sưng phổi. Ồ, ồ, vì sao thế? Vì đã ngủ một đêm trên tuyết, phải lúc trời rét dữ rồi. Chủ tôi cùng ngủ với tôi và đã chết rét. Còn tôi thì tôi bị sưng phổi. Đã lâu chưa? Cách đây ba năm, từ lúc ấy, anh có cảm thấy di hại gì của bệnh cũ không? Thưa ông không, không mệt nhọc, không huệ oải, không đổ mồ hôi trộm ban đêm. Thưa ông không, không lúc nào như vậy. Có khi tôi mệt nhọc là vì đã đi bộ quá nhiều nhưng không vì thế mà tôi sinh ốm và anh chịu gian lao một cách dễ dàng thưa ông đành phải thế ông ta đứng lên đi lại phía tôi ông sờ nắn cánh tay tôi rồi đặt lên bàn tay lên chỗ tim tôi cuối cùng ông áp đầu vào ngực tôi bảo tôi thở mạnh như là đã chạy nhiều ông lại bảo tôi ho lên làm xong những việc ấy ông nhìn chăm chú vào mặt tôi một lúc khá lâu chính lúc ấy tôi lại nghĩ rằng ông ta ưa cắn bởi vì nụ cười của ông ta khiếp quá ông không nói gì với tôi nữa tiếp tục nói chuyện với bố tôi bằng tiếng anh mấy phút sau cả hai người đi ra không đi qua cái cửa trước nhìn ra phố mà qua cửa buồng xếp còn lại một mình tôi suy nghĩ không hiểu những câu hỏi của ông khách có ý nghĩa gì ông muốn muốn tôi chăng thế thì phải xa mattia và con capi với lại tôi đã quyết không làm đầy tớ của một ai hết thảy không làm đầy tớ của ông khách thượng lưu này mà tôi ghét cũng không làm đầy tớ một người nào khác dù tôi ưa một lát sau bố tôi trở về nhà ông nói vì phải đi có việc ông không sai khiến tôi vào công việc dự định trước đây và tôi có thể đi chơi nếu tôi thích tôi chả thích đi chơi chút nào nhưng ở trong cái nhà buồn thiêu này thì làm được gì thôi đi dạo chơi còn hơn là ngồi rũ ra buồn chán thế này trời mưa tôi vào xe lấy tấm da cừu tôi ngạc nhiên biết bao nhiêu khi gặp mattia ở đây tôi sắp sửa hỏi thì nó đưa tay bịt miệng tôi rồi nói thầm đi ra mở cửa buồng xếp đi xong tớ sẽ lặng lẽ chuồn ra sau lưng cậu không nên để người ta biết tớ ở trong xe ra tới phố rồi mattia mới chịu nói cậu biết cái ông khách đến gặp bố cậu hồi nãy là ai không đó là ông game milligan chú của arthur bạn cậu tôi đứng ngẩn người ở giữa phố nó nắm cánh tay tôi vừa đi vừa nói tiếp tớ đi dạo một mình trong các phố buồn bã vào cái ngày chủ nhật giàu dĩ này cũng chán, bèn về ngủ quách. Tớ nằm lên giường nhưng chưa ngủ, bố cậu cùng ông khách thượng lưu đi vào trong buồng xếp này. Tớ không cố ý xem, nhưng vẫn nghe lọt câu chuyện họ nói với nhau. Ông khách nói, vững như quả núi, lâm vào cảnh nó thì mười đứa chết cả mười. Nó thì chỉ trả lời bằng một cơn sưng phổi thôi, bấy giờ tớ tưởng là họ nói về cậu nên lắng tai nghe nhưng câu chuyện đã chuyển ngay sang đề tài khác. Thưa, cháu ngài sức khỏe thế nào? Bố cậu hỏi, khá hơn, lần này nữa nó cũng sẽ thoát nạn. Ba tháng trước đây, tất cả thầy thuốc đều chạy. Lần này nữa, người mẹ quý hóa của nó đã chăm sóc nó tận tình và lại cứu được nó. Ôi chao! Bà Milligan ấy quả là một từ mẫu, cậu tưởng tượng xem nghe đến cái tên ấy tớ vảnh tai thế nào. Bố cậu nói, nếu cháu ngài khá lên thì thưa ngài tất cả sự đề phòng của ngài đều hóa ra hoài công sao, trước mắt thì có lẽ thế. Nhưng tôi không thừa nhận rằng thằng Arthur sẽ sống được, nó mà sống thì là một chuyện mầu nhiệm, mà chuyện mầu nhiệm thì không còn xảy ra ở cái thế giới này nữa. Phải làm thế nào để cái ngày nó chết đi, không thể có ai về làm thiệt hại cho tôi, và người thừa kế duy nhất sẽ là tôi, James Milligan, xin ngài cứ yên lòng, thưa ngài, mọi việc sẽ diễn ra đúng như thế, tôi bảo đảm tôi trông cậy ở anh người khách nói thế rồi ông ta nói thêm một câu mà tớ không hiểu rõ cho lắm tớ cứ thử dịch ra xem mặc dù thấy không có nghĩa lúc bấy giờ chúng ta sẽ xem nên xử trí cái đó như thế nào thế rồi ông ta đi nghe xong câu chuyện tôi thoạt có ý nghĩ về ngay nhà hỏi bố tôi chỗ ở của ông milligan để được biết tin tức về arthur và bà mẹ nó nhưng tôi kịp thấy ngay đó là một dự định điên rồ ai lại đi hỏi tin cháu ở một ông chú đang nóng đợi giờ phút cháu chết. Lại nữa, về mặt khác, cho ông Milligan biết là người ta đã nghe hết những lời ông nói, thế có phải là dại dột nguy hiểm không? Arthur vẫn sống, nó khá hơn trước, lúc này được cái tin lành ấy cũng đủ vui rồi. Chương 18, những đêm Noel, từ bấy giờ, chúng tôi chỉ nói đến Arthur, bà Milligan và ông James Milligan. Arthur và bà mẹ nó hiện ở đâu? Tìm chỗ nào thì thấy được người ta? việc ông James Milligan đến đây gợi ra cho chúng tôi một ý định và giúp chúng tôi nghĩ ra một kế hoạch mà chúng tôi tin chắc rằng sẽ thành công. Ông James Milligan đã tới sân sư tử đỏ một lần thì thế nào ông cũng đến lần thứ hai, lần thứ ba. Ông ấy không có việc với bố tôi là gì. Cho nên lần sau, lúc ông về thì Mattia sẽ đi theo ông. Vốn ông không biết mặt Mattia mà. Thế là ta biết chỗ ở của ông. Rồi thì ta gợi chuyện với kẻ ăn người ở trong nhà và có lẽ những điều họ cho biết sẽ đưa chúng ta đến bên cạnh Arthur. Chứ không sao, trí tưởng tượng của chúng tôi cho là việc này nhất định sẽ thực hiện. Cái kế hoạch tốt đẹp ấy không những có thể giúp chúng tôi tìm Arthur vào một lúc nhất định nào đó, mà bây giờ đây nó lại gỡ cho tôi khỏi nỗi lo âu. Từ sự việc con Capi và từ khi có thư trả lời của má Barberin. Mattia luôn luôn nhắc tôi bằng mọi cách, chúng ta trở về đất Pháp thôi điệp khúc ấy mỗi ngày lại được nó tô vẽ thêm tình tiết mới. Đáp lại, tôi đưa ra một điệp khúc khác cũng luôn luôn lặp đi lặp lại một dòng. Tớ có bổn phận không được từ bỏ gia đình và chúng tôi không nhất trí được với nhau là ở cái vấn đề bổn phận ấy liên tiếp nổ ra những cuộc tranh cãi không đi đến đâu bởi vì bên nào cũng khư khư giữ chặt cái ý mình. Phải đi thôi, tớ phải ở lại. Những khi tôi thêm để tìm cho được a thơ vào cái điệp khúc muôn thừa, tớ phải ở lại. Thì Mattia không còn đường cãi nữa. Nó không thể chống lại vấn đề Arthur. Cần phải cho và Milligan biết rõ ý đồ của em chồng bà chứ. Nếu chờ ông Milligan đến mà cứ ngày đi vắng từ sớm đến tối như từ khi chúng tôi đến London đến nay thì thật là ngu xuân. Nhưng cũng đã gần đến lúc chúng tôi không đi biểu diễn ngoài phố ban ngày nữa. Chúng tôi sắp đi diễn đêm vì những cuộc hợp tấu trong dịp lễ Noel tiến hành vào khoảng giữa đêm. Như thế thì ban ngày nằm nhà cắt một đứa canh phòng nghiêm ngặt chắc chắn chúng tôi sẽ gặp ông chú của arthur một hôm mattia nói với tôi giá cậu biết tớ mong cậu tìm thấy bà milligan chừng nào tại sao mới được chứ nó do dự một lúc khá lâu tại vì bà ấy tốt với cậu quá rồi nó lại thêm và cũng vì có lẽ bà ấy có thể làm cho cậu gặp được bố mẹ mattia cậu không muốn tớ nói rõ cái điều ấy tớ không cố ý nghĩ như vậy nhưng hiểu sao mà không một phút nào tớ có thể chấp nhận rằng cậu lại là con trong nhà driscoll này hãy nhìn kỹ tất cả những người trong gia đình ấy và hãy nhìn lại cậu một chút không phải tớ chỉ muốn nói đến những món tóc trổi dễ đâu thử hỏi xem cậu có cái kiểu giơ bàn tay như cái ông cụ nội ấy và cái cười giả tạo của cụ ta không rõ ràng cậu phải là người thượng lưu và nhất định là như thế khi nào chúng ta tìm gặp được bà milligan vì sao vậy tớ nghĩ một điều hãy nói xem sao ồ không vì sao mà không vì nếu nghĩ đó ngu xuẩn thì nếu nó không đúng thì ngu xuẩn quá không nên mừng trước về những việc chưa thực hiện ta phải rút bài học ở cái chuyện cây lá xanh tươi trong khu betno chứ chúng ta đã trông thấy nhiều đồng cỏ tươi tốt trong thực tế chỉ là những ao đầm lầy lội rồi mà tôi không vật nài vì tôi cũng có một ý nghĩ thực ra thì ý nghĩa của tôi lờ mờ phiếm ảo rụt rẻ lắm chắc là còn ngu xuẩn hơn của Mattia nhiều, tôi tin thế. Chính vì vậy mà tôi không gạn hỏi thêm Mattia, ví như ý nghĩ của nó lại giống ý nghĩ đang phảng phất trong đầu tôi như một giấc chiêm bao thì tôi biết trả lời thế nào. Tôi đã không dám diễn đạt ra rõ ràng thì sao tôi lại có gan tranh cãi với nó được? Chỉ có việc chờ đợi thôi, và chúng tôi chờ đợi. Trong khi chờ đợi thì chúng tôi tiếp tục chạy ngang chạy dọc giữa thành phố Đơ bởi vì chúng tôi không thuộc hạng những nhạc sĩ có ưu thế, làm chủ một khu phố có công chúng riêng của mình. Chúng tôi bé bỏng quá, mới mẻ quá, không thể làm vương làm tướng một nơi nào. Chúng tôi bắt buộc phải nhường chỗ cho những người biết chứng minh quyền sở hữu của mình bằng những luận cứ mà chúng tôi không đủ sức bác bỏ. Đã bao lần, sau khi trổ tài nghệ chơi những bài tù, sắp được thu tiền thì phải vội vàng cuốn gói trước một anh chàng mươi 42, hộ Pháp, chân không đi tất váy xòe, áo khoác kẻ ô, mũ cắm lông chim. Chỉ nghe tiếng kèn bị của anh ta thôi, chúng tôi cũng đủ chạy đi rồi. Chiếc kèn đẩy của Mattia có thể át tiếng kèn bị ấy, nhưng sức chúng tôi thì không đương nổi sức con người thổi kèn bị kia. Chúng tôi cũng không đủ sức cự địch những toán nghệ sĩ da đen đương dạo khắp phố phường. Những người da đen giả hiệu ấy ăn mặc một cách lố bịch, họ mặc những chiếc áo hình đuôi cá, họ đóng những cổ áo rộng thanh thang, nó bọc cái đầu họ lại như tờ giấy bọc bó hoa bọn này làm chúng tôi khủng khiếp hơn cả bọn đàn hát sai thoạt thấy họ đến hay chỉ mới nghe tiếng đàn băng yêu của họ thôi chúng tôi cũng đã kính cẩn im lặng và rút lui khỏi chỗ đó đến một khu vực có hy vọng không gặp một toán nào khác hoặc là chúng tôi xem họ và chờ họ dứt những tiết mục ầm ĩ của họ rồi mới biểu diễn một hôm đang đứng làm khán giả của họ tôi chợt nhận thấy một người trong bọn họ người kỳ quặc nhất ra hiệu cho Mattia. Thoạt tiên tôi tưởng anh ta muốn chế giễu chúng tôi, đưa chúng tôi làm trò cười cho khán giả. Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy Mattia trả lời anh ta một cách thân thiện. Cậu quen với anh ấy à?" Tôi hỏi nó. "Anh bóp đấy, bóp nào nhỉ? Anh bạn bốp của tớ trong gánh xếp gaso, một trong hai vai hề tớ đã nói chuyện với cậu ấy mà. Tớ biết chút ít tiếng Anh là nhờ anh ấy nhiều hơn cả. Lúc đầu, cậu không nhận ra anh ta à?" Đành rồi, ở đàng Gaso, anh ấy đầu xoa bột trắng ở đây thì lại chát si. Khi toán nhạc sĩ da đen ấy biểu diễn xong, anh bốp đến chỗ chúng tôi. Có nhìn thấy anh ấy chào hỏi Mattia mới biết chú bạn tôi biết ăn ở cho người ta yêu mến đến như thế nào. Một người anh ruột gặp em chưa chắc đã có cái ánh mắt và cái giọng nói vui mừng như thế. Anh hề xiếc xưa kia bảo, vì thời buổi khó khăn, anh ta phải đi làm nhạc sĩ du phương để kiếm bữa. Chúng tôi không thể đứng với nhau lâu, anh ấy phải đi theo toán của anh ấy còn hai chúng tôi thì phải tìm đến một khu phố mà toán anh không đến hai người hẹn nhau đến chủ nhật sẽ hưởng cái thú kể cho nhau nghe những việc mỗi người đã làm từ khi chia tay nhau hẳn là do tình bạn đối với mattia anh bob cũng muốn tỏ thiện cảm với tôi và chẳng mấy chốc chúng tôi đã có một người bạn thân những kinh nghiệm và những lời khuyên bảo của anh đã giúp chúng tôi biết cách kiếm sống ở London đơ dễ dàng hơn trước anh Bob cũng rất mến con Capi và thường vẫn nói một cách thèm thuồng rằng nếu anh có được một con chó như thế thì làm giàu chẳng mấy chốc. Đã nhiều lần, anh bàn với chúng tôi nên hùn sức tay ba, đúng là tay tư, anh Bob, Mattia, Capi và tôi. Nhưng tôi không muốn từ bỏ gia đình trở về đất Pháp tìm gặp em Lai và các bạn cũ thì tôi càng không tha thiết lang thang cùng anh Bob khắp nước Anh. Chúng tôi nhích dần đến ngày lễ Noel như thế đấy, bây giờ thì chúng tôi không ra đi từ sáng nữa chúng tôi chờ đến 8-9 giờ đêm mới lên đường để đến những khu vực chọn trước. Chúng tôi bắt đầu ở những công viên và đường phố đã vắng bóng xe cổ. Những khúc hợp tấu của chúng tôi cần có sự thanh vắng nhất định để luôn vào cửa kính, đánh thức trẻ con trên giường ngủ, báo cho các em biết Noel sắp đến. Noel, ngày lễ tri thân của tất cả những người Anh. Đêm càng về khuya thì chúng tôi xuống dần các phố lớn, bây giờ những chiếc xe cuối cùng chờ người đi xem hát về đã đi qua sự yên tĩnh đến thay cho cảnh huyên náo đinh tai trong ngày. Thế là chúng tôi đánh những bản đàn tình cảm nhất, êm đềm nhất, những bản đàn có tính chất sầu thương hay tín mộ. Cây vĩ cầm của Mattia than khóc, cây thụ cầm của tôi rên gì. Buổi hợp tấu của chúng tôi đã xong, chúc quý ông quý bà ngon giấc và vui lễ Noel. Rồi chúng tôi đi đến một nơi khác diễn lại buổi hợp tấu giữa đêm khuya nằm trong giường chăn ấm gối êm mà nghe âm nhạc thì hẳn là thú vị tuyệt vời. Nhưng chúng tôi ở ngoài đường thì không có chăn, cũng chả có gối. Thế mà lại phải đánh đàn, mặc dù mấy ngón tay đã tê, lạnh cóng. Có hôm trời đùn mây, sương mù thấm ra thịt, ẩm ướt, có hôm trời vừa xanh vừa vàng, thăm thẳm, gió bắc thổi, rét đến buốt xương. Không có hôm nào khí hậu ôn hòa dễ chịu cả thời tiết Noel khắc nghiệt với chúng tôi như thế, mà suốt ba tuần lễ chúng tôi chẳng ở nhà tối nào. Biết bao nhiêu lần, các cửa hiệu đóng cửa hết, chúng tôi dừng lại trước hàng gà vịt, hàng hoa quả, hàng tạp phẩm, hàng bánh mứt. Chào ôi, những con ngỗng béo tròn, những con gà tây núng nính, những con gà mái tơ trắng nõn, và đây là những núi cam, táo, những đống quả rẻ, mận khô. Những quả ướp lạnh ấy trông mới thèm làm sao? nhất định sẽ có những đứa trẻ, hí hửng vì thấy nhiều quả bánh, sung sướng ngả vào lòng bố mẹ. Là những kẻ khốn khổ lang thang trên phố, chúng tôi vẫn hình dung cảnh ngày lễ gia đình êm đẹp này ở lâu dài người quyền quý cũng như trong lều cỏ kè nghèo hèn. Chúc một đêm Noel vui vẻ cho những ai được yêu thương. Chương 19, mối lo sợ của MATTIA, sau những ngày Noel, phải đi làm ban ngày, cho nên chúng tôi càng ít hy vọng gặp ông James Milligan. Chúng tôi chỉ còn trông mong ở ngày Chủ nhật, ngày đó là ngày tự do, có thể là ngày giải trí, đáng lẽ đi dạo chơi thì thường chúng tôi ở ly nhà. Chúng tôi chờ đợi, không đả động gì đến những điều đương ám ảnh chúng tôi. Mattia thành phần hỏi anh bạn Bob có cách tìm được địa chỉ của bà Milligan. Có một đứa con trai bị bệnh bại liệt, hoặc là đơn giản hơn thì địa chỉ của ông James Milligan. Nhưng anh Bob đã trả lời rằng cần phải biết rõ cái bà Milligan ấy thế nào và cũng phải biết rõ nghề nghiệp hoặc địa vị xã hội của ông James Milligan ấy. Bởi vì ở ngay London đã có một số người mang cái tên Milligan ấy huống hồ ở trong nước Anh thì lại còn nhiều người mang tên ấy hơn nữa. Chúng tôi đâu có nghĩ đến điều đó. Đối với chúng tôi, chỉ có một bà Milligan, đó là mẹ của Arthur, và chỉ có mỗi một ông James Milligan, đó là ông chú của Arthur. Mattia lại bảo nên trở về Pháp và chúng tôi tranh luận lại càng hăng. Tôi nói, cậu từ bỏ cái ý định tìm gặp bà Milligan rồi à? Hẳn là không, nhưng không gì chứng tỏ bà ấy còn ở Anh, cũng không có gì chứng tỏ bà ấy hiện ở Pháp, có phần chắc là bà ấy đã sang Pháp. Arthur đã ốm thì mẹ nó tất phải đưa nó đến một vùng khí hậu tốt, người ốm dễ bình phục. Không phải chỉ ở Pháp mới có khí hậu tốt cho sức khỏe. Ở Pháp, thằng Arthur đã lành bệnh một lần rồi thì tất bà mẹ nó lại đưa nó sang Pháp lần nữa. Và lại tớ muốn cậu đi khỏi nơi này, tôi ở vào cái cảnh ngộ gay cấn đến nỗi không dám hỏi Mattia vì sao nó muốn tôi đi khỏi nơi này. Tôi ngại nó trả lời đúng chính cái điều mà tôi không muốn nghe thấy. Nó nói tiếp tớ sợ quá, đi đi thôi, Remia, à. rồi cậu sẽ thấy tay vạ dáng xuống đầu chúng ta cho mà xem. Ta đi đi thôi, tùy thế, tôi vẫn không đành nghe theo lời khuyên của Mattia. Mặc dầu thái độ của gia đình tôi đối với tôi vẫn như cũ, ông tôi vẫn cứ khạc nhổ một cách giận dữ về phía tôi, bố tôi vẫn chỉ có ra lệnh, mẹ tôi vẫn không bao giờ để mắt đến tôi, hai thằng em luôn giờ đủ trò ác độc, hòng làm hại tôi, còn Annie vẫn ra mặt ghét bỏ tôi, bé kết vẫn chỉ mến tôi vì kẹo bánh đem về cho nó. Mà tôi cũng không thể nào tin được khi Mattia cứ một mực nói rằng tôi không phải là cậu ấm của Driscoll tiên sinh. Ngờ vực đúng tôi có thể ngờ vực lắm lắm nhưng bảo tôi tin quả quyết rằng mình đúng là dòng máu driscoll hay không phải thế thì tôi không thể làm nổi thời gian trôi đi chậm chạp rất chậm nhưng rồi ngày nối ngày tuần tiếp tuần cũng đã đến lúc gia đình tôi rời lông đơ để đi khắp trốn trên đất nước anh hai chiếc xe đã được sơn lại và đã chất đầy áp đủ thứ hàng hóa đem bán trong mùa khô giáo cơ man nào là hàng hóa đã được chất trong xe đến là tài tình vải áo sợi mũ nồi khăn quàng, khăn tay, bít tất, quần đùi, áo di lê, cúc áo, chỉ khâu, vải bông, vải len, len sợi, kim, kéo, dao cạo, hoa tai, nhẫn, xà phòng, thuốc mỡ, xi si đánh giày, bàn là bằng đá, thuốc bột chữa bệnh ngựa, bệnh chó, thuốc tinh dầu để tẩy vết bẩn, thuốc nước chữa răng, thuốc làm mọc tóc hoặc ngượng tóc. Chúng tôi đứng đó và thấy rõ ràng là những kiện hàng ấy đều truyền từ sân sư từ đỏ ra chứ không phải thẳng từ những cửa hàng bình thường vẫn bán. Cuối cùng, xe chất đầy, ngựa cũng đã mua, mua ở đâu, mua cách nào, tôi không biết. Chỉ thấy dắt ngựa về và mọi việc xếp đặt xong xuôi để lên đường. Còn chúng tôi thì sẽ làm gì? Ở London đơ với ông già không hề rời sân sư tử đỏ hay sao? Hay là sẽ đi bán hàng như Alan và Ned, cũng có thể cùng đi theo xe của gia đình, tiếp tục cái nghề nhạc sĩ rong, biểu diễn tiết mục tại những làng mạc, thành phố xe đi qua bố tôi thấy chúng tôi kiếm được khá tiền với cây vĩ cầm và cây thụ cầm bèn quyết định chúng tôi đi với ông nhưng vẫn làm cây nghề nhạc sĩ trước ngày lên đường ông nói ý định của ông mattia bảo tôi về pháp nhé ta dình cơ hội đầu tiên để trốn đi sao không chu du nước anh một chuyến cho hay vì chúng mình sẽ gặp hỏa tớ nói cho cậu biết đấy chúng ta có cơ hội gặp bà milligan trên đất anh tớ thì tớ tin rằng chúng ta có nhiều hy vọng thấy bà ấy trên đất pháp hơn thôi được chúng ta hãy cứ thử tìm trên đất anh sau này sẽ hay cậu biết cậu đáng gì không không đáng cho tớ bỏ mặc cậu tớ cút một mình sang pháp cậu nói có lý đấy vì vậy tớ khuyên cậu cứ làm thế đi tớ biết tớ không có quyền giữ cậu tớ biết cậu ở với tớ thế này là cậu tốt bụng quá vậy thì cậu hãy đi đi rồi cậu tìm đến lai like, nói với em rằng cậu là một thằng ngu một thằng xấu cho nên mới nghĩ rằng tớ có thể bỏ cậu mà đi trong lúc cậu đương khốn khổ thế này. Cậu khổ, phải, cậu khổ lắm, thì tớ làm gì cậu mà cậu có những ý nghĩ thế kia cơ chứ? Hãy nói đi nào, nói tớ đã làm gì cậu? Không làm gì hết, phải không? Thế thì chúng ta lên đường với họ đi thôi, chúng tôi lại ra đi trên đường thiên lý, nhưng lần này tôi không được tự do muốn đi đâu thì đi, tự ý muốn làm gì thì làm. Chúng tôi đi theo gia đình Driscoll tuy nhiên tôi rời bỏ thành phố london với cái cảm giác là được giải phóng tôi phải nhìn thấy cái sân sư tử đỏ và cái miệng hầm nó luôn luôn thu hút mắt tôi mặc dù tôi cố cưỡng lại đã bao nhiêu lần đương đêm tôi giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy ánh sáng đèn soi vào cửa chỗ tôi nằm đó là một ám ảnh một cơn mê nhưng vẫn đáng sợ tôi đã nhìn thấy cái ánh đèn ấy một lần thế là đủ để cho tôi cảm thấy nó ở mãi trước con mắt tôi như một ngọn lửa nóng bỏng hai đứa tôi đi theo sau xe. Chúng tôi không phải người mùi hôi thối ở Burton Green nữa, mà hít thở khí trời trong sạch ở những cánh đồng chúng tôi đi qua. Những cánh đồng ấy không mang cái từ Green trong tên, nhưng lại có màu xanh cho đôi mắt ngắm và tiếng chim hót cho đôi tai nghe. Ngay trong hôm đầu ra đi, tôi đã thấy người ta bán những hàng hóa không mất tiền mua ấy như thế nào. Đoàn chúng tôi đến một thôn lớn, đỗ xe ngay giữa chợ. Người ta hạ một bên thành xe xuống và thế là cả gian hàng phơi bày dưới con mắt tọc mạch của người mua. Bố tôi giao, các ông các bà hãy xem giá hàng, xem giá hàng đi. Không đâu, người ta bán giá như thế cả. Vì không bao giờ xỉa tiền mua cho nên tôi có thể bán rẻ. Bán đấy à? Không, bán thế cũng bằng cho không mà thôi. Hãy xem giá hàng, mời các ông các bà hãy xem giá hàng, có những người tới xem giá hàng, lúc đi tôi nghe thấy họ nói, hàng hóa này chắc là đồ trộm cắp, tự hắn nói rồi đó chứ còn gì, giá như họ nhìn qua phía tôi, họ thấy mặt tôi đỏ bừng lên thì chắc họ biết rằng những lời ức đoán của họ rất có căn cứ. Matia thì nó thấy và ngay tối hôm đó, nó nói thêm về chuyện ấy, mặc dù từ trước tới nay nó tránh không đi thẳng vào vấn đề. Cậu chịu mãi được sự xì nhục này chăng? và cậu đừng có nhắc đến nếu cậu không muốn làm khổ tớ hơn nữa. Tớ có muốn thế đâu? tớ muốn chúng mình trở về pháp tớ nói mãi với cậu rằng thế nào cũng xảy ra tai vạ bây giờ tớ nhắc lại lần nữa và tớ cảm thấy tai vạ sắp giáng xuống rồi cậu phải hiểu rằng không chóng thì chầy rồi cũng có ngày bọn cảnh sát muốn biết làm thế nào mà tiên sinh brisco bán hàng của mình rẻ đến thế lúc bấy giờ sự thể sẽ ra sao mattia tớ van cậu cậu đã không muốn mở mắt ra cho thấy thì tớ phải nhìn thấy hộ cậu sẽ có ngày người ta tóm cổ giáo cả cầu cả tớ nữa mặc dù chúng mình không làm gì nên tội làm sao chứng minh được rằng chúng ta không can dự vào làm sao tự bào chữa cho được không phải mình ăn thư bánh mua bằng tiền bán những món hàng ấy hay sao tôi chưa hề nghĩ đến điều đó nó đập vào tâm trí tôi như một nhát búa tạ ai nện lên óc tôi gắng gượng chống chế không phải chống chế với mattia mà chống chế với cái ý nghĩ ấy tôi nói đúng đấy mattia đáp nhưng có điều này cũng đúng tức là chúng ta hợp tác với những người ăn cái thứ họ không làm ra người ta sẽ vạch ra điều đó và người ta cũng chỉ vạch đến điều đó mà thôi chúng ta sẽ bị tù tội cũng như họ điều đó nhất định làm cho tớ đau khổ vô cùng vì bị cầm tù do tội trộm cắp nhưng tớ còn đau khổ hơn nhiều nếu chính cậu bị như thế tớ tớ chỉ là một đứa trẻ cùng khốn nghèo hèn và rồi tớ cũng đến thế mà thôi còn cậu khi tìm thấy gia đình gia đình thật sự của cậu, gia đình cậu sẽ buồn tuổi biết bao, cậu sẽ xấu hổ biết bao, nếu cậu đã bị tù tội. Và lại, bị tù thì không có cách nào báo cho bà Milligan hay cái việc ông James Milligan mưu hại thằng Arthur. Thôi thì chúng ta hãy chuồn đi trong khi còn kịp, cậu chuồn đi, cậu cứ nhai mãi cái chuyện dại dột ấy, chuồn thì chúng ta cùng chuồn, hoặc bị tóm thì chúng ta cùng bị tóm. Chừng nào chúng mình bị tóm rồi sắp đấy, không phải chờ đợi lâu đâu chừng ấy cậu sẽ chịu trách nhiệm làm liên lụy đến tớ. rồi cậu xem cái trách nhiệm ấy có nặng nề không cậu khăng khăng đòi ở lại bên cạnh người ta mà có ích lợi gì cho người ta thì sự cứng đầu của cậu tớ còn hiểu được. đó là một cử chỉ đẹp đẽ đằng này cậu chả cần thiết gì cho họ không có cậu ngày trước họ vẫn sống sau này họ cũng sẽ sống ta đi mau mau đi thôi thế thì cậu hãy thư thư cho tớ vài ngày để tớ suy nghĩ rồi hãy hay phải nhanh lên Yêu quái đánh hơi thấy thịt tươi, tớ đánh hơi thấy tai vạ. Chưa bao giờ lời lẽ và sự văn nài của Mattia làm tôi xúc động sâu sắc đến thế. Mỗi khi nghĩ đến thì tôi tự ngủ rằng thái độ do dự của tôi là hèn nhát, rằng bề nào thì tôi cũng phải quyết định đi, phải biết mình muốn gì mới được. Sự việc xảy ra đến về sau đã làm hộ tôi cái việc tự tôi không dám làm. Chúng tôi rời bỏ thành phố London đã mấy tuần rồi, bây giờ chúng tôi đến một đô thị sắp mở hội đua ngựa đua ngựa ở Anh không giống như ở Pháp. Ở Pháp đua ngựa là một trò giải trí cho kẻ giàu sang. Họ đến để xem ba bốn con ngựa chạy thi, để cho người ta xem mình và để đánh cá răm ba đồng bạc. Ở đây đua ngựa là một ngày hội dân gian của cả một vùng mà người ta đến không chỉ để xem ngựa chạy. Trên đồng hoang hay trên động cát dùng làm bãi quần, tự mấy ngày trước những đoàn xiếc, những người bói toán du phương, nhưng người bán hàng rong đã đến họp chợ mattia và tôi với tư cách là nhạc sĩ gia đình briscoe với tư cách là người buôn bán tuy nhiên bố tôi không đến bãi quần mà lại dọn hàng ngay trong thành phố có lẽ ông nghĩ ở đó hàng bán chạy hơn đến sớm và không bận vào công việc bày hàng hai chúng tôi đi dạo xem bãi quần ở một cánh đồng cói gần thành phố nhiều liều vải đã được dựng lên từ xa trông thấy những cột khói mỏng thì biết ngay địa điểm và danh giới của bãi quần chúng tôi đi vào một con đường trũng trong giây lát thì ra tới cánh đồng. Cánh đồng ngày thường cằn cỗi và trống hoang, chiều hôm nay lô nhô những nhà ván dùng làm quán rượu, quán ăn, những lều, những xe, có khi chỉ là những bếp lửa trại giữa trời. Trung quanh đó chen chúc những người mặc quần áo đẹp lắm hình nhiều sắc. Chúng tôi vừa đi ngang một bếp lửa trại trên đó lùng lẳng một chiếc nồi, thì nhận thấy anh bố. Gặp chúng tôi, anh mừng rỡ khôn xiết. Anh đến hội đua với hai người bạn đồng nghiệp để biểu diễn tài nghệ và thể lực nhưng mấy nhạc sĩ đã hẹn với các anh ấy lại không giữ lời hứa thành thử cái khoản thu hôm nay sẽ trả ra gì chứ không hời như các anh hy vọng anh bảo chúng tôi có thể giúp ích cho các anh nhiều lắm nếu chúng tôi vui lòng thay thế bọn nhạc sĩ kia tiền thu sẽ chia năm lại có phần cho con capi nữa mattia liếc mắt sang tôi thấy con mắt nó tôi biết rằng nhận lời anh bốp thì nó sẽ khoái lắm vì chúng tôi được tự do muốn làm gì tùy thích miễn là đem nhiều tiền về nên tôi nhận lời Hai bên giao hẹn sáng hôm sau đến cho các anh ấy bố trí công việc. Khi về, tôi báo cáo về việc thu xếp này với bố tôi thì xảy ra một trở ngại. Bố tôi bảo, ngày mai tôi cần con Capi. Các anh không được mang nó theo. Nghe thấy thế, tôi đâm lo. Người ta muốn dùng con Capi vào một chuyện xấu xa đây chăng? Nhưng bố tôi đánh tan ngay sự lo lắng ấy. Con Capi tính lắm. Ông nói, tiếng động nhỏ nào nó cũng nghe và nó biết giữa của giỏi. Nó giúp chúng ta coi xe rất tốt vì trong cảnh lộn xộn lắm kể lại người qua, ta có thể bị lấy trộm hàng. Vậy chỉ hai anh đi đánh đàn cùng với bóp thôi, nếu biểu diễn quá khuya chắc là thế thì các anh đến tìm tôi ở quán cây sồi lớn, gia đình sẽ ngủ ở đó vì tôi định tối mai rời khỏi nơi đây. Quán cây sồi lớn mà chúng tôi trọ đêm trước ở cách nơi này chừng một dặm, 43, quán dựng ở giữa cánh đồng trống, tại một nơi vắng vẻ, rùng rợn. Vợ chồng chủ quán có một vẻ khả nghi, đường thẳng băng, tìm đến quán rất dễ, duy phiền một nỗi là sau một ngày làm việc mệt nhọc, đi thế cũng hơi xa. Nhưng đó không phải là một điều đáng lưu ý bố tôi, ông không chịu để cho người ta cãi lại, ông đã bảo thì phải vâng, không được đối đáp. Sáng hôm sau, tôi dắt con Capi đi dạo một vòng, cho nó ăn uống để chắc chắn là nó không thiếu thốn gì. Xong tôi tự tay buộc nó vào trục bánh xe mà nó có bổn phận canh giữ, rồi hai đứa tôi đi đến bãi quần đến nơi thì chúng tôi vào chơi nhạc liền và chơi suốt đến tối không nghỉ ngơi mấy đầu ngón tay tôi đau bút như bị châm ngàn mũi gai mattia thì thổi kèn đẩy đến không thở ra hơi tuy thế vẫn cứ phải đánh đàn phải thổi kèn anh bốp và các bạn anh diễn siếc không biết mệt thì chúng tôi cũng phải chơi nhạc không biết mỏi đêm đến tôi tưởng được nghỉ hóa ra vẫn chưa chúng tôi rời liều vải đến một quán bằng gỗ ván và ở đấy siếc nhạc diễn lại càng hăng cứ thế cho đến quá nửa đêm, tôi vẫn cào tụ cầm ẩm ĩ, nhưng chẳng biết là mình đánh bản gì, Mattia cũng không hơn gì tôi. Hàng chục lần, anh bóp giao đây là biểu diễn cuối cùng, hàng chục lần chúng tôi diễn lại. Chúng tôi chỉ mới mệt mỏi, còn các anh ấy thì đã dã rời vì họ dùng sức nhiều hơn. Họ đã diễn hỏng vài tiết mục, một lần cây gậy làm trò của họ đổ xuống bàn chân Mattia. Đau quá, nó kêu thét lên, tôi tưởng nó dập chân rồi anh bob và tôi xuống lại quanh nó may quá vết thương không đến nỗi nặng như tôi tưởng có bầm nát rách da thịt nhưng xương không bị dập tuy vậy mattia không đứng được làm thế nào bây giờ chúng tôi giải quyết là mattia thì cứ nằm ở lại xe anh bob để một mình tôi về quán cây sồi lớn tôi cần phải biết gia đình driscoll hôm sau đi đâu mattia bảo đừng đi Remy à, mai chúng ta sẽ cùng đi với nhau Nhỡ mai không tìm thấy người ta ở quán cây sồi lớn thì thế nào? Càng hay, chúng ta được giải phóng, nếu tớ rời bỏ gia đình Driscoll thì không phải bằng cách ấy. Và lại, cậu tưởng họ không tìm thấy chúng ta ngay à? Cậu còn đi đâu được với bàn chân ấy? Ừ thì đi, cậu đã muốn thế thì mai chúng ta đi, nhưng đêm nay hượm đã, tớ sợ lắm. Sợ gì? Không biết, tớ sợ cho cậu, để tớ đi, Mattia à, tớ hứa với cậu mai sẽ trở lại lỡ ra họ giữ cậu lại thì sao để họ không giữ tớ được thì tớ gửi đàn cho cậu như thế tất họ phải để tớ trở lại lấy đàn và thế là mặc dù mattia lo ngại tôi vẫn ra đi không chút e sợ sợ ai sợ cái gì kia chứ ai người ta đòi gì hỏi gì ở cái thằng cầu bơ cầu bất này tuy không chút sợ hãi tôi vẫn thấy xúc động nhiều lần này là lần đầu tiên tôi thực sự cô đơn không có con capi không có mattia bên mình tôi thấy khó chịu vì cô độc tôi bàng hoàng khi nghe tiếng kêu huyền bí của đêm khuya nhìn lên gương trăng nhàn nhạt, nhạt tôi cũng thấy buồn tôi đi nhanh mặc dù đương mệt và cuối cùng đến quán cây sồi lớn tôi kiếm mỏi mắt không thấy chiếc xe của gia đình tôi có hai ba chiếc xe mui vải tồi tàn một nhà gỗ ván và hai cỗ xe thấp bên trong ấy vang ra tiếng thú dữ khi tôi đến gần nhưng hai chiếc xe xinh đẹp sơn màu sắc lộng lẫy của gia đình bristol thì không thấy đâu cả đi quanh quán tôi thấy có ánh sáng ở một vòm cửa sổ gắn kính nghĩ rằng trong nhà còn có người thức tôi gõ cửa người chủ quán có vẻ mặt gian rào mà tôi để ý hôm trước đích thân mở cửa cho tôi hắn soi đèn thẳng vào mặt tôi hắn nhận ra tôi nhưng hắn không nhường lối cho tôi vào mà cắp đèn đi sau lưng hắn nhìn chung quanh nghe ngóng mấy giây rồi mới nói xe nhà anh đi rồi bố anh dặn đến gặp ông ta ở Louis, không được trì hoãn và phải đi suốt đêm. Thôi anh đi mạnh giỏi, thế rồi hắn bỏ mặc tôi, đóng ngay cửa lại. Từ khi đến anh, tôi đã học tiếng nước này đủ để hiểu các câu ngắn đó. Tuy nhiên, có một tiếng không gợi cho tôi ý niệm nào cả, mà đó là tiếng quan trọng nhất. Lão chủ quán nói, Louis, Louis là nơi nào cơ chứ? Tôi chẳng biết mô tả ra sao cả. Bởi vì tôi không hiểu ra rằng Louis là cách đọc theo tiếng Anh của Leves, tên một thị xã có ghi trên bản đồ. Và lại, có biết Louis ở đâu chăng nữa thì tôi cũng không thể bỏ Mattia mà đến đó ngay. Bởi vì tôi phải trở lại bãi quần, dù đã mệt mỏi lắm. Tôi quay lại và một tiếng rưỡi đồng hồ sau thì tôi nằm trong xe anh bốp trên một cái ổ rơm ấm, bên cạnh Mattia. Tôi thuật lại sự việc vắn tắt cho nó nghe rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi đánh một giấc mấy tiếng đồng hồ lại sức, sáng hôm sau tôi tươi tỉnh, sẵn sàng đi Louis nếu Mattia nó còn đương ngủ có thể đi theo tôi. Tôi ra khỏi xe, lại chỗ anh bốp, anh dậy trước tôi, đương nhóm bếp, tôi đương nhìn anh bò dạp xuống đất, vùng má thổi dưới nồi, thì thoáng thấy viên cảnh sát nắm dây con capi dắt đi. Tôi sửng sốt đứng im, nghĩ thầm không biết có chuyện gì lạ vậy. Nhưng con capi nhận ra tôi, nó đã rằng mạnh làm dây tuột khỏi tay viên cảnh sát. Tức thời nó nhảy mấy nhảy đến bên tôi và vọt lên tay tôi. Viên cảnh sát đi đến, nói, con chó này của anh phải không? Phải, thế thì tôi bắt anh. Bàn tay hắn chộp lên cánh tay tôi, siết chặt. Lời nói và cử chỉ của viên cảnh sát khiến anh bốp đứng lên. Anh bước tới, hỏi, này, vì cớ gì ông bắt em này? Anh là anh nó à? Không, là bạn, đêm qua, một người đàn ông và một thằng bé đã bắc thang leo qua một cửa sổ cao vào trong nhà thờ xanh róc rơ. Chúng đem theo con chó này để nó báo hiệu cho chúng nếu có người đến phá đám. Sự việc quả đã xảy ra như thế, bị bất ngờ chúng nhảy qua cửa sổ chạy trốn, không kịp mang con chó theo. Con chó không chạy theo chủ được bị bắt lại ở ngay nhà thờ. Dắt con chó đi, tôi biết chắc thế nào cũng bắt được bọn trộm và tôi đã bắt được một đứa thằng bố giờ ở đâu? Tôi không biết viên cảnh sát hỏi anh bốp hay hỏi tôi. Tôi không đáp, tâm thần thẳng thốt. Tuy nhiên, tôi hiểu sự việc xảy ra như thế nào rồi. Dù không đúng tôi cũng nghiệm ra, người ta bảo tôi trao con capi cho người ta không phải để giữ xe hàng, mà để báo động cho những người vào lấy trộm trong nhà thờ, vì tai nó thinh. Rồi cũng không phải chỉ để đến ngủ ở quán cây sồi lớn cho khoái mà người ta cho xe khởi hành lúc chập chọn tối. Sau đó, xe không nghỉ lại ở quán là vì vụ trộm bị bại lộ phải mau mau xa chạy cao bay tuy nhiên tôi thấy không nên nghĩ đến những kẻ phạm tội mà chỉ nên nghĩ đến mình họ có là ai thì tôi cũng vẫn tự bào chữa được và chứng minh được sự trong trắng của mình không cần tố giác họ tôi chỉ cần báo cáo công việc làm từng giờ của tôi trong đêm ấy là rõ tôi lý luận thế trong khi đó mattia không biết vì viên cảnh sát nói hay nghe tiếng ồn ào mà thức dậy nó ra khỏi xe đi tập tĩnh đến bên tôi. Tôi nói với anh bố, anh giải thích hộ cho ông ấy rõ tôi không phải là kẻ phạm tội vì tôi đã làm việc bên cạnh anh đến một giờ đêm. Sau đó, tôi đến quán cây sồi lớn gặp ông chủ quán nói vài câu rồi đi ngay trở về đây. Anh bố dịch mấy lời tôi nói cho viên cảnh sát nghe. Nhưng viên cảnh sát không chấp nhận như tôi hy vọng, trái lại. Hắn ta nói, chúng vào nhà thờ lúc một giờ một khắc, thằng bé này xưng là nó ở đây lúc một giờ đúng hay kém mấy phút như thế nó có thể ở nhà thờ lúc một giờ một khắc, cùng với bọn trộm. Từ đây đi vào thành phố phải đi hơn một khắc anh bốp nói. Ồ, chạy thì kịp, viện cảnh sát đáp, với lại ai chứng thực với tôi rằng nó đi lúc một giờ. Tôi, tôi thề đấy, à, anh, còn phải xem sự chứng thực của anh có giá trị như thế nào đã. Anh bốp không chịu, đỉnh đạc, anh tuyên bố tôi lưu ý ông, tôi là một công dân anh, viên cảnh sát nhún vai. Nếu ông lăng mạ tôi thì tôi viết bài đăng tờ thời báo. Trong khi chờ đợi, tôi hẵng mang thằng bé này đi đã. Nó sẽ trình bày với quan tòa, Mattia ôm lấy tôi, tôi tưởng để hôn, nhưng không, nó thường lo chuyện thực tế trước chuyện tình cảm. Nó dì tai tôi, hãy vững tâm, chúng tớ không bỏ cậu đâu, xong, nó mới hôn tôi, tôi nói với nó bằng tiếng Pháp, hãy giữ con Capi lại. Nhưng viên cảnh sát hiểu, hắn nói, không, không. Ta giữ con chó, nó đã giúp ta bắt được chú mày, nó sẽ giúp ta tóm cổ những tên kia. Tôi bị bắt lần này là lần thứ hai, nhưng tôi cảm thấy nhục nhã, ê chề hơn trước nhiều. Lần này không phải là một sự buộc tội vô nghĩa lý như vụ con bò sữa dù sau này người ta có xét thấy tôi vô tội và tha bổng đi nữa, để tôi không đau đớn thấy những người kia kết án đúng hay sao. Tôi phải đi qua giữa hai hàng rào người tò mò đến xem. Nhưng người ta không là ó không ham dọa chúng tôi như ở bên pháp nhưng người đến xem đây không phải là nông dân mà toàn là những người dù ít dù nhiều đều đã có chuyện với cảnh sát đó là dân siếc rong dân hàng quán dân bói du phương tóm lại là dân lang thang cái nhà tù họ nhốt tôi không phải là một nhà tù trò chơi như cái trại giam chứa đầy hành năm trước cái nhà tù này là một cái nhà tù thực sự có cửa sổ chắn những song sắt lớn chỉ mới nhìn thấy cũng đủ tiêu tan từ trong trứng mọi ý chí vượt ngục trong buồng giam tôi chỉ có một cái ghế dài để ngồi và một cái võng để ngủ. Tôi ngồi phịch xuống ghế, rũ rượi một lúc lâu. Tôi nghĩ ngợi về cảnh ngộ của tôi, nghĩ lang bang không mạch lạch vì không tài nào kết ý này với ý kia và truyền từ ý trước qua ý sau cho được. Hiện tại thật là kinh khiếp mà tương lai còn khôn xiết hãi hùng. Matia bảo, hãy vững tâm, chúng tớ không bỏ cậu đâu. Nhưng thử hỏi một chú bé như Matia thì làm nên trò chống gì? Hơn nữa, nếu anh bốp vui lòng giúp Mattia thì một người lớn hồ dễ làm được gì? Khi ở tù thì người ta chỉ có một ý định là ra tù. Không bỏ tôi và làm đủ mọi cách để giúp tôi thì Mattia và anh bốp có thể làm như thế nào để giúp tôi ra khỏi cái ngục kín này nhỉ? Tôi đến bên cửa sổ, mở ra, sờ mó những song sắt đóng chéo bên ngoài. Song sắt gắn cứng trong đá. Tôi xem xét từng vách tường dày gần một mét, nền lát những tảng đá lớn, cửa ra vào bọc một lớp tôn tôi lại quay về cửa sổ. Cửa sổ mở xuống một khoảng sân hẹp và dài. Đằng đầu kia có một bức tường lớn bịt kín, ít nhất cũng cao đến 4 mét. Chắc hẳn là không thể trốn thoát cái nhà ngục này dù có được những bạn tận tâm giúp đỡ. Sự tận tình của bạn phá sao nổi cái thực tại gay gắt nơi đây. Sự tận tình không thể chọc thủng tường vách được. Với tôi bây giờ, vấn đề chỉ còn là tìm hiểu xem phải ở bao nhiêu lâu trong ngục này, trước khi ra trước quan tòa để định đoạt số phận. Giả dạ đấy, tôi có thể chứng minh sự trong trắng của mình hay không, mặc dù con Capi bị bắt trong nhà thờ. Liệu tôi có thể tự bào chữa mà không cần phải vạch tội của những người mà tôi không muốn và không thể tố cáo hay không? Tất cả vấn đề của tôi là ở đó, ở đó, và chỉ có ở đó thôi, là Mattia và anh bạn bốp của nó có thể giúp tôi. Vai trò của họ là thu thập những bằng cớ để chứng thực là lúc một giờ một khắc, tôi không thể có mặt ở nhà thờ Saint George nếu họ đưa được bằng chứng ấy thì tôi thoát nạn bất chấp cái bằng chứng câm chống lại tôi là con capi tội nghiệp những bằng chứng ấy tôi cho là không phải không tìm được chao ôi giá mà mattia không đau chân thì thế nào nó cũng biết sục sảo xoay sở nhưng nó đau như thế thì có rời khỏi xe được không nó không đi lại được thì anh bob có sẵn lòng làm thay nó không tôi biết nhiều chuyện về những người tù tội trong đó có một chuyện nói đến cách người bên ngoài dùng để liên lạc với người bị giam giữ người ta giấu những mảnh giấy con vào trong thức ăn mang từ ngoài vào có lẽ mattia và anh bob cũng dùng cách ấy chợt nghĩ thế tôi bẻ vụn miếng bánh khẩu phần ra nhưng tôi không tìm thấy gì cả cùng với bánh người ta có cho khoai tây tôi tán khoai tây ra bột và vẫn không thấy có mẩu giấy nhỏ nào chắc mattia và anh bob không biết nhắn gì với tôi hoặc là điều này có phần chắc hơn họ không thể nhắn gì với tôi được cả. Vậy hãy đợi đến mai thôi, đợi mà cố gắng đừng lo phiền quá đáng. Khốn thay, tôi lại không thể không lo phiền. Tôi dám chắc rằng sau này, dù sống lâu đến bao nhiêu, tôi cũng vẫn nhớ cái đêm khủng khiếp tôi sống trong nhà ngục này như mới hôm qua thôi. Chào ôi, tôi quả rồ dại đã không tin vào linh tính và sự lo lắng của Mattia. Sáng hôm sau, viên cai ngục mang đến cho tôi một bô nước và một cái chậu lão ta bảo tôi rửa mặt nếu thấy thích bởi tôi sắp ra trước tòa lão nói thêm rằng ăn mặc sạch chỉnh tề đôi khi là cách bảo chữa tốt nhất của người bị cáo rửa giấy xong tôi muốn ngồi xuống ghế nhưng không tài nào ngồi yên một chỗ được tôi cứ loanh quanh trong buồng giam như con thú quay quay trong chuồng tôi định nghĩ sẵn những câu trả lời và những lý lẽ để bảo chữa nhưng tôi hốt quá tôi không nghĩ đến hiện tại chỉ vẩn vơ nghĩ đến đủ các thứ chuyện vô lý chúng nó lần lượt diễu qua trong đầu óc mệt mỏi của tôi như những hình ảnh của một chiếc đèn chiếu người cai ngục trở lại bảo tôi đi theo lão tôi đi bên cạnh lão ta qua nhiều lần hành lang đến một cái cửa sổ nhỏ lão mở cửa nói vào đi một luồng không khí nóng hát vào mặt tôi cùng với tiếng ồn ào không nghe ra gì cả tôi bước vào phòng và thấy mình đứng trước một phòng tòa án tôi đương ở trong một cơn mê hoảng mạch máu ở thái dương đập như sắp vỡ tuy thế nhìn quanh một vòng, tôi cũng trông thấy rõ ràng và đầy đủ cái phòng dự án và những người có mặt ở đấy. Phòng dự án khá rộng, trần cao, cửa sổ lớn. Phòng ngăn làm hai, một nửa dành cho tòa án, một nửa dành cho những người hiếu kỳ đến xem, quan tòa ngồi trên một bục cao. Trước mặt ông, thấp hơn một ít, có ba nhân vật tòa án nữa. Sau này tôi mới biết ba ông này, một ông là lục sự, 44, một ông là thủ quỹ để lo về việc phạt tiền, và một quan tòa gọi là công tố viên. 45, trước kệ tôi đứng, có một nhân vật mặc áo thụng cài tóc giả, đó là vị trạng sư của tôi. Sao tôi lại có trạng sư? Ông ấy từ đâu đến với tôi? Ai đem ông ấy đến cho tôi đấy? Mattia và anh Bob Trăng, lúc này không phải là lúc xem xét các câu hỏi đó. Chỉ biết rằng tôi có một trạng sư, thế là đủ. Tôi nhìn thấy, trên một kệ khác, chính anh bob và hai đồng nghiệp của anh người chủ quán cây sồi lớn và mấy người khác mà tôi không quen biết trên kệ đối diện tôi nhận ra viên cảnh sát đã bắt tôi bên cạnh hắn ta có nhiều người khác tôi biết đó là những kệ dành cho người làm chứng phần dành cho công chúng đã chật người trên một bao lơn tôi trông thấy mattia bốn mắt chúng tôi giao nhau quấn lấy nhau thế là tôi tức khắc lại vững lòng tôi sẽ được bênh vực chỉ cần về phần tôi đùng nản trí và phải tự bênh vực lấy mình. Tất cả những tia mắt chĩa vào người tôi bây giờ không đè bẹp được tôi nữa. Viên công tố đọc cáo trạng, ông ta có vẻ vội vàng. Ông trình bày vắn tắt sự việc, một vụ trộm đã xảy ra ở nhà thờ xanh giọt Bọn kẻ trộm, gồm có một người lớn và một đứa bé, đã dùng thang leo lên phá cửa sổ chui vào nhà. Chúng mang theo một con chó để canh giữ và báo động khi có biến một khách qua đường khuya muộn lúc ấy là một giờ một khắc lấy làm lạ sao có chút ánh sáng le lói trong nhà thờ ông ta lắng tai và nghe thấy có tiếng răng rắc tức thì ông chạy đi đánh thức viên coi nhà thờ có đông người đến nhưng con chó đã sủa lên và trong khi người ta mở cửa thì bọn trộm hoàng sợ đã nhảy cửa sổ chạy trốn chúng đã bỏ con chó lại con chó không leo thang được viên cảnh sát jerry dắt con chó đến bãi quần sự thông minh và mẫn cán của ông ta thì không thể hết lời ca ngợi được. Tại đấy, con chó đã nhận ra được chủ nó, tức là cái người bị cáo đương ngồi ở ghế trên. Còn tên trộm thứ hai thì đương bị truy nã, viên công tố viên nêu một số ly lẽ để chứng minh rằng tôi phạm tội, rồi chấm dứt cáo trạng. Một giọng thê thé thét lên, yêu cầu im lặng, bây giờ, không quay sang phía tôi và như tự nói riêng với mình, quan tòa hỏi tên, tuổi, nghề nghiệp của tôi. Tôi đáp bằng tiếng Anh rằng tôi là Francis Briscoe. Tôi ở với cha mẹ tôi ở Londres, khu Bertrand Green, sân sư tử đỏ. Xong tôi xin phép được nói bằng tiếng Pháp bởi vì tôi lớn lên ở nước Pháp và mới đến nước Anh được mấy tháng. Quan tòa nghiêm giọng nói đừng có mong lừa dối được bản chức. Bản chức biết tiếng Pháp, thế là tôi kể câu chuyện của tôi bằng tiếng Pháp và tôi giải thích không thể nào tôi vào trong nhà thờ lúc một giờ đêm vì vào giờ ấy tôi còn ở bãi quần ngựa và đến 2 giờ rưỡi thì tôi đến quán cây sồi lớn rồi. Thế anh đâu lúc một giờ một khắc, quan tòa hỏi. Đường trên đường đi, đó là điều phải chứng nghiệm. Anh nói anh đương trên đường đi tới quán cây sồi lớn mà bản cáo trạng thì khẳng định là anh ở trong nhà thờ. Đi từ bãi quần từ một giờ kém mấy phút, hẳn là anh đã đến với tên đồng lõa của anh dưới tường nhà thờ. Tên ấy đợi anh ở đó với chiếc thang. Khi vụ trộm vỡ lở, anh mới đi đến quán cây sồi lớn. Tôi gắng sức chứng minh rằng sự việc không thể xảy ra như thế được, nhưng tôi thấy ông thẩm phán không có gì tin tôi. Ông hỏi, thế anh giải thích việc con chó của anh có mặt trong nhà thờ như thế nào? Tôi không giải thích được vì chính tôi cũng không hiểu. Hôm qua, con chó của tôi không đi với tôi. Tôi buộc nó ở nhà, dưới gầm xe. Tôi thấy không tiện nói thêm vì tôi không muốn đưa dao cho người ta chém cha tôi. Tôi nhìn Mattia, nó ra hiệu bảo tôi tiếp, nhưng tôi không nói. Người ta gọi một nhân chứng. Người ta bảo người ấy thề trên sách thánh ước là sẽ nói sự thật, không vì hằn thù mà cũng không vì đám đuối. Đó là một người đứng tuổi, béo lùn, dáng dấp, oai vệ lạ lùng mặc dù mặt ông ta đỏ, mũi ông ta tím. Trước khi thề, ông nhún gối thi lễ tòa án, rồi đứng lên có vẻ trịnh trọng lắm. Đó là viên coi nhà thờ xanh giọt dơ. Ông ta bắt đầu nói rất nhiều về nỗi xúc động và niềm căm phẫn không bờ bến của ông khi nghe người ta đến đánh thức ông đột ngột để báo rằng có kẻ trộm vào nhà thờ. Thoạt tiên ông ta nghĩ rằng người ta bày trò đùa ông, nhưng rồi nghĩ ai lại bày trò đùa với một người tư cách như ông, cho nên ông hiểu là có việc nghiêm trọng đã xảy ra. Ông vội vàng mặc áo, vội đến nỗi làm đứt phăng hai cúc áo di lê. Cuối cùng, ông chạy đến, ông mở cửa nhà thờ và ông thấy, ai? hay nói cho đúng, gì, một con chó, tôi không đối đáp gì về những chuyện ấy, nhưng ông trạng sư của tôi từ đầu không nói gì bây giờ đứng lên. Ông vung đầu tóc, xốc áo và lên tiếng hỏi, tối hôm trước, ai đóng cửa nhà thờ, tôi, thiên coi nhà thờ đáp, đó là nhiệm vụ của tôi. Ông có chắc thế không, khi tôi làm việc gì thì tôi biết chắc là tôi làm việc đó, còn khi ông không làm, thì tôi biết chắc là tôi không làm, tốt lắm. Thế thì ông có thể thề rằng ông không nhốt con chó ấy trong nhà thờ khi ông đóng cửa, hay không? Nếu con chó ở trong nhà thờ, thì tôi đã thấy. Mắt ông có tốt không? Mắt tôi như mắt mọi người. Trước đây 6 tháng, có phải ông đã xông vào một con bê bụng mổ phanh treo trước cửa hàng một anh đồ tể, có phải không? Viên coi nhà thờ tím mặt hết tôi không thấy sự quan trọng của một vấn đề như thế đặt ra với một người tư cách như tôi xin ông hết sức chịu khó trả lời y như thể vấn đề đó là quan trọng đúng là tôi có đụng phải một con vật treo một cách vụng về ở cửa hàng anh đồ tê thế nghĩa là ông không thấy nó lúc ấy tôi bận trí khi ông đóng cửa nhà thờ chắc ông đã ăn tối hẳn rồi thế khi chui vào con bê ông đã ăn tối chưa ái chà ông bảo ông chưa ăn tối à ăn rồi chứ ông uống bia nhẹ hay bia mảnh bia mảnh mấy chai lớn hai không bao giờ nhiều hơn có khi ba không khi nào bốn không khi nào sáu hỏa hoàn thôi ông không uống nước đường pha rượu mạnh sau bữa tối cũng có một đôi khi ông ưa pha nhiều rượu hay loãng không loãng lắm mấy cốc tùy ông có sẵn sàng thề rằng không lúc nào ông uống đến ba hoặc bốn cốc hay không vì viên coi nhà thờ cứ mỗi lúc càng tím mặt không trả lời nữa ông trạng sư ngồi xuống ông vừa ngồi xuống vừa nói cuộc khẩu vấn này tạm đủ để xác minh rằng con chó đó có thể bị ông thủ từ nhốt lại trong nhà thờ ông ấy sau bữa tối đã từng không nhìn thấy con bê vì bị bận trí đó là tất cả điều tôi muốn biết nếu tôi bạo gan hẳn tôi đã ôm ông trạng sư của tôi mà hôn tôi được cứu thoát rồi đây sao con capi lại không bị viên thù từ nhốt vào nhà thờ kia chứ có thể lắm mà nếu nó đã bị nhốt theo cách ấy thì hẳn là không do tôi đưa vào như vậy, nghĩa là tôi không có tội, vì chỉ có sự kiện ấy buộc tội tôi mà thôi. Sau đó, tòa nghe những người chứng về phía tôi khai. Đó là anh Bốp, hai người bạn và người chủ quán. Ai cũng nói về giờ giấc làm việc của tôi đêm hôm đó. Tuy nhiên vẫn còn một điểm quyết định, ấy là cái giờ chính xác tôi rời bãi quần ra đi. Lấy công xong, quan tòa hỏi tôi có muốn nói gì không và bảo cho tôi biết là tôi có thể không nói nếu thấy im lặng là hơn. Tôi đáp rằng tôi bị oan, mong nhờ lượng tòa minh xét. Bấy giờ quan tòa cho đọc biên bản những người hỏi cung mà tôi vừa nghe. Rồi ông tuyên bố sẽ cho rời tôi đến nhà lao tỉnh, để đợi đại hội đồng thẩm án quyết định có đưa tôi ra xử trước tòa đại hình hay không. Tòa đại hình ư, tôi bùn rùn khuỵu xuống ghế. Chào ôi, sao tôi không sớm nghe lời Mattia, chương 20, anh bốp, bị đưa về là lao một lúc lâu. Tôi mới tìm thấy lý do vì sao tôi không được tha bổng đó là vì quan tòa muốn chờ bắt được những người đã vào nhà thờ để xem tôi có đồng lõa với họ không ông ủy viên công tố có nói người ta đang theo vết họ thế là tôi sẽ đau đớn xấu hổ ngồi bên cạnh họ khi ra phiên tòa đại hình bao giờ đây khi nào người ta đưa tôi đến nhà lao tỉnh nhà lao ấy thế nào ở đâu nó có buồn thảm hơn nhà lao này không trí óc tôi mải bận rộn về những câu hỏi ấy cho nên thì giờ đi nhanh hơn hôm qua tôi không còn nôn nóng đến phát sốt lên đến cháy ruột cháy gan nữa tôi hiểu rằng phải chờ đợi khi thì đi đi lại lại khi ngồi nghỉ trên ghế dài tôi đợi lúc gần tối tôi nghe một hồi kèn đầy và nhận ra đó là lối chơi kèn của mattia thằng bé tốt quá nó muốn tin cho tôi biết là nó nghĩ đến tôi và đang dình chờ hồi kèn bay qua trên đầu bức tường chắn đằng trước cửa sổ mà vọng đến tôi tất nhiên là mattia đứng bên kia tường ở ngoài phố và chỉ có một khoảng cách ngắn chừng răm ba thước giữa hai chúng tôi khốn nạn thay mắt chúng tôi không xuyên qua tường được nhưng mắt không xuyên tường thì tiếng vượt tường lẫn với tiếng kèn có tiếng chân người tiếng huyền náo tôi đoán có lẽ mattia và anh bob biểu diễn ở đó tại sao họ chọn chỗ này nhỉ vì đáp khách hay chỉ để nhắn giúp cho tôi thỉnh lình tôi nghe một giọng trong trèo giọng mattia nói lớn bằng tiếng pháp ngày mai lúc tảng sáng rồi tức khắc tiếng kèn đầy lại vang lên ồn ào hơn nữa không cần động não lắm cũng biết rằng mattia không nói câu ngày mai lúc tảng sáng với công chúng người anh của nó nó nói với tôi đấy ngược lại không dễ gì đoán ra ý nghĩa của mấy tiếng ấy tôi lại tự đặt mình một loạt câu hỏi mà không tìm được những câu trả lời cho hợp lý chỉ có mỗi một điều này là rõ ràng cụ thể đó là sáng hôm sau lúc tinh mơ tôi phải thức dậy và sẵn sàng từ bây giờ cho đến lúc đó chỉ có việc cố gắng đừng sốt ruột trời vừa tối tôi lên võng nằm cố ngủ tôi nghe đồng hồ điểm liên tiếp mấy lần cuối cùng tôi thiếp đi lúc thức dậy thì đêm đang dày đặc sao lấp lánh trên vòng trời mờ mịt bốn bề lặng ngắt chắc là còn lâu mới tới sáng tôi đến ngồi trên ghế chứ không dám đi lại sợ người ta chú ý nếu người ta đi tuần Tôi ngồi chờ, lát sau, một tiếng đồng hồ nào đó điểm tuần ba tiếng. Hóa ra tôi đã thức dậy quá sớm, tuy nhiên tôi không dám ngủ lại, và lại, dù có muốn ngủ bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không thể nào chợp mắt được, tôi nóng ruột quá, tôi bàng hoàng quá. Công việc độc nhất của tôi lúc đó là đếm những tiếng chuông đồng hồ. Nhưng cái thời gian 15 phút từ khi điểm khắc, rồi từ khắc đến giờ, đối với tôi sao nó lâu thế? lâu đến nỗi có lúc tôi tưởng mình đã không nghe thấy tiếng chuông hoặc là đồng hồ bị hỏng. Tôi tựa lưng vào vách, dán mắt lên cửa sổ, ngồi sao tôi quan sát hình như bớt sáng và ra trời đã nhờ nhờ trắng ra. Trời đang sắp sáng rồi, xa xa có tiếng vọng lại. Tôi đứng lên, kiễng gót đi lại mở cửa sổ, mở cho đừng cót kết là một việc tinh vi, nhưng kéo nhẹ tay và thật chậm rốt cục tôi cũng làm xong. May mắn sao, cái hầm giam này lại là một cái phòng thấp cũ đã từng dùng làm ngục giam và người ta chỉ cần giữ tù bằng song sắt. Chứ nếu cửa sổ hầm giam đóng chặt thì tôi không thể nào đáp lại được tiếng gọi của Mattia. Nhưng mở xong cửa sổ chưa phải là hết, còn những thanh sắt, còn những bức tường dày và cái cửa bọc tôn. Hy vọng được giải thoát là điên rồ, tuy thế tôi vẫn hy vọng. Sao trời càng mờ nhạt dần và khí lạnh ban mai khiến tôi run lên. Nhưng tôi không rời cửa sổ, cứ đứng đấy trông tìm, nghe ngóng không biết trông tìm nghe ngóng gì đây một bức màn trắng mênh mông kéo lên giữa trời trên mặt đất vạn vật đã hiện lên gần rõ hình rõ ràng lúc này đúng là lúc tảng sáng mà mattia nói tôi nín thở lắng tai nghe nhưng chỉ nghe thấy tiếng quả tim tôi đập trong lồng ngực cuối cùng tôi nghe như có tiếng cọ sát trên tường nhưng vì trước đây không có tiếng chân người đi lại nên tôi ngỡ mình đã nghe nhầm tuy vậy tôi vẫn nghe ngóng tiếng cọ sát vẫn vọng lại rồi thì một cái đầu người đột ngột nhô lên trên đỉnh tường. Tôi thấy ngay không phải là đầu Mattia, dù trời còn tờ mờ tôi cũng nhận đó là đầu anh bố. Anh thấy tôi dán chặt người vào song sắt bèn, suyệt, một tiếng khe khẽ. Rồi anh đưa tay làm hiệu cho tôi đi ra cửa sổ. Không hiểu đầu đuôi gì hết, tôi vẫn làm theo anh bảo. Bấy giờ tôi mới thấy tay kia anh cầm một cái ống dài và sáng loáng như làm bằng thủy tinh. Anh đưa cái ống lên mồm, tôi hiểu đó là ống xì đồng tôi nghe một hơi thổi đồng thời thấy một viên trăng trắng bay vụt đến rơi dưới chân tôi cái đầu anh bốp cũng biến mất ngay tức khắc sau bức tường và tôi không nghe thấy gì nữa tôi vồ lấy viên bi đó là một tờ giấy mỏng vấn nhiều lớp bọc quanh một viên chỉ lớn hình như có chữ viết trên giấy nhưng trời còn mờ sáng chưa đọc được tôi phải chờ đến sáng tôi rón rén đóng cửa sổ lại rồi vội vã nằm lên võng tay giữ chặt viên giấy chậm chạp, rất chậm chạp, càng quá chậm chạp đối với lòng tôi nôn nóng. Bình minh ửng vàng và cuối cùng một ánh sáng hồng nhạt lướt đến trên tường. Tôi mở tờ giấy ra đọc tối mai cậu sẽ bị rời đến nhà lao tỉnh, cậu sẽ đi tàu hỏa trong một toa hạng nhì, có một viên cảnh sát áp dài. Cậu hãy ngồi gần cái cửa lên xuống của toa tàu, khi đã chạy được 45 phút, nhớ tính cho, đúng, thì tàu đi chậm lại để vượt qua một ngã ba. Bấy giờ cậu mở cửa ra và mạnh dạn nhảy xuống. Cậu phóng ra, đưa hai tay về phía trước và làm hế. Nào để chân xuống trước. Tới đất rồi thì leo ngay lên con đê đất bên trái. Chúng mình đợi ở đấy với một cỗ xe và một con ngựa tốt để đưa cậu đi. Đừng sợ gì cả. Hai hôm sau thì chúng ta ở trên đất Pháp rồi. Hãy tin tưởng và vững lòng. Cần nhớ nhất là phải phóng ra cho xa và rơi xuống đất bằng hai chân. Thoát rồi, tôi không còn phải ra trước tòa đại hình tôi không còn phải thấy những gì diễn ra ở đó. Ồ, cái thằng Mattia quý hóa, cái anh bóp tốt bụng sao? Chắc là anh ấy hào hiệp giúp Mattia chứ còn gì nữa. Chúng mình đợi ở đấy với một con ngựa tốt, một mình Mattia hẳn không bố trí nổi một kế hoạch này. Tôi đọc lại mảnh giấy, 45 phút sau khi tàu chạy, con đề đất bên trái, hai chân xuống trước. Ừ, tôi sẽ mạnh dạn phóng xuống hẳn đi chứ lị, có chết cũng không cần thà chết còn hơn bị kết án về tội ăn trộm chao ôi nghĩ được cái kế hoạch này thì ghê gớm thật hai hôm sau thì chúng ta đã ở trên đất pháp rồi tuy nhiên trong cơn hứng khởi tôi có một niềm lo buồn đó là về khoản con capi nhưng tôi vội xua ngay niềm lo lắng ấy không có lý nào mattia bỏ con capi nó đã tìm được cách giải thoát cho tôi thì tất cũng tìm được cách cho con capi tôi đọc đi đọc lại mảnh giấy ba bận nữa rồi vò lại nhai nuốt Bây giờ thì chỉ có việc ngủ yên, tôi ngủ kỹ đến nỗi chỉ thức dậy khi người cai ngục mang cơm đến. Thời giờ trôi đi khá nhanh, xế chiều hôm sau, một viên cảnh sát lạ mặt vào buồng giam của tôi, bảo tôi đi theo ông ta. Tôi vui mừng nhận thấy ông ấy vào khoảng 50, trông người không còn nhanh nhẹn nữa. Tôi cố làm đúng theo lời dặn của Mattia và khi tàu chạy thì tôi ngồi gần cái cửa lên xuống phía ngược hướng tàu chạy. Người cảnh sát ngồi ngay trước mặt tôi, trong tòa chỉ có ông ta và tôi, ông hỏi, anh nói được tiếng Anh, chút ít thôi, người ta nói, anh nghe hiểu không, cũng tạm tạm, khi người ta không nói nhanh quá, thế thì, chú bé à, tôi muốn khuyên chú một điều này, đừng nên gian ngoan với pháp luật, cứ thú tội là tốt nhất, anh thú tội sẽ được cảm tình của mọi người. Không gì khó chịu bằng những tên cứ trôi cãi sự thật hiển nhiên, cho nên những người thú tội thì được hưởng đủ mọi thứ chiếu cố và ân huệ. Nói giả dụ như tôi đây, nếu anh kể sự việc như thế nào cho tôi nghe, tôi sẽ biếu ngay anh một đồng bạc. Và anh sẽ thấy tiền bạc làm cho đời sống của anh trong chỗ tù ngục sẽ dễ chịu hơn chừng nào. Tôi toàn nói tôi không có tội gì mà phải thú cả. Nhưng nghĩ lại tốt nhất là nên gây cảm tình với ông ta, như ông ta nói, cho nên tôi không đáp. Ông ta nói tiếp, "Chú cứ suy nghĩ, ở trong nhà lao chừng nào chú đã nhận thấy lời khuyên bảo của tôi là đúng đắn thì chú nhờ người ta gọi tôi đến. Bởi vì không nên bà ai cũng thú tội mà phải chọn cái người quan tâm tới chú. Và tôi, thì chú đã thấy đó, tôi sẵn sàng giúp đỡ chú. Tôi gật đầu, cứ bảo gọi ông Dauphin. Chú nhớ tên tôi chứ, thưa ông, vâng, tôi tựa vào cửa, tấm kính đã mở, tôi xin phép ông ta nhìn xem phong cảnh những vùng tàu vừa đi qua. Vì ông muốn, gây cảm tình, với tôi nên ông ta bảo tôi cứ việc trông ngắm tha hồ. Ông ta còn sợ gì chứ? Con tàu chạy nhanh là thế. Được một lát, gió thốc vào mặt khiến ông thấy lạnh bèn rời chỗ cửa đến ngồi giữa toa. Phần tôi thì không thấy lạnh. Tôi nhẹ nhàng luồn tay trái ra ngoài, vặn quả nắm. Còn tay phải thì giữ cánh cửa không cho bật ra. Thì giờ trôi qua, tàu huyết còi và chậm lại. Thời cơ đã đến, tôi xô mạnh cửa, cố sức nhảy ra xa tôi rơi xuống cái rãnh bên đường mày thay hai tay tôi đưa ra trước chạm phải bờ đất phủ cỏ tuy vậy tôi bị ném xuống mạnh quá đến nỗi lăn ra bất tỉnh khi tỉnh lại tôi ngỡ mình còn đi trên tàu hòa vì cảm thấy vẫn lao nhanh và nghe có tiếng bánh xe lăn tôi nằm trên một ổ rơm lạ chưa mặt tôi ướt át và có cái gì êm êm ấm ấm mơn trớn má tôi chán tôi tôi mở mắt một con chó một con chó vàng xấu xí cúi xuống mặt tôi và liếm mắt tôi gặp mắt mattia nó quỳ bên cạnh tôi nó đẩy con chó ra ôm hôn tôi và nói cậu sống rồi ta ở đâu đây trên xe ngựa anh bốp đánh xe thế nào có sao không anh bốp ngoảnh lại hỏi em không biết có lẽ không việc gì co tay rưỡi chân xem đang nằm dài trên ổ rơm tôi làm theo lời anh bảo tốt lắm mattia nói không chật gãy chỗ nào cả nhưng sự việc đã diễn ra như thế nào? Cậu đã nhảy tàu, như tớ dặn, bị ném mạnh cậu mất đi và lăn xuống cây rãnh bên vệ đường. Anh bốp không thấy cậu, bèn tuột khỏi bờ đê xuống tìm, còn tớ thì giữ ngựa. Anh ấy bế thốc cậu lên, chúng tớ tưởng cậu chết rồi chứ, sợ quá, buồn quá, nhưng bây giờ thì cậu sống rồi. Còn lão cảnh sát, lão ta đi thẳng với đoàn tàu, tàu không dừng lại, tôi đã biết những điều thiết yếu, trông quanh, tôi thấy con chó vàng nhìn tôi âu yếm mắt nó giống mắt con capi nhưng nó không phải capi và capi là con chó trắng tôi hỏi thế còn con capi nó đâu rồi mattia chưa kịp đáp thì con chó vàng đã nhảy lên người tôi liếm tôi mặt giàn rụa nước mắt nó đấy mà mattia nói chúng mình nhuộm lông nó đấy tôi vuốt ve con chó và hôn nó tại sao cậu nhuộm lông nó đó là cả một câu chuyện để tớ kể cho cậu nghe nhưng anh bốp không để cho nó kể. Anh bảo Mattia, em đánh ngựa đi, và cố kèm nó. Trong lúc đó thì anh thu xếp cái xe thế nào để đi qua cái cổng gác, người ta không nhận ra. Cái xe này có môi bằng vải phủ lên những chiếc vành hình cánh cung. Anh bốp dở vành ra xếp vào xe, gấp tư tấm bạt, và bảo tôi che lên người. Đoạn anh bảo Mattia trốn dưới tấm bạt, nhờ thế, chiếc xe thay hình đổi dạng hẳn. Nó không có mùi nữa và chỉ chở một người chứ không phải ba. Nếu người ta đuổi theo chúng tôi thì chắc người ta phải lạc hướng vì những lời mách bảo của kẻ qua đường. Khi Mattia đã nằm bên cạnh tôi thì tôi hỏi, chúng ta đi đâu thế này? Đi Littlehampton, đó là một hải cảng nhỏ, ở đấy anh Bob có người anh làm thuyền trưởng một chiếc thuyền chở bơ, trứng ở xứ Normandia bên Pháp. Chúng mình mà trốn thoát được mà chắc chắn là thoát là nhờ công anh Bob. Anh ấy làm tất cả. Chứ cái thằng tớ thì giúp gì được cho cậu. Chính anh bốp có sáng kiến xui cậu nhảy tàu. Chính anh ấy thổi cái giấy của tớ vào cho cậu và cũng chính anh thuyết phục bạn anh cho chúng ta mượn con ngựa này. Sau hết, cũng chính anh ấy xoay cho ta một chiếc thuyền để sang Pháp vì chắc cậu biết nếu cậu đi tàu máy thì bị tóm ngay. Cậu thấy có bạn tốt có sướng không? Thế còn con Capi, ai có sáng kiến bắt nó đấy Tớ, nhưng anh bốp lại nghĩ ra cái việc nhuộm nó ra màu vàng để người ta không nhận ra. Trung tớ đã trộm nó ở tay lão cảnh sát Jerry. Lão Jerry thông minh, như ông quan tòa đã bảo ấy mà. Nhưng lần này thì lão ta không được thông minh cho lắm, vì lão để chúng tớ cuộm mất con Capi mà không biết. Thực ra thì chính con Capi đã làm hầu hết mọi việc khi nó đánh hơi thấy tớ, và lại anh bốp thì anh ấy biết hết thủ đoạn của bọn bắt trộm chó. Trần cậu ra sao rồi, khỏi rồi, nghĩa là gần khỏi, tớ không có thì giờ nghĩ đến nó xe cộ đi trên đường xá nước Anh không được tự do như ở nước Pháp. Ở đây từng chẳng có những trạm gác, muốn đi qua thường phải nộp một món tiền. Đến mỗi trạm, anh Bob lại bảo chúng tôi lặng im và đừng động đậy. Thế là những người gác cổng chỉ thấy chiếc xe trần cùng với một người đánh xe. Anh Bob nói với họ vài câu pha trò rồi đi qua. Với cây thuật vẽ mặt làm hề, anh đã cải dạng thành một nông dân khéo đến nỗi người quen biết anh nhất cũng không nhận ra khi nói chuyện với anh. Chúng tôi đi khá nhanh vì con ngựa chạy hay và anh bốp đánh xe giỏi. Tuy nhiên, cũng phải dừng lại để cho con ngựa thở một chút và cho nó ăn ít nhiều. Chúng tôi không nghỉ ở quán. Anh bốp cho dừng xe giữa rừng, cởi cương giảm cho con ngựa, lấy túi lúa trong xe chồng vào cổ nó. Đêm tối mịt, không lo bị lộ. Bây giờ tôi mới nói chuyện được với anh bốp và cảm ơn anh bằng vài lời xúc động. Nhưng anh không để tôi nói hết những tình cảm tràn ngập trong lòng anh siết tay tôi nói, chú đã giúp tôi, bây giờ đến lượt tôi giúp chú, có đi có lại. Và lại chú là anh em của Mattia, đối với cái chú bé ngoan ấy thì gì mà người ta không làm để giúp đỡ chứ. Tôi hỏi anh đã gần đến bến tàu hay chưa, anh đáp còn phải đi chừng hai tiếng nữa, cho nên phải vội lên, thuyền của anh anh đi ngày thứ bảy, đi sớm vì hình như thủy chiều lên sớm, mà hôm nay đã thứ sáu rồi. Chúng tôi lại lên ổ dơm. Chui vào dưới tấm bạc và con ngựa đã hồi sức lại tí nước đại vượt lên. Cậu có sợ không? Mattia hỏi. Cũng có, nhưng cũng không. Tớ rất sợ bị bắt lại, nhưng chắc là không đâu. Trốn đi không phải là thú nhận có phạm tội hay sao? Đó là điều dây dứt tớ nhất. Rồi sẽ trông cãi thế nào chứ? Chúng tớ cũng có nghĩ đến điều đó. Nhưng anh Bob cho là phải làm tất cả để cậu khỏi phải ra ngồi trên ghế bị cáo trước tòa đại hình. Đã ra đó dù có được trăng án đi nữa cũng buồn lắm. Tớ thì tớ chẳng dám nói gì cả vì sẵn có ý định đưa cậu về Pháp, tớ chỉ sợ cái ý định đó lái tớ làm sai. Cậu làm đúng, dù xảy ra gì nữa, tớ cũng chỉ biết ơn cậu và anh bố. Chẳng xảy ra gì đâu, cậu cứ yên tâm, khi tàu dừng lại thì viên cảnh sát làm báo cáo, nhưng họ tổ chức cho xong việc truy nã cũng còn lâu, trong khi đó thì chúng ta đã rông xa, và lại họ không thể biết chúng ta rời bến ở Little Hampton. Nếu người ta không đuổi theo chúng tôi thì đúng là chúng tôi sẽ xuống thuyền một cách yên ổn. Nhưng tôi không dám tin chắc như Mattia, rằng khi tàu dừng lại, viên cảnh sát còn phải mất thì giờ mới đuổi theo chúng tôi được. Cái nguy là ở đó và có thể nguy lớn, tuy nhiên dưới bàn tay cứng cáp của anh Bob, con ngựa vẫn tiếp tục phóng nước đại trên con đường vắng vẻ. Thỉnh thoảng thôi, chúng tôi mới gặp một đôi chiếc đi ngược chiều chứ không có cái nào vượt chúng tôi thôn xóm vắng lặng họa hoàn mới có một cửa sổ để lọt ánh sáng muộn màng chỉ mấy con chó chú ý đến xe chúng tôi và sủa đuổi theo lên khỏi một dốc thấp anh bốp dừng xe cho ngựa thở chúng tôi leo xuống áp tay trên mặt đất nghe ngóng ngay mattia tay nhạy hơn cả cũng không nghe thấy tiếng động gì khả nghi chúng tôi đi trong bóng tối và sự vắng lặng của cảnh đêm bây giờ thì hai đứa tôi nằm trong tấm bạt không phải để trốn con mắt thiên hạ nữa mà vì rét gió bấc lạnh đã thổi khá lâu rồi đưa lưỡi lên môi thấy có vị mặn thế là chúng tôi đã đến gần biển lát sau chúng tôi thấy một ánh đèn rất sáng ẩn hiện đều đều đó là một ngọn đèn biển chúng tôi đã đến đích anh bóp dừng ngựa cho đi bước một vào một con đường tắt rồi anh xuống xe bảo chúng tôi giữ ngựa đợi ở đấy anh phải đến xem thử anh anh còn ở bến không và đáp nhờ thuyền như thế có ngại gì không anh bốp vắng mặt sao mà lâu quá dài rằng giặc chúng tôi không nói chuyện gần đâu đây tiếng sóng vỗ bờ đều đều càng làm chúng tôi xúc động thêm mattia cũng run y như tôi nó thầm thì vì rét đấy có chắc vì rét không cái chắc là khi có một con bò hay một con cừu ở đồng cỏ hai bên đường chạm phải một viên đá hay một hàng dậu chúng tôi lại thấy rét hơn nghĩa là run nhiều hơn. Cuối cùng, chúng tôi nghe thấy tiếng chân người trên con đường anh bốp đã đi. Chắc là anh ấy trở về. Số phận tôi sắp quyết định đây rồi, anh bốp không đi một mình. Khi anh đến gần, chúng tôi thấy có người đi với anh. Người đó mặc một chiếc áo và rơi bằng vải dầu và đội một cây mũ len không vành. Anh bốp nói, anh mình đấy, anh ấy sẵn lòng cho hai chú đáp nhờ thuyền. Anh ấy sẽ đưa các chú đến bến chúng ta chia tay nhau ở đây thôi vì không cần để cho người ta biết là mình có đến đây tôi muốn cảm ơn anh bob nhưng anh bắt tay tôi để ngắt lời tôi anh nói đừng có nói làm gì cái việc ấy phải giúp nhau khi thì chú khi thì tôi thế thôi ngày khác chúng ta gặp lại nhau giúp được mattia là tôi sung sướng rồi chúng tôi đi theo người anh anh bob lát sau vào những phố vắng lặng trong thị trấn quanh co một lúc thì đến bờ kè gió biển phả vào mặt anh anh bốp không nói gì, đưa tay chỉ chiếc thuyền đã kéo buồn. Tôi hiểu đó là thuyền của anh. Mấy phút sau, chúng tôi đã ở trên thuyền. Anh đưa chúng tôi xuống một cái buồng con, bảo, hai tiếng nữa tôi mới nhổ neo. Các chú ở đây và cố giữ im lặng. Khi anh đã khóa cửa buồng, Mattia im lặng ngả vào lòng tôi và hôn tôi. Nó không run nữa. 21. Thuyền Thiên Nga Sau khi người anh anh bốp từ giã chúng tôi, chiếc tàu vẫn đậu yên lặng một thời gian nữa chỉ nghe tiếng gió lọt giữa đám cột buồm và tiếng sóng vỗ mạn tàu nhè nhẹ. Dần dần quang cảnh trở nên náo nhiệt, tiếng chân bước trên sàn tàu, tiếng dây dợ buông rơi, tiếng dòng dọc nghiến kèn kẹt, lại có cả tiếng xích sắt cuộn vào tháo ra. Cột trục neo xoay, một cánh buồm kéo lên, bánh lái cọt kẹt và chiếc tàu bỗng nghiêng về cạnh trái rồi dập dành, trồm lên, chúi xuống. Chúng tôi lên đường tôi thoát nạn, nhưng lúc đầu tàu dập dành từ từ và nhẹ thì sau dần trở nên nhanh và mạnh. Tàu vừa chui xuống vừa lắc lư, bất thình lình lại có những làn sóng dữ dội xô đến đập mạnh vào mũi tàu hoặc vào sườn tàu bên phải. Tôi nắm chặt tay Mattia và nói, thương Mattia quá, nó trả lời, chả sao đâu, cậu thoát nạn rồi, và lại tớ cũng đã nghĩ rằng thế nào rồi cũng phải đến nước này mà thôi. Trên xe, nhìn gió lay ngọn những cây to tơ đã nghĩ rằng trên mặt biển thế nào chúng ta cũng được nhảy múa. Đấy điệu múa đã bắt đầu, vừa lúc đó, cửa buồng mở, ông anh anh bốp bảo chúng tôi, ổn rồi, các anh có thể lên sàn tàu đấy. Matia hỏi lại, ở chỗ nào thì đỡ mệt hơn, nằm là tốt nhất, cảm ơn ông, vậy thì tôi xin nằm, và nó nằm duỗi dài trên ván. Ông thuyền trưởng nói thêm, chú nhỏ tập sự sẽ đem vào cho các anh những thứ cần thiết. Matia trả lời, cảm ơn ông chú ta đến được sớm sớm thì hay lắm, đã cảm thấy rồi à, từ lâu ấy chứ, tôi muốn ngồi lại bên nó, nhưng nó cứ bảo tôi lên sàn và nhắc lại, chả sao đâu, cậu thoát nạn rồi, ngoài ra thì mặc kệ nó chứ, có bao giờ tớ nghĩ say sóng mà lại được thú vị như thế này đâu, lên tới sàn tàu, tôi phải biếu chặt lấy một dây thừng lớn mới đứng vững được. Nhìn sâu vào trong đêm tối cũng chỉ thấy một mảng trắng xóa bọt sóng, trên đó con tàu nhỏ bé của chúng tôi dập dình lướt đi tròng trành như muốn đắm. Kỳ thực nó đâu có đắm, trái lại, nó nhô lên nhẹ nhàng, nhún nhảy trên đầu sóng, được nâng lên, được đẩy đi theo chiều gió Tây. Tôi quay nhìn lại đất liền, xa xa đèn trên cảng chỉ còn le lói như những đống lửa nhỏ trong bóng đêm. Nhìn chúng cứ yếu dần và theo nhau biến mất tôi thấy dễ chịu từ khi giã đất anh. Ông thuyền trưởng bảo tôi, gió thuận như thế này, chiều nay sẽ đến Isini khá sớm xuôi tàu Nhật thực quả là một chiếc tàu buồm cừ, dòng dã một ngày trời trên biển, hơn một ngày trời ấy chứ, tội nghiệp Mattia, thế mà nó lại vui thích được say sóng. Tuy vậy, cái ngày trời ấy rồi cũng trôi qua, tôi hết đi từ buồm lên sàn lại từ sàn xuống buồm. Có lần, hôn nói chuyện với ông thuyền trưởng, ông chỉ tay về phía tây nam cho tôi thấy một cây cột cao và trắng nổi bật trên nền trời lam nhạt. Đó là ba lơ, ông ta bảo. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ao xuống báo tin mừng cho Mattia, chúng ta đã thấy đất Pháp. Nhưng từ Ba đến Isigny, đường còn dài, tàu phải men dọc bán đảo Cô Tăng Tanh rồi mới vào cửa sông Vai và cửa sông A. -a. Tàu, nhật thực, cập bến Isigny muộn, ông thuyền trưởng vui lòng cho chúng tôi ngủ đỗ lại trên tàu. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi mới từ giã ông để lên đường, không quên cảm ơn ông đã có lòng tốt giúp đỡ. Ông thuyền trưởng bắt tay chúng tôi rất chặt và bảo, khi nào các cậu muốn trở về nước Anh thì cứ đến đây. Tàu, nhật thực, nhổ neo từ bến này vào ngày thứ ba hàng tuần, sẵn sàng đón các cậu. Gợi ý thật tốt bụng nhưng chúng tôi lại không còn lòng dạ nào muốn nhận. Mattia và tôi, đứa nào cũng có nhiều lý do để không vượt biển trở lại trong những ngày sắp tới. Đặt chân lên đất Pháp, Chúng tôi chỉ còn quần áo và nhạc cụ Mattia không quên đem theo cây thụ cầm tôi để lại trong liều anh bốp tối hôm đến quán cây sồi lớn. Còn xác thì vẫn nằm lại với tất cả tài sản chúng tôi trong xe hàng hóa nhà Driscoll. Điều này cũng làm cho chúng tôi lúng túng, chúng tôi không thể tiếp tục cuộc sống giang hồ của mình mà lại thiếu áo, thiếu bít tất, và nhất là thiếu bản đồ. May mắn sao, Mattia còn được 12 phở răng để dành, cộng vào đó còn phần chia với anh bốp. Và các bạn anh được 22 xy-linh, si 46, hay là 27 phở răng, thành một cây vốn sắp xỉ 40 phở răng. Kể cũng đã lớn đối với chúng tôi. Mattia đã định đưa tất cả món tiền ấy cho anh Bob để bù vào những chi phí tổ chức cứu tôi. Nhưng anh Bob không nhận một xu nhỏ nào. Anh trả lời, bạn bè giúp nhau ai lấy công bao giờ. Rời tàu, nhật thực, trước tiên chúng tôi đi tìm mua ngay một chiếc sắc nhà binh đã cũ, rồi mua luôn một cặp sơ mi hai đôi bít tất dài, một bánh xà phòng, một chiếc lược, chỉ khâu, cúp áo, kim và sau cùng là cái thứ cần thiết nhất hơn cả những đồ dùng cần thiết kia, đó là một tấm bản đồ nước Pháp. Bây giờ đã ở trên đất Pháp rồi, vậy thì phải đi đâu? Đi theo con đường nào? Đi theo phương hướng nào? Đó là vấn đề cứ xoắn lấy chúng tôi từ khi ra khỏi Isigny. Theo con đường đi bay, Matia nói về phần tớ thì chẳng phải chọn lựa gì hết tớ sẵn sàng đi đâu cũng được. Tớ chỉ muốn một điều, điều gì, đi dọc một con sông lớn, một con sông nhỏ hoặc một con kênh, bởi vì tớ mới nảy ra một ý kiến. Tôi không hỏi Mattia ý kiến của nó như thế nào nhưng nó cũng nói tiếp. Tớ thấy cần phải nói cho cậu hiểu rõ ý kiến của tớ. Khi Arthur ốm, bà Milligan cho nó đi dạo thuyền, và chính vì vậy mà cậu đã gặp nó trên thuyền thiên Nga. Nó khỏi rồi cơ mà, nghĩa là nó mới đỡ thôi hồi trước nó ốm thập tử nhất sinh ấy chứ và nó sống được là nhờ sự chăm sóc của mẹ nó bởi thế tớ mới nghĩ rằng muốn chữa cho nó khỏi hẳn bà milligan vẫn tiếp tục cho nó dạo thuyền trên các con sông lớn sông nhỏ kênh đào mà thuyền thiên nga có thể đi được vậy thì cứ theo những con sông như thế chúng ta sẽ có nhiều hy vọng gặp được thuyền thiên nga lấy gì mà nói rằng thuyền thiên nga còn ở pháp chẳng lấy gì cả Tuy nhiên phải thấy rằng thuyền thiên Nga không thể đi ra biển và ta có thể tin rằng nó chưa rời Pháp. Chúng ta có nhiều hy vọng tìm được nó, mà cho dầu chỉ có một tia hy vọng mong manh thì cậu cũng đồng ý là phải cố níu lấy chứ. Tớ thì tớ muốn rằng chúng ta đi tìm bà Milligan và nhất định là không nên bỏ lỡ bất cứ một khả năng gì để làm cho được việc ấy. Thế còn Lai, Alexi, Benjamin, Etienne, chúng mình sẽ gặp họ trong khi tìm bà Milligan chứ sao? thế là chắc chắn phải theo một con sông hoặc một con kênh giờ bản đồ tìm xem có con sông nào gần đây nhất đi tấm bản đồ trải rộng ngay trên bờ cỏ bên đường chúng tôi tìm xem con sông nào gần nhất sông sen mattia bảo nào thế thì ta đi theo sông sen sông sen chảy qua paris thì đã sao sao lắm chứ tớ đã nghe cụ vitalis nói rằng muốn tìm một kẻ nào thì người ta đến paris để kiếm kẻ đó nếu cảnh sát anh muốn lùng tớ vì cái vụ trộm ở nhà thờ xanh George thì tớ không thích họ tìm ra tớ chút nào. Nếu không thì nhọc công ra khỏi đất anh làm gì, cảnh sát anh có thể đuổi theo cậu sang tận đất Pháp ư. Ừ, tớ cũng chẳng biết nữa. Nhưng giả thiết như thế thì ta không nên đi Paris, vậy thì ta cứ theo sông Sen mà đi cho đến gần Paris thì rời nó, đi một quãng cho quá Paris sẽ trở lại với nó. Tớ cũng không muốn gặp Garofoli, tất nhiên, vậy thì cứ thế nhá dọc đường chúng ta sẽ hỏi những người thủy thủ những người kéo thuyền với cái mái hiên đặc biệt thuyền thiên nga không thể nhầm với bất cứ một chiếc thuyền nào khác và hẳn được mọi người chú ý nếu nó đi trên con sông sen nếu không tìm thấy nó trên sông sen ta lại tìm nó trên sông loa sông garon trên mọi con sông ở nước pháp và cuối cùng sẽ gặp nó thôi tôi không có lý lẽ gì để phản đối ý kiến mattia như vậy là chúng tôi sẽ đi về phía sông sen rồi ngược theo bờ sông lo liệu cho mình xong xuôi, chúng tôi phải lo ngay cho con Capi. Con Capi đã nhuộm vàng lông, đối với tôi không phải là con Capi nữa. Chúng tôi mua xà phòng mềm và khi gặp con sông đầu tiên chúng tôi thay nhau tắm rửa kỳ cọ thật kỹ cho nó. Thứ thuốc nhuộm của anh bóp quả là tốt, phải nhiều lần tắm rửa kỳ cọ xà phòng, phải hàng tuần hàng tháng sau, con Capi mới có được bộ lông ngày trước. Cũng may miền nóc mang đi này là đất sông ngòi cho nên ngày nào chúng tôi cũng có thể tắm rửa cho nó chúng tôi gặp sông sen ở labui qua một khúc đường ngoặt rợp bóng mát mà chúng tôi tới sau một ngày đường đứng trên đồi cao xanh cây mattia bỗng bắt gặp con sông sen ngay trước mắt cuộn một đường vòng rộng bao la quanh chúng tôi dòng nước lặng lẽ và hùng trắng chảy hiền hòa tấp nập những thuyền căng buồm trắng lốp và những tàu máy khói bay lên tận chỗ chúng tôi mattia hiểu rằng người ta sẽ rất thích thú được buông trôi theo dòng nước êm ả à này giữa những nội cỏ tươi mát, những cánh đồng xanh tốt và những dải rừng thẫm viền quanh con sông một màu lục. Nó bảo tôi nhất định bà Milligan đã cho đứa con trai ốm yếu của bà dạo thuyền trên sông Sen. Chúng ta sẽ biết rõ điều ấy thôi. Ta cứ xuống hỏi chuyện những người dân trong làng dưới kia. Tôi không hiểu rằng không dễ dàng gì hỏi chuyện được những người dân xứ nóc mang này. Ít khi họ trả lời chính xác và trái lại, thường tự họ còn hỏi lại người đã hỏi. Thế các anh muốn hỏi một chiếc, chào từ Le Aprer hay là một chiếc xuyền, từ Roang, nó là một chiếc xuông, nó là một chiếc đò, một chiếc xà lan hay một chiếc tam bản. Phải trả lời đầy đủ những câu lục vấn ấy, chúng tôi mới được biết rằng có thể là thuyền thiên nga chưa bao giờ đi qua La Bui hoặc có đi qua thì cũng vào ban đêm, cho nên chẳng ai trông thấy nó cả. Từ La Bui chúng tôi tiến về Roang và tiếp tục tìm kiếm, nhưng cũng không có kết quả. Ở Elves cũng chẳng ai biết đến thuyền thiên Nga, ở Pozos, nơi đây có cống chắn, nhất định người ta phải để ý đến tàu thuyền đi qua, vậy mà cũng chẳng biết gì hơn. Không nản lòng, chúng tôi cứ đi tới gặp ai cũng hỏi, nhưng không hy vọng gì lắm bởi vì thuyền thiên Nga không thể nào đi từ một địa điểm trông tranh giữa chừng. Nhưng đã không bắt gặp dấu vết nó, nhất thiết chúng tôi phải đi tới Paris, hoặc nói đúng hơn, thì quá Paris nữa. Chúng tôi đâu chỉ có dạo bước để tiến nhanh trên đoạn đường dài. Chúng tôi còn phải kiếm ăn hàng ngày nữa, cho nên đã phải mất 5 tuần lễ để đi từ Isigny đến Sarangtong. Đến đây một vấn đề nảy ra, cứ tiếp tục theo sông Sen hay là phải rẽ sang sông Magne. Đó là điều tôi luôn băn khoăn mỗi lúc mở bản đồ tìm đường, nhưng vẫn chưa tìm được lý lẽ xác đáng để chọn đường này hay đường khác. May mắn sao, tới Sarangtong thì không còn phải phân vân nữa. Ở đây lần đầu tiên chúng tôi được nghe trả lời có thấy một chiếc thuyền giống thuyền thiên nga một chiếc du thuyền có mái hiên matia sung sướng đến nỗi nhảy múa ngay trên bến thế rồi đột nhiên nó ngừng điệu múa vớ lấy vĩ cầm cuống cuồng kéo một hành khúc chiến thắng trong khi đó tôi tiếp tục hỏi chuyện người thủy thủ đã vui lòng trả lời cho chúng tôi không còn nghi ngờ nữa đúng là thuyền thiên nga rồi khoảng hai tháng trước nó có qua sarangtong trong khi ngược sông sen hai tháng, nó bỏ xa chúng tôi ghê gớm. Nhưng lo gì, cứ đi hoài, rồi cũng sẽ đuổi kịp, mặc dù chúng tôi chỉ có hai cặp giò, còn nó thì lại đi bằng vó của một cặp tuấn mã. Kể gì thời gian, điều căn bản, điều lạ lùng, điều kỳ diệu ở đây là đã tìm thấy chiếc thuyền thiên Nga. Matia reo lên, ai đúng nào, tôi cũng muốn mạnh dạn thú thật rằng tôi cũng hy vọng tràn trì Nhưng tôi vẫn không nói trắng ra, dù chỉ với riêng mình những ý kiến, những tưởng tượng điên rồ làm bốc đầu óc tôi. Bây giờ thì không còn mất công dừng lại hỏi nữa, thuyền thiên Nga đã ở phía trước, chỉ còn việc ngược sông Sen. Nhưng đến More, nơi sông Lâu Hinh đổ vào sông Sen, phải hỏi nữa. Thuyền thiên Nga vẫn ngược sông Sen, đến Montero lại phải hỏi nữa, tới đây, thuyền thiên Nga đã bỏ sông Sen rẽ vào sông Nhôn. Tới ngã ba sông Nhôn và sông Amangson, thuyền thiên Nga vẫn ngược sông Nhôn. Vậy là tôi sẽ đi qua đi sai và ghé thăm Lai. Like. Tự em, em sẽ nói cho chúng tôi biết về bà Milligan và về Arthur. Từ khi chúng tôi chạy theo thuyền thiên Nga thì chúng tôi không bỏ ra nhiều thì giờ để biểu diễn nữa. Là một nghệ sĩ cần cù, Capi không hiểu tại sao chúng tôi vội vội vàng vàng như thế. Tại sao không để cho nó ngoạm cây Âu, ngồi trịnh trọng trước những vị khán giả không sốt sắng cho tay vào túi móc tiền ra kia chứ? Phải biết chờ mới được. Nhưng mà chúng tôi không chờ nữa, bởi vậy tiền thu nhập sụt đi, đồng thời số còn lại cũng mòn dần. Đã không dành để được gì thêm, chúng tôi còn tiêu thêm vào vốn. Nhanh nhanh lên, Mattia bảo, đi mau cho kịp thuyền thiên nga. Cũng như nó, tôi dục, nhanh nhanh lên, không tối nào chúng tôi kêu ca mệt nhọc, dù chặng đường đi hôm đó có dài bao nhiêu. Ngược lại, chúng tôi nhất trí đến hôm sau phải dậy đi cho thật sớm. Mattia ham ngủ, nó thường nhắc tôi phải đánh thức tao dậy, nghe không? Khi tôi đánh thức nó thì nó đứng lên ngay, chúng tôi dè sẻn, giảm bớt ăn tiêu. Trời đang tiết nóng, Mattia tuyên bố kiêm thịt vì, tiết hè, ăn thịt không lợi cho sức khỏe. Mỗi bữa hai đứa chỉ ăn một miếng bánh mì, cùng với một quả trứng luộc bẻ đôi hoặc là một chút bơ. Và chỉ uống nước, mặc dù đương ở xứ rượu vang. Chúng tôi chả thiết gì, tuy nhiên, cũng có lúc Mattia nổi cơn thèm ăn. Nó nói, mình ước bà Milligan vẫn còn mướn cái chị làm bếp cũ. Cái chị làm bếp đã làm cho cậu những chiếc bánh kẹp nhân mứt ấy mà. Cái thứ bánh kẹp nhân mứt đào thì phải biết là ngon nhé. Cậu đã được nếm bao giờ chưa? Tớ được ăn bánh quay vạc nhân táo chứ chưa được ăn bánh kẹp nhân đào. Có điều tớ đã trông thấy, những cái gì nho nhỏ mà trắng dính trên mứt vàng là cái quái gì thế? Hạnh nhân, chào ôi, và Mattia há miệng như để nuốt cả một chiếc bánh kẹp từ Do Nhi đến Oxer, sông luôn quanh co nhiều khúc, nhờ thế đi trên đường cây lớn, chúng tôi cũng rút ngắn được một ít thời gian so với thuyền thiên Nga. Nhưng từ Oxer, chúng tôi lại bị chậm lại như trước vì trên dòng con kênh Nhi Vân Nây êm à, thuyền đi khá nhanh, gặp mỗi công nước, chúng tôi đều biết được tin tức nó, bởi vì trên con kênh này sự qua lại không đến nỗi nhộn nhịp. Ai mà không để ý đến thuyền thiên Nga, nó chẳng giống mấy chút những chiếc thuyền thường ngày vẫn thấy chẳng những người ta nói cho chúng tôi biết về thuyền thiên nga mà còn nói cả về bà Milligan, một bà người Anh rất phúc hậu và về Arthur, một chú bé suốt ngày nằm dài trên một cái giường kê trên sàn, dưới mái hiên đầy dây leo hoa lá, đôi khi cũng có ngồi dậy. Vậy là Arthur đã khá hơn, chúng tôi tiến đến gần đi sai, còn hai ngày đường rồi một ngày, rồi chỉ còn mấy giờ nữa. Cuối cùng thì nhìn thấy những khu rừng mùa thu trước chúng tôi nô đùa với lai, cây cống sông đào và cái nhà nhỏ của cô Catherine. Không ai bảo ai, hai đứa cùng rào bước đi nhanh. Nói cho đúng thì không phải là đi nữa, mà chạy. Con Capi cùng nhận ra cảnh cũ, phi lên trước. Nó chạy đi báo cho Lai biết chúng tôi đến, Lai sắp đi đón chúng tôi đây. Nhưng chúng tôi không thấy Lai ở trong nhà đi ra, chỉ có Capi quầy quả chạy trở lại như bị đuổi đánh. Chúng tôi dừng chân tức khắc và tự hỏi thế là nghĩa thế nào? Gì đã xảy ra ở đấy? Câu hỏi ấy, hai chúng tôi không ai nói ra, và chúng tôi lại tiếp tục đi lên. Capi đã trở lại bên chúng tôi, nó đi liền theo sau gót chúng tôi, dáng tiêu nhiều. Một người đàn ông đang điều khiển chiếc cửa cống, không phải người chú của Lai. Chúng tôi đi thẳng đến nhà, một người đàn bà lạ đương lăng xăng trong bếp. Chúng tôi hỏi, chúng tôi hỏi bà Surius, bà ấy nhìn chúng tôi một lúc trước khi trả lời, y như là chúng tôi đã hỏi bà một câu vô lý. Mãi bà ta mới nói, bà ấy không ở đây nữa. Thế bà ấy ở đâu? Ở Ai Cập, chúng tôi sửng sốt nhìn nhau. Ở Ai Cập, chúng tôi không biết rõ Ai Cập là xứ nào, ở phương nào, nhưng cảm thấy lờ mờ là xa, xa lắm, cách mấy trùng dương. Thế còn Lai, bà biết Lai chứ? Ôi già, Lai xuống thuyền đi với bà người Anh, Lai trên thuyền thiên Nga. Chúng tôi mơ chăng, bà ấy giúp cho chúng tôi thấy là đang ở trong hoàn cảnh thực. Bà hỏi, anh là Remy ư? Vâng, à, thế thì khi bác Surius chết đuối, chết đuối, chết đuối ở cống sông đào. Ồ, anh biết đâu rằng bác Surius ngã xuống nước, vướng dưới một chiếc xà lan và bị mắc vào một cái đanh. Ấy cái nghề nghiệp của chúng tôi nó thường dẫn đến như vậy đấy. Khi bác Surius chết đuối, bác Catherine thật bối rối, mặc dù bác ấy là một người đàn bà đảm, nhưng biết làm sao bây giờ không có tiền thì không thể bữa hôm bữa mai làm ra tiền được, mà quả thật bác ấy túng. Một bà lớn xưa kia bú sữa bác, bây giờ gọi bác sang Ai Cập làm vú nuôi cho con bà ấy, như thế cũng được đi một điều. Nhưng cái vướng mắc là ở con cháu của bác, cô bé Lai kia. Bác đang loay hoay không biết làm thế nào thì một buổi chiều nọ, có một bà người anh đưa con đi chơi dừng lại ở cổng này. Hai bên chuyện vãn, và rồi cái bà người anh bà ấy đang muốn tìm một đứa trẻ để bầu bạn với con bà vì cậu ấy sống một mình trên thuyền cũng buồn bà ấy bảo giao con lai like cho bà bà hứa sẽ chăm lo cho nó chạy chữa cho nó cuối cùng gây dựng cho nó nên người cái bà ấy phúc đức quá rõ là dịu dàng hào hiệp đối với kẻ khó bác Catherine nhận lời rồi thì lai like xuống thuyền với bà người anh còn bác Catherine soạn sửa lên đường đi Ai cập ông nhà tôi thay thế cho bác Surius đấy trước khi đi con bé lai nó câm nhưng thầy thuốc bảo có lẽ một ngày kia nó sẽ biết nói con bé lai nhờ cô nó bảo tôi thuật lại tất cả những việc ấy cho anh biết nếu anh đến thăm nó như vậy đó tôi choáng váng không nói được một lời mattia vẫn tỉnh táo hỏi thế thì thưa bà cái bà người anh ấy đi đâu xuống miền nam nước pháp hoặc là sang thụy sĩ đáng lẽ con lai phải nhờ người ta viết thư cho tôi nói rõ địa chỉ để tôi mách lại với anh nhưng tôi chả nhận được thư nó. chương 21, đã đẹp nói thật, tôi mãi đứng ngẩn người ra đấy thì Mattia đã làm những việc cần thiết mà tôi không nghĩ tới. Nó nói, thưa bà, chúng cháu rất cảm ơn bà, rồi nó đẩy nhẹ tôi ra khỏi nhà bếp lên đường, ta đi lên đi thôi. Giờ chúng ta không chỉ đuổi theo Arthur và bà Milligan mà thôi, chúng ta còn đuổi theo Lai nữa. Tốt quá, nếu không, chúng ta còn phải mất thì giờ ở Droisy. Chứ còn như bây giờ thì chúng ta có thể đi thẳng một mạch. Ấy mới thật là hay. Chúng mình đã gặp rủi nhiều, từ nay thì gặp may đây. Gió đã đổi chiều rồi mà, ai biết được chúng mình sẽ còn gặp bao nhiêu chuyện lý thú nữa. Chúng tôi lại tiếp tục đuổi theo thuyền thiên Nga, không bỏ lỡ giờ phút nào, chỉ dừng lại để ngủ hoặc biểu diễn kiếm ít xu. Đến đi sai là nơi sông đào Ni vừa nay đổ ra sông Loa, chúng tôi hỏi thăm thuyền thiên Nga, nó đã đi theo sông ngang chúng tôi đi theo sông ngang rồi lên sông giữa, theo bản đồ, nếu từ Charon chúng tôi đi trách thẳng tới Macon thì tránh được một đoạn đường vòng vèo và rút được nhiều ngày đường. Nhưng như thế thì hơi phiêu lưu, sau khi bàn bạc kỹ, không đứa nào muốn cả, bởi vì dọc đường thuyền thiên Nga có thể đổ lại và chúng tôi sẽ bỏ nó lại sau mà không biết. Đã thế thì phải quay trở lại, tưởng lợi thời gian hóa ra mất thêm chưa biết bao nhiêu. Rồi chúng tôi đi xuôi sông Saon cho đến thành phố Lyon đến đây thấy có một điều khó nghĩ thực sự thuyền thiên nga đi xuôi sông rôn hay đi ngược nói cách khác bà milligan đã xuống miền nam nước pháp hay qua thụy sĩ rồi thuyền bè đi lại như mắc cười trên sông rôn và sông sa ôn người ta có thể không nhìn thấy chiếc thiên nga chúng tôi hỏi thăm rất nhiều bác lái thuyền và thủy thủ trên sông hỏi cả những người ở trên bờ cuối cùng chúng tôi biết chắc rằng bà milligan đã qua thụy sĩ thế là chúng tôi đi ngược sông rôn mattia nói từ thụy sĩ người ta đi italy đây lại là một dịp may nữa nếu chúng mình đuổi theo bà milligan mà phải đi mãi đến tận luca thì em christina sẽ vui mừng biết bao nhiêu tội nghiệp mattia thân yêu nó giúp tôi tìm những người thân còn tôi thì chẳng làm gì để nó được hôn em nó từ lyon trở đi chúng tôi rút dần quãng cách với thuyền thiên nga bởi vì sông rôn chảy xiết thuyền không đi ngược dòng dễ dàng như trên sông sen đến Kulos thì thuyền thiên Nga chỉ còn đi trước chúng tôi 6 tuần. Tuy thế, do bản đồ, tôi ngờ rằng khó đuổi kịp nó trước khi sang Thụy Sĩ. Tôi có biết đâu thuyền bè không thể đi ngược sông Rhone mà đến Geneva. Chúng tôi lại cứ tưởng tượng rằng bà Milligan vẫn ngự thuyền thiên Nga ngoạn cảnh Thụy Sĩ, mà chúng tôi thì lại không có bản đồ Thụy Sĩ. Chúng tôi đến Sisal. Sisal là một thành phố nằm vắt ngang trên sông, có một chiếc cầu treo nối liền hai bờ. Chúng tôi đến bờ sông, thì lạ lùng biết bao nhiêu, từ xa tôi đã nhận thấy hình như là chiếc thiên nga. Chúng tôi chạy đến, đúng là hình dáng của nó, đúng là nó rồi, nhưng sao nó có vẻ một chiếc thuyền bỏ không như thế. Nó được neo cứng phía sau một hàng rào bảo vệ, trên thuyền đóng cửa im ỉm, ngoài hiên không có hoa. Việc gì đã xảy ra vậy? Arthur có làm sao không? Chúng tôi dừng lại, tìm đau thắt vì hãi hùng, nhưng đứng im như vậy là hèn nhát, cần phải xông lên phải tìm hiểu cho rõ. Chúng tôi hỏi thăm một người, chính lại là người được giao cho coi sóc thuyền thiên Nga, và được người ấy vui lòng trả lời. Cái bà người anh sống trên thuyền với hai con, một trai què liệt, một gái câm, bà ấy hiện nay ở Thụy Sĩ. Bà rời thuyền vì thuyền không ngược dòng sông xa hơn nữa. Bà ấy cùng hai con đi xe ngựa, cùng với một chị hầu gái. Những người tôi tớ khác chờ hành lý đi sau, mùa thu bà sẽ trở về thuyền xuôi dòng sông rôn đến biển và chú ở miền nam trong mùa đông chúng tôi thở ra khoan khoái tất cả những lo ngại của chúng tôi đều vô lý đáng lẽ nghĩ đến chuyện tốt chúng tôi lại nghĩ ngay ra chuyện xấu mattia hỏi hiện nay bà ấy ở đâu bà tìm thuê một cái nhà nghỉ mát trên bờ hồ geneva về phía vơ nhưng tôi không biết rõ chỗ nào bà sẽ nghỉ hè ở đó nào đi vơ thôi đến geneva chúng tôi sẽ mua một bản đồ thụy sĩ và nhất định chúng tôi sẽ tìm ra cái thị trấn hoặc cái làng vơ vê đó bây giờ thuyền thiên nga không chạy đi đằng trước chúng tôi nữa và bà milligan lại nghỉ hè ở một cái nhà mát cho nên chắc chắn là chúng tôi sẽ tìm thấy chỉ phải mất công tìm thôi từ seashell si ra đi được 4 ngày thì chúng tôi đến vùng tiếp cận vơ vê và tìm kiếm ở đấy từ mặt nước hồ xanh biếc lên các triển núi thoai thoải cây cối xanh tốt vô số nhà nghỉ mát nối tiếp nhau riêng dáng bà Milligan, Arthur và Lai ở cái nhà nào trong số đó. Cuối cùng chúng tôi đến vơ vê, cũng vừa kịp vì túi tiền chúng tôi chỉ còn ba xu, và giày thì không có đế nữa. Vơ vê không phải là một thôn nhỏ như lúc đầu chúng tôi mường tượng. Đó là một thị trấn còn hơn một thị trấn bình thường vì dính với nó có cả một loạt phố ngoại ô và thôn xóm. Còn như hỏi bà Milligan hay hỏi một bà người anh có con trai ốm kèm một cô bé gái câm, thì chúng tôi thấy ngay rằng không có thực tế trong thị trấn vơ vê và trên bờ hồ người anh đàn ông cũng như đàn bà cũng đông như tại một thành phố nghỉ mát quanh vùng lông đơ vậy tốt hơn hết là tự mình đi dò đi lượn xem tất cả những ngôi nhà có người nước ngoài ở cái đó không khó lắm chúng tôi chỉ việc đi biểu diễn khắp các đường phố chúng tôi đã đi khắp vơ vê trong một ngày và thu được một món tiền lớn ngày trước khi chúng tôi cần cóp nhặt để mua bỏ hay mua búp bê cho Lai like, thì một món tiền như thế đủ làm chúng tôi sung sướng cả buổi tối. Nhưng bây giờ chúng tôi không chạy theo tiền, chúng tôi chưa tìm thấy tăm bóng bà Milligan. Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục lùng tìm ở vùng lân cận. Chúng tôi cứ việc nhằm trước mắt mà đi tới, mỗi khi thấy có một cây nhà đẹp là dạo đàn ngay trước cửa sổ, dù cửa mở hay đóng. Tuy thế tối hôm đó chúng tôi trở về không, như tối hôm trước. Ấy vậy mà chúng tôi đã đi từ hồ lên núi và từ núi xuống hồ, chăm chú nhìn quanh, thỉnh thoảng gặp được người nào đôn hậu thì lại hỏi thăm, tin rằng họ sẵn sàng nghe chúng tôi hỏi và trả lời. Ngày hôm đó, chúng tôi nhận được hai tin vui hụt vì đã được trả lời rằng mặc dù không biết họ tên, người ta cũng biết chắc chắn người đàn bà mà chúng tôi hỏi. Lần đầu, một người chỉ cho chúng tôi tìm đến một ngôi nhà sàn bằng gỗ dựng trên sườn núi. Lần sau một người khác nói chắc với chúng tôi là bà ấy ở trên bờ hồ đúng là những bà người anh đến nghỉ trên bờ hồ và trên sườn núi nhưng đâu phải bà milligan sau khi thăm dò cẩn thận vùng vơ vê chúng tôi đi xa hơn một tí về phía clarion và mông trưa tuy có bực dọc vì tìm tòi không kết quả chúng tôi vẫn không chút nản trí hôm nay không thành công thì hẳn ngày mai phải thành công khi thì chúng tôi đi trên những đường lớn hai bên có tường khi thì lần theo những lối mòn giữa các vườn nho vườn cây ăn quả khi thì bước trên những con đường nhỏ dưới bóng mát những cây rẻ rất to vòm lá rẻ ngăn đón cả không khí và ánh sáng cho nên dưới bóng nó chỉ có rêu mịn như nhung đi ít bước lại gặp một cánh cổng sắt hoặc gỗ nhìn qua các chấn xong thì thấy những lối đi trong vườn dài cát rất cẩn thận các con đường ấy uốn lượn quanh những bồn cây cảnh và hoa khuất trong cành lá là một ngôi nhà sang trọng hoặc là một nếp nhà con duyên dáng phủ đầy những dây leo. Dù nhà lớn hay nhà con, hầu hết đều có vọng đình, 47, giữa lùm cây, dựng rất đúng chỗ để trông ra cảnh hồ rực rỡ giữa cái khung những núi sẫm vây bọc xung quanh hồ. Những cái vườn này thường làm khổ chúng tôi, nó bắt buộc chúng tôi phải đứng xa nhà cửa, và người trong nhà sẽ không nghe được nếu chúng tôi không đàn hát hết sức hết hơi. Ngày nào cũng như thế, từ sớm đến chiều, chúng tôi mệt ngoài đi. Một buổi chiều nọ, chúng tôi tổ chức cuộc hợp tấu kiểu ấy, hướng về cái cổng chấn song trước mặt, chứ không chú ý đến bức tường sau lưng. Tôi vừa gào xong đoạn đầu bài dân ca thành Nepal, sắp bắt đầu sang đoạn thứ hai thì bỗng nghe có tiếng reo đằng sau lưng. Rồi có người hát tiếp đoạn thứ hai, hát khe khẽ, giọng nghe rất lạ. Tôi đành làm chàng trai bán nước, để lân la, may lọt mắt nàng, tiếng ai hát thế nhỉ, a à thơ chăng. Mattia hỏi, nhưng không, không phải Arthur, tôi nhận ra không phải giọng nó. Nhưng con Capi thì cứ khịt hơi và nhảy trồm trồm vào tường, tỏ vẻ vui mừng hết sức. Không dàn được nữa, tôi hét, ai hát đó. Có tiếng đáp, Remy, người ta không trả lời mà lại gọi tên tôi. Hai chúng tôi đứng ngẩn, nhìn nhau, trong lúc chúng tôi ngây dại nhìn nhau như thế thì đằng sau Mattia, ở phía cuối tường, bên trên một hàng rào thấp, một chiếc khăn tay trắng phất phất trước gió chúng tôi lao lại phía ấy. Đến hàng rào, chúng tôi mới trông thấy cái người đã đưa khăn tay lên vậy. Đó là Lai, rốt cuộc, chúng tôi đã tìm thấy em, và cùng với em, bà Milligan và Arthur. Nhưng ai hát mới được chứ? Đó là câu hỏi đầu tiên mà Mattia và tôi đồng thanh hỏi em, sau khi bớt xúc động đã nói được nên lời. Em, Lai đáp, thế là Lai hát và Lai nói, tôi đã nghe nói hàng nghìn lần rằng một ngày kia Lai sẽ nói được rất có thể do kích thích của một cảm xúc mạnh. Nhưng tôi không tin, thế mà việc ấy này đã thành sự thật. Em đã nói được, điều kỳ diệu đã diễn ra. Em cảm kích mạnh là vì nghe tôi hát, là vì thấy tôi trở về bên em trong khi đã tưởng tôi đi biệt tâm biệt xứ. Nghĩ đến đó thì chính tôi cũng cảm động mạnh đến nỗi phải biếu vào một cành cây nơi hàng rào. Nhưng lúc này không phải là lúc buông xuôi theo tình cảm. Tôi hỏi, bà Milligan đâu, Arthur đâu? Lai mấp máy môi trả lời, nhưng không thành tiếng. Bực mình, em bèn dùng tay ra hiệu để tôi hiểu nhanh hơn vì lưỡi em và trí óc chưa quen sử dụng ngôn ngữ. Tôi dùng mắt theo dõi lối diễn đạt ấy, còn Mattia thì chưa nghe hiểu được. Bây giờ, qua khúc ngoặt của một con đường trồng cây, một cái xe nhỏ đang đi tới. Chiếc xe dài, do một người giúp việc đẩy Arthur nằm dài trong xe, sau đó là mẹ nó và tôi trồng tới để nhìn cho rõ, và ông James Milligan tức khắc tôi ngồi thụp xuống sau hàng rào và hấp tấp dục mattia ngồi xuống chứ không kịp nhớ ra rằng ông james không biết mặt mattia qua phút hoảng sợ ban đầu tôi nghĩ ra rằng lai chắc phải kinh ngạc lắm về cái việc chúng tôi vụt biến đi tôi tiễn chân lên một tí bảo nhỏ em đừng để cho ông james milligan trông thấy anh nếu thấy ông sẽ xua anh về nước anh mất em hoảng sợ đưa tay lên trời tôi nói tiếp đừng làm gì đừng nói gì về hai anh sáng mai Chín giờ hai anh sẽ trở lại nơi này. Em cố sắp xếp để ra một mình thôi. Bây giờ thì em đi đi. Lai like do dự. Em đi đi. Anh văn em. Nếu không thì nguy cho anh đấy. Chúng tôi nói xong thì lần vào sau tường và cứ men tường mà chạy đến vườn nho để nấp kín trong ấy. Ở đấy chúng tôi reo cười sung sướng một lát rồi bàn bạc với nhau thỏa thuận về những việc cần làm. Mattia nói. Cậu biết không? Tớ không muốn chờ đến mai mới gặp bà Milligan. Từ nay, đến lúc ấy có thể ông james milligan sẽ giết arthur mất tớ sẽ đến gặp bà milligan ngay và nói cho bà ấy biết tất cả cái gì chúng mình biết ông james chưa trông thấy tớ bao giờ cho nên ta không ngại ông ấy nghĩ đến cậu và gia đình driscoll rồi thì bà milligan sẽ định đoạt những gì chúng ta cần làm sau đó rõ ràng là ý kiến của mattia có phần hợp lý vì vậy tôi để cho nó đi hẹn sẽ gặp nhau trong lùm rẻ ở gần đó ở đấy giả sử ông james milligan có đến thì tôi có chỗ trốn dễ dàng tôi nằm trên thảm cỏ rêu đợi mattia về đợi lâu lắm tôi tự hỏi hàng chục lần mình có lầm không cho đến khi mattia trở về có cả bà milligan đi theo tôi chạy ra đón bà và nắm tay bà đưa mà hôn nhưng bà ôm tôi vào lòng và cúi xuống hôn lên trán tôi âu yếm lần này là lần thứ hai bà hôn tôi lần trước hình như bà không ôm tôi vào lòng như thế bà kêu tội nghiệp thằng bé yêu quý bà đưa mấy ngón tay trắng trẻo mềm mại vén tóc tôi lên và nhìn tôi rất lâu bà nói thầm phải phải rồi tôi chắc là bà giải đáp một câu hỏi gì thầm kín trong ý nghĩ nhưng trong lúc xúc động không tài nào tôi đoán ra tôi cảm thấy đôi mắt bà mơn trớn vuốt ve tôi tôi sung sướng quá không nghĩ đến gì xa hơn cái hạnh phúc hiện tại đó mắt không rời tôi bà nói cháu ạ bạn cháu có thuật với tôi nhiều điều hết sức quan trọng bây giờ đến lượt cháu cháu hãy vui lòng kể lại cho tôi nghe tất cả những gì dính dáng đến việc cháu ở với gia đình briscoe và việc ông james milligan tới thăm hỏi ở đấy tôi thuật những việc bà hỏi bà chỉ ngắt lời khi cần hỏi cho rõ thêm một vài chi tiết quan trọng chưa bao giờ người ta chăm chú nghe tôi đến thế đôi mắt bà không lúc nào rời mắt tôi khi tôi kể xong bà nín lặng một lúc lâu nhưng vẫn nhìn tôi Cuối cùng bà nói những việc này hết sức quan trọng đối với cháu, với tất cả chúng ta, cho nên chúng ta phải hành động thận trọng và chỉ hành động sau khi hỏi ý kiến những người thông thạo có thể hướng dẫn chúng ta. Nhưng trong khi chờ cho đến lúc ấy thì cháu hãy tự coi như là bầu bạn, là bạn thân bà ngập ngừng một chút như là anh em của Arthur. Cháu và chú bạn nhỏ của cháu ngay từ hôm nay phải rời bỏ nếp sống khốn khổ của các cháu đi. Hai giờ nữa các cháu sẽ tới Terry hỏi khách sạn Anper. Ở đấy sẽ có người tin cậy của tôi thuê buồng trọ cho hai cháu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó, bây giờ tôi cần phải về đã. Bà hôn tôi lần nữa, đưa tay cho Mattia bắt, rồi vội vàng quay đi. Tôi hỏi Mattia mày đã kể gì với bà Milligan thế? Tất cả những điều bà vừa nói với mày và còn nhiều điều khác nữa. Ôi chao, cái bà mới tốt người, tốt bụng làm sao? Thế còn Arthur, mày có trông thấy nó không xa xa thôi nhưng cũng đủ để nhận thấy nó có vẻ là một chú bé ngoan tôi hỏi thêm mattia nhưng nó tranh chớ không trả lời hoặc trả lời chệch đi rồi thì chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau cho đến giờ đi khách sạn Anper. theo lời dặn của bà milligan một người giúp việc vận áo đen thắt cả vạt trắng ra đón tiếp chúng tôi mặc dù chúng tôi mang những bộ quần áo tồi tàn của những nhạc sĩ đầu đường xó chợ cái buồng của chúng tôi mới đẹp làm sao buồng kê hai chiếc giường trắng mở các cửa sổ thì nhìn thấy một cái hiên nhô trên mặt hồ từ đấy đứng trông ra cảnh đẹp như kỳ quan khi chúng tôi tôi ngắm cảnh trở về buồng thì người giúp việc còn đứng im ở đấy đợi chúng tôi sai bảo anh hỏi chúng tôi muốn dùng bữa tối thế nào để anh bảo dọn ra hiên mattia hỏi anh có bánh mứt chứ bánh mứt đại hoàng bánh mứt dâu bánh mứt hồ quân thế thì anh dọn cho chúng tôi cả ba chứ hẳn rồi còn món khai vị Món vịt quay, rau củ, các cậu dùng gì? Cứ người ta nhắc đến món gì Mattia lại mở tròn đôi mắt, nhưng nó chẳng hề bối rối. Nó phán, gì cũng được, tùy anh." Người hầu phòng trịnh trọng lui ra, Mattia nói, "Tớ nghĩ rằng ở đây chúng mình sẽ ăn uống khá hơn ở nhà Driscoll. Hôm sau, bà Milligan đến thăm chúng tôi, cùng đi với bà có bác thợ may và một chị coi việc khăn áo. Họ đo người chúng tôi để may áo quần." bà milligan bảo em lai đang tiếp tục tập nói và thầy thuốc đã xác nhận em lành bệnh bà ở chơi với chúng tôi một tiếng đồng hồ sau đó hôn tôi âu yếm bắt tay mattia rồi ra về bà đến như thế bốn hôm liền mỗi lần đến càng yêu thương càng chiều mến tôi hơn tuy thế hình như vẫn có gì vương vướng có vẻ như bà không muốn buông xuôi theo tình cảm bộc lộ tình cảm ngày thứ năm bà không đến mà cho chị hầu phòng đến chị hầu phòng ngày trước tôi đã gặp trên thuyền thiên Nga. Chị nói bà Milligan đang đợi chúng tôi ở nhà, và ở cổng khách sạn đã có xe chờ đón chúng tôi đi. Một chiếc xe không mui, sang trọng, Mattia lên xe không chút ngạc nhiên, cứ đàng hoàng y như từ thuở bé nó vẫn lên xe xuống ngựa. Capi vịnh thế, nó leo lên ngồi trên một chiếc gối lót, không chút ngượng ngùng. Đường đi ngắn, tôi thấy hình như rất ngắn, vì tôi đang đi trong xứ mộng, đầu óc tràn đầy những ý nghĩ viển vông người ta đưa chúng tôi vào một phòng khách ở đấy có bà milligan có arthur đang nằm trên trường kỳ và lai arthur giang hai tay ra đón tôi tôi chạy đến ôm hôn nó rồi hôn lai nhưng bà milligan thì lại hôn tôi bà nói mãi này mới đến lúc anh trở về vị trí của anh tôi nhìn bà để hỏi xem ý nghĩa câu ấy thì bà đã lại mở một cánh cửa má barberin bước vào tay ôm những quần áo trẻ con một áo choàng bằng cashmere trắng, một mũ ren, một đôi bít tất dệt. Má vừa đặt những thứ ấy lên bàn thì tôi đã ôm chầm lấy má. Trong khi ấy, bà Milligan truyền lệnh gì cho người giúp việc, tôi không nghe rõ, chỉ thấy có nói đến tên ông James Milligan. Tôi xanh mặt, bà nhẹ nhàng bảo tôi, anh không việc gì phải sợ, trái lại anh đến bên tôi đây và đặt tay anh vào tay tôi. Cửa phòng khách mở, ông James Milligan hiện ra với nụ cười bầy hàm răng nhọn hoắt chợt thấy tôi nụ cười tức khắc biến thành một cái nhăn mặt dễ sợ bà milligan không để cho ông ta lên tiếng bà nói chậm rãi giọng run run tôi cho mời chú để giới thiệu với chú thằng con trường của tôi mà mãi đến nay tôi mới may mắn tìm lại được bà siết chặt tay tôi nó đây nhưng chú đã biết nó rồi bởi vì chú đã đến thăm nó ở nhà tên đánh cắp nó để tìm hiểu sức khỏe của nó thế nghĩa là thế nào ông jim nói mặt mày biến sắc, cái tên đó ngày nay đã vào tù vì tội ăn trộm trong một nhà thờ, đã thú nhận hết đầu đuôi. Đây là một cái thư làm bằng chứng. Nó nói nó đã đánh cắp thằng bé thế nào, vứt bỏ thằng bé ở Paris, phố Buenos thế nào, và sau cùng nó đã cẩn thận cắt chữ tên in lên quần áo đưa bé thế nào để người ta không phát hiện được. Đây nữa, đây là những tã lót quần áo người đàn bà quy hóa kia đã giữ lại. Người đàn bà hào hiệp đã nuôi nấng con tôi. Đây mời chú đọc thư mời chú xem quần áo ông james milligan đứng chơi như phóng một lúc chắc ông tự hỏi có nên bóp cổ tuốt hết bọn chúng tôi hay không rồi ông đi lại phía cửa nhưng trước khi bước ra ông quay lại nói để rồi xem tòa án sẽ kết luận như thế nào về cái giả thiết con cái này bà milligan bây giờ thì tôi có thể gọi là mẹ tôi bình tĩnh đã ông cứ việc kháng cáo chúng tôi trước tòa án về phần tôi thì tôi không lôi cái người đã là em của chồng tôi ra chỗ ấy đâu Chú tôi bước ra, cửa đóng lại. Bây giờ mẹ tôi đưa hai tay, tôi xà vào lòng mẹ và lần đầu tiên tôi được hôn mẹ tôi cùng lúc với mẹ tôi hôn tôi. Khi chúng tôi đã bớt xúc động, Mattia bèn bảo tôi, "Cậu hãy nói với mẹ cậu là mình đã giữ kín điều bí mật của bà." "Thế cậu đã biết hết à?" chính mẹ tôi trả lời, khi Mattia kể cho mẹ nghe xong thì mẹ bảo chú ấy giữ kín. Mẹ tin rằng cái thằng Remy bé bỏng tội nghiệp ấy là con của mẹ nhưng cần phải có những bằng chứng đích xác loại trừ hết mọi nhầm lẫn mới được. Nếu ôm con vào lòng, nhận con là con đẻ của mẹ, rồi sau đấy lại bảo với con là không phải, chúng ta nhầm lẫn thôi, thì còn gì đau khổ cho con bằng. Những bằng chứng ấy, chúng ta có đây, và từ nay thì chúng ta sum họp mãi mãi. Con sẽ mãi mãi sống bên cạnh mẹ con, em con, bà lại chỉ Lai và Mattia, và những người đã thương yêu con trong cảnh cơ hàn. Chương 22, giữa gia đình, năm tháng trôi qua, nhiều nhưng ngắn bởi vì chỉ có những ngày êm đẹp. Đứa bé không gia đình, không nơi nương tựa, bơ vơ lạc lõng giữa cuộc sống, lênh đênh chìm nổi, không có đèn pha chỉ đường giữa biển đời bát ngát, không bờ bến cắm neo. Đứa bé ấy ngày nay có một người mẹ, một chú em yêu mến nó và được nó mến yêu. Đứa bé khốn khổ đã nhiều đêm ngủ trong vựa cỏ hay bên cạnh chuồng bò hoặc ở giữa trời tại một xó rừng nào đó. Đứa bé ấy ngày nay được về ở ngôi nhà của ông cha. Ở đây, tôi đã cúi đầu trên một cái bàn rộng bằng gỗ sồi lên nước đen nhánh và cặm cụi viết. Nhưng không phải tôi cần cù tra cứu ra phả hay giấy tờ lưu khế. Tôi chỉ ngồi ghi chép lại những kỷ niệm của tôi. Chúng tôi sắp làm lễ sửa tội cho đứa con đầu lòng một đứa con trai tên là Mattia, 48. Dịp lễ này sẽ tập họp tất cả những bạn bè trong đoạn đời cùng quẫn của tôi. Tôi muốn trao tặng mỗi người một tập hồi ký ghi chép những sự việc trong ấy họ có đóng một vai trò, để tỏ lòng biết ơn của tôi về sự giúp đỡ của họ, hoặc về tình thương yêu của họ đối với đứa bé lưu lạc đáng thương lúc bấy giờ. Viết xong mỗi chương, tôi gửi ngay đến cho thợ in bản đá, và chính ngày hôm nay, tôi chờ người ta đưa những bản sách dập tự tích của tôi để tặng mỗi người khách dự lễ một bản. Cuộc hội họp hôm nay là một sự bất ngờ cho họ và cả cho vợ tôi vợ tôi không mong mà sẽ được gặp bố, chị, anh và cô nữa. Chỉ có mẹ tôi và em tôi là có biết, nếu không xảy ra việc gì chắc chờ thì tối nay tất cả đều ở trong nhà tôi và tôi sẽ vui sướng được thấy họ quê quần quanh bàn ăn gia đình. Duy có một người thiếu mặt trong ngày hội vui mừng hôm nay bởi vì tiền của không làm người chết sống lại. Cụ chủ thân yêu của cháu ơi, giá được phụng dưỡng tuổi già của cụ thì cháu sung sướng biết ngần nào. Nếu thế hẳn cụ đã bỏ cái ống tiêu tấm da cừu và chiếc áo nhung của cụ ra cụ đã không lặp đi lặp lại cái câu nào ta tiến lên các con được trọng vọng trong tuổi già hẳn cụ có thể ngừng cao cái đầu bạc rất đẹp và lấy lại tên tuổi của cụ ngày xưa ông già vitalis vô cư sẽ trở lại làm nhà danh ca carlo balzani không làm được gì đối với cụ vì cái chết tàn nhẫn đã cướp cụ đi thì cháu cũng có cố vớt vát ít nhiều đối với vong linh cụ thể theo yêu cầu của cháu mẹ cháu đã xây cho cụ một ngôi mộ trong nghĩa địa montparnasse ở paris và cháu đã cho khắc tên carlo balzani lên bia mộ và dựa thêm những chân dung lưu hành thừa cụ từng lừng lẫy tiếng tăm cháu đã cho tạc một bức tượng bán thân bằng đồng đen để nhắc lại sự nghiệp vinh quang của cụ cho những người đã hoan hô cụ người ta đã dập cho cháu một mẫu tượng ấy nó đang ở trước mặt cháu kia ngồi đây chép lại những thử thách trong tuổi thơ khi sự việc tái hiện theo dòng năm tháng thì đã bao lần mắt cháu tìm hỏi mắt cụ. Cháu không quên cụ, cháu không đời nào quên cụ, xin cụ tin thế. Trong đời sống hiểm nghèo của một thằng bé lưu lạc, sở dĩ cháu không vấp ngã là nhờ có cụ, nhờ những bài học của cụ, cụ chủ ạ. À. Cho nên trong mỗi lễ lạt ở nhà cháu, chỗ ngồi của cụ bao giờ cũng được kính cẩn dành lại. Nhưng mẹ tôi đang đi tới trong hành lang kia, tuổi tác không làm phai nhan sắc của mẹ ngày nay tôi trông mẹ không khác ngày tôi gặp lần đầu tiên trên thuyền thiên nga với cái dáng điệu cao quý đầy vẻ dịu dàng phúc hậu duy cái màn u hoài xưa kia luôn luôn phảng phất trên mặt mẹ thì bây giờ đã tan biến đâu mất rồi mẹ tôi tựa trên cánh tay arthur bây giờ thì không phải là bà mẹ nâng đỡ đứa con gầy còm khập khiễng nữa mà là đứa con ân cần chiều mến đưa tay cho mẹ tựa đứa con ấy ngày nay đã trở thành một thanh niên đẹp khỏe thành thạo mọi môn thể thao cưỡi ngựa cừ, trèo thuyền hay, săn bắn giỏi. Thế là trái với lời tiên đoán của ông James Milligan, chuyện mầu nhiệm đã diễn ra, Arthur không chết và sẽ không chết. Sau mẹ tôi và Arthur ít bước là một bà già ăn mặc theo lối nữ nông dân Pháp. Bà ấm một đứa bé nhỏ tí bọc trong chiếc áo choàng trắng. Bà nông dân già đó là má Barberin và chú bé tí hon là con tôi, thằng bé Mattia. Khi đã gặp mẹ tôi, tôi định mời má ở lại với chúng tôi, nhưng má không chịu. Má bảo: "Không, bé Remia, lúc này chỗ của má không phải ở đây. Con sắp phải lo học hành để trở thành người hiểu biết, má ở bên cạnh con có ích lợi gì? Để má trở về Chavanan, rồi con sẽ trưởng thành, sẽ có vợ và có con. Lúc bấy giờ, nếu con muốn và nếu má còn sống, má sẽ trở lại với con để chăm nom các con con. Má sẽ không là vô sữa của chúng như má đã là vô sữa của con." vì lúc ấy má già rồi, nhưng già thì già vẫn chăm sóc trẻ tốt. Già thì có kinh nghiệm, già thì ít ngủ, và lại má sẽ thương cháu bé và cái này thì con phải yên trí, là má thì má không để cho người ta đánh cắp nó, như chúng đã bắt con vậy đâu. Trước khi thằng bé ra đời, tôi đã đi đón má tận Chavanan. Má đã bỏ cả, bỏ làng nước, bỏ thói quen, bỏ bạn bè, bỏ con bò sữa, con của con bò chúng tôi biếu để sang anh với chúng tôi. Thằng bé Mattia của chúng tôi bú sữa mẹ, nhưng được má Barberin săn sóc, bế bồng, dỗ dành, cưng nựng. Má bảo má chưa thấy đứa trẻ nào xinh như thế. Arthur cầm theo một tờ báo, nó để tờ báo xuống bàn làm việc của tôi, hỏi tôi đã đọc chưa. Tôi trả lời chưa đọc. Nó đưa một tay chỉ vào mục tin thành viên mà tôi dịch ra như sau: Một ngày gần đây, nghệ sĩ Mattia sẽ sang thăm đô thành London. Mặc dù toàn bộ những buổi biểu diễn của nghệ sĩ đã được nhiệt liệt hoan nghênh ở đây, nghệ sĩ cũng sẽ từ giã chúng ta để đi sang nước Anh vì đã có lời hẹn trước. Chúng tôi đã nói về những buổi biểu diễn của nghệ sĩ. Những buổi biểu diễn ấy đã gây được cảm xúc nồng nhiệt nhất do sức mãnh liệt và tính độc đáo của nghệ sĩ cũng như do tài nghệ của tác giả. Nói tóm lại, chỉ có thể nói rằng Mattia là sô của vĩ cầm. Không có bài báo ấy, tôi cũng biết rằng chú bé đàn rong người bạn đồng hành và người học trò của tôi ngày ấy đã trở thành một nghệ sĩ lớn. Tôi đã chứng kiến sự phát triển và trưởng thành của Mattia. Khi ba anh em chúng tôi, Mattia, Arthur và tôi, cùng học chung một gia sư, thì Mattia chậm tiến về môn tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Ngược lại, với những thầy nhạc thì nó tiến nhanh đến nỗi rất dễ biết là lời tiên đoán của ông Espinassus, người thợ cạo, kiêm nhạc sĩ thị trấn Mende sẽ nghiêm. Tuy biết vậy, cái tin viết từ thành viên cũng làm cho tôi vui mừng hãnh diện như chính mình cũng được hoan nghênh. Chứ không sao, Matia không phải là một hiện thân khác của tôi, không phải là bạn nghề nghiệp, là bạn chí thân, là em ruột của tôi hay sao? Những vinh quang của nó cũng tức là của tôi, cũng như hạnh phúc của tôi là của nó. Lúc này, người giúp việc mang vào cho tôi một bức điện, có thể đây là chuyến vượt biển ngắn nhất, nhưng cũng không phải là chuyến dễ chịu nhất. Và lại đã có chuyến vượt biển nào gọi là dễ chịu với mình chưa chứ? Dù sao, mình cũng mệt quá, đến nỗi chỉ khi tới Red Hill mới đủ sức báo tin trước cho cậu biết. Qua Paris, mình kéo luôn Christina cùng đi, anh em mình sẽ đến Chatford vào lúc 4 giờ 10 phút. Cho đánh xe ra chờ trước nhé, em MTTIA đọc đến tên Christina, tôi nhìn Arthur, nhưng nó lở đi. Cho đến khi đọc hết bức điện, nó mới ngẩng lên bảo, em muốn đi Chatford em bảo thắng xe đây ý kiến tuyệt diệu như thế lúc về chú sẽ ngồi đối diện với christina nó không đáp vội vã ra đi tôi quay lại mẹ tôi mẹ thấy không arthur không giấu giếm sự săn đón của nó điều này có ý nghĩa có ý nghĩa lắm tôi cảm thấy giọng mẹ tôi khi nói mấy tiếng ấy có chút gì không được vui lòng tôi bèn đứng lên lại ngồi cạnh mẹ tôi cầm bàn tay mẹ tôi lên hôn và nói bằng tiếng pháp thư tiếng tôi thường dùng khi muốn nói chuyện thân tình với mẹ tôi, như là một đứa con nhỏ của mẹ, mẹ thân mến của con, mẹ ơi, mẹ không nên buồn phiền vì Arthur yêu Christina. Đúng là như thế thì cuộc hôn nhân sẽ không được coi là tốt đẹp, bởi vì theo ý mọi người thì một cuộc hôn nhân tốt đẹp phải vừa có thế vừa có tiền. Nhưng đấy mẹ thử xem, việc của con không chứng tỏ rằng người ta có thể hạnh phúc, rất hạnh phúc hạnh phúc không còn mức nào cao hơn nữa mà không cần người vợ mình phải có thế có tiền đó ư. Thế mẹ không muốn cho em Arthur cũng hạnh phúc như con hay sao? Mẹ đã rất nuông chiều con bởi vì mẹ không nỡ lòng từ chối nguyện vọng của một đứa con vì nó mẹ đã phải khóc suốt 13 năm trường. Vậy sao mẹ lại không thể dành tấm lòng ấy cho đứa con trai kia? Chẳng hóa ra mẹ rộng lượng với đứa con này hơn là với đứa con kia hay sao? Mẹ tôi đặt bàn tay lên trán tôi và hôn tôi, ôi! đứa con hiếu của mẹ ông anh hiền thảo của thằng em con mới trí tình trí nghĩa làm sao bởi vì trước kia con đã để dành được nhiều tình cảm nhưng mẹ ơi đâu phải là về con đây là việc của arthur mẹ thử nghĩ xem liệu em con còn tìm đâu một người vợ dễ thương hơn christina con thì con chỉ nhìn thấy ở christina cô bé em của mattia bạn con đúng thế mẹ ạ à. và con xin chân thành thú nhận rằng tự đáy lòng con rất mong muốn một quan hệ hôn nhân có thể đưa Mattia vào gia đình ta. Arthur có tâm sự với anh về tình cảm và nguyện vọng của nó không? Thưa có, mẹ yêu quý của con ạ, à, tôi vừa nói vừa mỉm cười, nó trình bày với con như với người anh cả. Và người anh cả có hứa ủng hộ nó, nhưng mẹ tôi ngắt lời tôi, vợ anh đến đấy, chúng ta sẽ nói chuyện Arthur sau, vợ tôi, các bạn đã đoán ra, tôi không cần phải nói nữa chứ. Vợ tôi là Lai em lai bé bỏng, tế nhị, nhẹ nhàng, bay bồng. Lai không câm nữa, nhưng em lại may mắn giữ được sự tế nhị, sự nhẹ nhàng, nó làm cho nhan sắc của em có cái gì như là nhan sắc của một nàng tiên. Lai không rời bỏ mẹ tôi từ độ ấy, mẹ tôi đã chăm nom cho em, cho em ăn học và em đã trở thành một thiếu nữ. Dưới con mắt tôi thì Lai có đủ tất cả tài năng đức hạnh, bởi lẽ tôi yêu em. Tôi xin mẹ tôi cho tôi cưới em làm vợ. Lai vừa bước vào phòng, vừa kêu, ấy ấy, có việc gì vậy? Người ta trốn tôi nói chuyện riêng với nhau đây nhé. Arthur vừa đi Jeffers, chiếc xe lớn thì đi Paris. Thưa mẹ, thưa anh có chuyện gì mà bí mật thế? Mẹ tôi và tôi cười, nhưng không trả lời. Tức thì Lai quảng tay qua cổ mẹ tôi, âu yếm hôn và nói, mẹ yêu quý, có mẹ tham dự trong âm mưu này thì con không lo ngại gì cả. Con yên chí rằng mẹ làm điều gì cũng vì hạnh phúc của chúng con bây giờ cũng như bao giờ. Nhưng như thế, con lại càng tò mò thêm, thời gian trôi qua và chiếc xe đi Paris đón gia đình Lai có thể cũng sắp trở về. Thế là, muốn đùa một chút với cái tò mò của Lai, tôi lấy cái kính viễn vọng vẫn dùng để nhìn ra biển theo dõi những chiếc tàu chạy ngoài đó. Nhưng đáng lẽ chiếu thẳng ra biển, tôi lại quay sang phía con đường mà sớm muộn chiếc xe cũng quay về. Tôi bảo Lai, em hãy nhìn vào kính viễn vọng này sự tò mò của em sẽ được thỏa mãn lai nhìn vào nhưng đâu có thấy gì ngoài con đường trắng xóa bởi vì chưa có một chiếc xe nào hiện ra cả thế rồi đến lượt tôi tôi ghé mắt vào ống nhòm tôi dùng cái giọng của cụ vitalis khi quảng cáo tiết mục mà nói với em thế nào em không thấy gì qua ống kính này ư ồ quả là kỳ diệu qua ống kính anh thấy mình vượt biển sang tận đất pháp này đây một ngôi nhà duyên dáng ở quanh vùng xô một ông già tóc bạc đương dục hai người đàn bà đứng bên, nhanh lên nào, kẻo lại chậm tông. Và như thế thì tôi lại không sang nước Anh để kịp dự lễ sửa tội cho cháu ngoại tôi đây. Này cô Catherine, nhanh lên một chút, tôi van cô, từ 10 năm nay ở chung trong nhà, bao giờ cô cũng rành ràng. Thế nào, con muốn gì, Etienne, đây đấy lại cái con nương sen đầm rồi. Vừa rồi bố trách móc cô Catherine hoàn toàn là thân tình đấy chứ. Có lẽ nào bố lại không hiểu được rằng cô Catherine là cô em gái tốt nhất trong các cô em gái trên đời, cũng như con, Etienne ơi, con là đứa con gái tốt nhất trước khi ra đi. Ông lại căn dặn những người ở nhà trông nom các cây hoa trong khi ông vắng mặt, chớ quên rằng chính tôi đã làm vườn trồng hoa. Tôi đánh giá đúng công việc đấy. Tôi chuyển kính viễn vọng như tuồng lại nhìn qua một hướng khác. Giờ đây, tôi lại thấy một chiếc tàu thủy, một chiếc tàu lớn từ quần đảo Anty trở về và đương tiến vào cảng Le Aprè. Trên tàu có một chàng thanh niên trở về sau một chuyến đi khảo sát thực vật ở miền sông Amazon. Người ta nói chàng ta đưa về cả một loạt những cây cỏ châu Âu chưa từng biết. Giai đoạn đầu của cuộc khảo sát ấy rất là kỳ thú và đã được thuật lại trên báo chí. Tên chàng ta, Benjamin Irwin đã nổi tiếng rồi. Chàng ta chỉ còn một mối lo, không hiểu mình đến Le Havre có kịp đáp tàu đi Southampton để cùng gia đình đến lâu đài Milligan không kính viễn vọng của tôi kỳ diệu đến nỗi nó theo sát chàng ta và kia chàng đã kịp đáp tàu đi sao tham tơn và sắp sửa cập bến thế rồi kính viễn vọng lại chuyển qua hướng khác và tôi tiếp tục bây giờ thì không phải là chỉ có nhìn thấy mà tôi còn nghe thấy nữa có hai người ngồi trong toa tàu một già một trẻ cụ già nói chuyến đi này nhất định là bổ ích cho chúng ta bổ ích vô cùng cụ giáo hả à? này alexi thân mến không những cháu được xung vầy với tất cả gia đình cháu, không những chúng ta sẽ được bắt tay Remy vốn không bao giờ quên chúng ta, mà chúng ta lại có dịp xuống thăm những mỏ than ở xứ Galis nữa. Cháu sẽ tiến hành được nhiều chuyện quan sát lý thú và, lúc trở về, cháu sẽ có thể góp phần cải tiến được công việc ở La Chue, như vậy lại tăng thêm uy tín cháu ở đó. Địa vị của cháu ở mỏ cháu đã đạt được bằng việc làm của cháu, về phần bác, bác sẽ mang về những mẫu đá góp thêm vào bộ siêu tầm của bác mà thành phố Vasis đã vui lòng nhận tặng. Thật là không may mà mà chú Gaspard lại không đến được. Tôi đương định nói nữa, nhưng Lai đã lại đứng cạnh tôi. Em ôm tôi chặt lấy đầu tôi mà vuốt ve khiến tôi không còn nói gì được nữa. Em nói, giọng run run vì cảm động, ô, một sự bất ngờ êm dịu quá, không phải cảm ơn anh đâu, mà chính người phải cảm ơn là mẹ mẹ đã muốn được họp mặt tất cả những người nào ăn ở tốt với đứa con bơ vơ của mẹ nếu em không bưng miệng anh lại thì em còn được biết rằng chúng ta còn chờ đợi cả anh chàng bốp tốt bụng đã trở thành người hề nổi tiếng nhất nước anh cùng với người anh của anh ấy anh này vẫn chỉ huy con tàu nhật thực có tiếng một chiếc xe lăn trên đường vang tới chúng tôi rồi ngay sau đó lại một chiếc nữa chúng tôi chạy lại cửa sổ và lai nhận ra trong xe có bố em cô catherine chị etienne các anh Alexi và Benjamin. Bên cạnh Alexi có một cụ già đầu bạc phơ, lưng còng, đó là cụ giáo. Ở đầu kia, một chiếc xe không mui chạy đến, trong đó Mattia và Christina đang đưa tay vẫy chúng tôi. Rồi sau chiếc xe đó, lại một chiếc nữa, do chính anh Bob đánh xe. Anh Bob có đầy đủ dáng điệu một khách thượng lưu, còn ông anh của anh vẫn là cái người thủy thủ rất hắc ngày xưa đã đổ chúng tôi lên bộ ở Isigny. Chúng tôi vội vã xuống cầu thang để đón chào khách từ dưới thềm nhà. Mọi người đoàn tụ chung quanh bàn tiệc và dĩ nhiên là chúng tôi nhắc chuyện dĩ vãng. Mattia nói, hôm trước đây, ở Bát, tôi có thấy trong sòng bạc một nhà quý tộc, răng trắng nhờn và nhọn hoắt, cứ mỉm cười luôn mặc dầu bị thua hoài. Ông ta không nhớ ra tôi và tôi đã hân hạnh được ông ta xin một đồng phờ lo 49, để đặt vào một cửa ăn chắc. Coi như là hồn vốn để đánh mà, quả là không may cho ông ta ông James Milligan thua tiếng bạc ấy. Mẹ tôi bảo, anh Mattia thân mến, sao anh lại nói chuyện ấy trước mặt Remy? Nó rất có thể gửi tiền giúp đỡ ông chú nó đấy. Hẳn là thế đấy, mẹ yêu quý ạ. À? Mẹ tôi hỏi lại, vậy thì hắn đền tội bằng cách nào? Đền tội ở chỗ chú con xưa nay ruồng bỏ tất cả chỉ để chạy theo tiền tài. Bây giờ phải sống nhờ vào những kẻ mà ông ta đã hành hạ và muốn cho chết đi. Anh Bob nói thêm, tôi cũng được biết tình hình bọn đồng lõa của hắn. Mattia hỏi, tên Driscoll ghê tởm ấy à? Không phải tin về Driscoll, tên này thì vẫn còn bị đầy nơi đảo xa, nhưng mà là tin của gia đình Driscoll. Còn mụ Driscoll bị chết cháy, một hôm mụ ta nằm vào đống lửa mà cứ ngỡ là nằm ngục trên bàn, còn hai thằng Alan và Ned mới đây lại bị bắt và bị phạt án đầy. Chúng nó theo chân cha chúng, thế còn kết, con bé kết chăm sóc ông nó hiện còn sống. Hai ông cháu vẫn ở tại sân sư tử đỏ lão cũng có tiền họ sống không đến nỗi khổ mattia vừa cười vừa nói nếu cô bé mà kém chịu rét thì cũng đáng thương thật lão già không ưa cho ai lại gần lò sưởi của lão đâu mỗi người đều có góp phần để phục hồi dĩ vãng chẳng phải là tất cả chúng tôi đều có những kỷ niệm chung ngồi nhắc lại với nhau thì rất lý thú hay sao đó là sợi dây liên lạc giữa mọi người hôm nay tan tiệc mattia lại gần tôi kéo tôi đến một cửa sổ nói mình nảy ra một ý kiến chúng mình đã bao nhiêu lần đánh đàn vì khách qua đường thì cũng phải có một lần đánh đàn cho người thân nghe với chứ. Thế đối với cậu, không có thú vui gì mà thiếu âm nhạc được hay sao? Ở đâu, bây giờ và dù thế nào cũng mặc, âm nhạc cay đã. Cậu có nhớ con bò sữa của chúng mình kinh sợ cây âm nhạc của cậu thế nào không? Cậu sẵn lòng hát bài dân ca thành Nepal chứ? Sẵn lòng lắm, bởi vì chính nó đã làm cho lai like hết câm. Thế là chúng tôi đi lấy nhạc cụ. Mattia dở một cái hộp lót nhung rất đẹp, lấy ra một cây vĩ cầm cũ kỹ đáng giá hai phở răng nếu đem đi bán. Tôi thì rút trong bao đàn một cây thụ cầm mà mặt gỗ đã trở lại với màu sắc thiên nhiên vì gội nhiều mưa gió. Mọi người súng xít quanh chúng tôi. Lúc ấy một con chó đi đến. Con capi quý hóa đã giả lắm rồi. Nó điếc tai nhưng mắt vẫn trông rõ. Nằm trên gối nệm, nó nhận ra cây đàn quen thuộc cho nên nó đi khập khiễng đến đây để diễn cho. Nó ngọ một cái đĩa. Nó định đứng trên hai chân sau để diễu qua một vòng trước, chư vị khán giả. Nhưng nó không đủ sức, nó bèn ngồi xuống đặt một chân vào trước ngực, trịnh trọng chào. Xong bài hát của chúng tôi, Capi gắng gượng đứng lên đi thu tiền. Mỗi người bỏ phần của mình vào đĩa và con chó khôn xiết sung sướng về khoản thu nhập mang đến cho tôi. Đây là khoản thu lớn nhất trong đời làm trò của nó. Chỉ toàn những đồng vàng và đồng bạc cộng lại được đến 170 phở răng. Tôi hôn trên mõm chú Capi như xưa kia, lúc chú đến an ủi tôi. Việc ôn lại những ngày cơ hàn thủa bé này gợi cho tôi một ý kiến. Tôi nói, món tiền này sẽ là món đóng góp đầu tiên để thiết lập một quán trọ và nhà cứu tế cho những trẻ đàn rong. Mẹ tôi và tôi sẽ bỏ nốt ra cho đủ. Mattia hôn tay mẹ tôi, nói, thưa bác yêu quý, cháu xin góp một phần nhỏ mọn vào công cuộc từ thiện đó của bác nếu bác vui lòng nhận thì khoản thu trong đêm hợp tấu đầu tiên của cháu ở London, Đơ, cháu sẽ bỏ thêm vào cái món thu của chú Capi. Bản viết của tôi còn thừa lại một trang giấy, đó là trang dành để chép bài hát thành Naples. Mattia giỏi nhạc hơn tôi, được giao cho ghi chép bài hát ấy. Bài hát như sau, đóng chặt cửa, sao chủ lầu ác vậy, khiến bao phen, ta nhìn cửa thở dài người ngọc có hay miệng nhắc tên ai trái tim ta cháy bừng như nến thắp tôi muốn mình hóa thân thành tuyết trắng tuyết lạnh lùng nhưng cứ lấy tự do còn tình nàng lại nhiệt ngã thở ơ chẳng xúc động dù thấy tôi héo hắt tôi ước được thành chàng trai bán nước để lang thang tìm cách lọt lầu cao tay sách ấm sành miệng cất tiếng giao hỡi người đẹp mời nàng mua nước uống và mỹ nhân từ lầu cao ngó xuống hỏi ai người bán nước dạo dưới kia tôi ngước lên giọng ra giết não nề lệ tình tôi đấy chứ phải nào nước đông, hết, dịch theo nguyên bản tiếng Pháp của nhà xuất bản Hachet 1951.